tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 496, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Nguyên nhân chính là do trên nhẫn đồng cổ này có khí thức của Lý Thiên Tố đạo trưởng, vì thế nên Lý Trúc Âm mới đến gần mình theo bản năng sao. Tống Thư Hàng vỗ nhẹ vào lưng của Lý Âm Trúc, dịu dàng nói, đừng sợ, hai vị tỷ tỷ ấy chỉ thay quần áo cho ngươi thôi mà. Sau khi nghe được giọng nói của hắn, Lý Âm Trúc run rẩy gật đầu. Sau đó, cô ấy rè rặt giơ tay mình về phía hai nữ đệ tử sở ra ở trước mặt. Nữ đệ tử sở ra cười khẽ, ôm lấy Lý Âm Trúc, đưa. Cô ấy đến căn phòng bên cạnh tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Tống Thư Hàng thở vào một hơi, hắn cảm thấy trạng thái của Lý Âm Trúc có hơi không bình thường. Trong ký ức khi hắn, nhập mộng của hắn, tuổi của Lý Âm Trúc chắc hẳn không còn nhỏ nữa. Trước khi hàn bệnh của cô ấy phát tác lần đầu tiên thì cô ấy đã 12 tuổi rồi. Vì hàn bệnh của cô ấy mà Lý Thiên Tố tán ra bại sản, tìm đủ mọi cách để chữa trị cho cô, lần chữa trị này cũng mất rất nhiều năm. Nhưng bây giờ, bất kể là ngoại hình hay là hành vi cử chỉ của cô ấy đều không khác gì một đứa trẻ mới chỉ 3, 4 tuổi cả. Chẳng lẽ sau khi cơ thể thoái hóa thành trẻ con xong thì thần trí của cô ấy cũng trở nên giống một đứa trẻ luôn sao? Ha ha, thư hàng tiểu hữu, xem bộ dạng của ngươi thì có vẻ ngươi rất biết chăm sóc trẻ con đấy lão tổ sở ra sở khang bá cười ha ha nói hắn liếc nhìn tiểu hòa thượng luôn theo sau tống thư hàng một bước cũng không rời kia sau khi đến hoa hạ tiểu hòa thượng không quay về thiên nhai vân du tự mà vẫn tiếp tục đi theo bên người tống thư hàng đợi tam nhật sư huynh đến đón nó trở về lúc thấy lão tổ sở ra chú ý đến nó thì tiểu hòa thượng chắp hai tay lại lịch sự thi lễ một cái lão tổ sở ra mỉm cười đáp lễ tống thư hàng cười ngược giỏi chăm sóc trẻ con ư chẳng lẽ trên người của hắn có vầng sáng của vua bầy nhỏ, vì vậy dưới tác dụng của vầng sáng ấy mà tiểu hòa thượng của của, kinh ba đậu đậu, vũ nhu tử, a thập lục, còn có cả ngư kiều kiều nữa, từng người từng người xuất hiện bên cạnh hắn sao? Audio điện tử võ tấn bền Trong lúc nói chuyện, hai vị nữ đệ tử sở ra kia đã đưa Lý Âm Trúc ra ngoài. Sau khi rửa mặt trải đầu sạch sẽ, tóc của Lý Âm Trúc được tháo ra, xóa tung đằng sau lưng, mái tóc vừa dài vừa dày, nhìn qua càng thấy đáng yêu hơn. Điều không hoàn mỹ chính là, trên người cô ấy mặc một chiếc áo len dày cộp, ở ngoài còn khoác thêm một chiếc áo cà sa màu xanh ngọc, nhìn có vẻ vô cùng quái lạ. Vừa nhìn thấy Tống Thư Hàng, Lý Âm Trúc vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, vươn bàn tay nhỏ bé từ trong áo cà sa ra, túm lấy góc áo của Tống Thư Hàng, không chịu buông ra. Lúc cơ thể của Tống Thư Hàng chạm vào chiếc áo cà sa màu ngọc bích choàng bên ngoài của Lý Âm Trúc, hắn nói sao lại nóng như vậy chiếc bích ngọc cà sa này có thể tự động điều chỉnh nhiệt độ vì vậy lúc cảm thấy thân nhiệt của lý âm trúc thấp chiếc áo này sẽ không ngừng tăng độ ấm lên lúc này chiếc áo cà sa giống như là chiếc đèn sửa dùng để sửa ấm trong mùa đông vậy có cảm giác nóng bỏng tay nghe được tiếng lẩm bẩm của tống thư hàng lý âm trúc nghi hoặc nhìn lại hắn không sao đâu tống thư hàng vỗ nhẹ người cô chỉ có tí nhiệt độ thế này thì hoàn toàn không là vấn đề với tống thư hàng của bây giờ. Đúng lúc này, lão tổ sở ra sở khang bá nói, mời tiểu hữu đi theo ta. Hắn đi phía trước dẫn đường, tống thư hàng đi theo sau, tiểu hòa thượng thì bám sát tống thư hàng. Tiểu hòa thượng thỉnh thoảng lại nhìn sang Lý Âm Trúc, nó vô cùng tò mò đối với cô gái chui ra từ tảng băng này đều nói trẻ con chui ra từ trong tảng đá, nhưng trẻ con chui ra từ tảng băng thế này thì tiểu hòa thượng chỉ mới nhìn thấy lần đầu tộc địa sở ra. Tống Thư Hàng ngồi ở trên sofa, Tiểu Hòa Thượng và Lý Âm Trúc lần lượt ngồi ở hai bên trái phải của hắn, Ngư Kiều Kiều thì ngồi ở trên vai hắn. Chiếc áo cà sa bích ngọc trên người cô ấy đã cởi ra trả lại cho Tống Thư Hàng, tộc lão sở ra đã thay cho cô ấy một chiếc pháp y vô cùng xinh xắn dành cho nữ tu. Dù sao đi nữa thì lão tổ sở ra cũng là linh hoàng ngũ phẩm, hồi còn trẻ hắn đã cùng Lý Thiên Tố đi qua không ít di tích, bảo vật mà hắn cất giữ cũng không ít, chỉ là một chiếc pháp y còn con thì có là gì đâu. Tiếp đó, sở bá khang ghi lại bản đồ, cấm địa, và tin tức về khu vực xung quanh cấm địa mà hắn là Lý Thiên Tố đã từng thăm dò trên một cuộn giấy dài, đưa cho Tống Thư Hàng. Cái cấm địa kia, sở khang bá quả thật không dám đến nữa. Đến cửa lớn của cấm địa mà hắn còn chưa nhìn thấy thì đã bị trọng thương, phải dưỡng thương bao nhiêu năm nay. Còn người bạn tốt Lý Thiên Tố của hắn thì lại mất mạng bên trong cấm địa, cấm địa này không phải là nơi mà kim đan linh hoàng ngũ phẩm có thể dò xét được tiểu hữu đây chính là vị trí của cấm địa và một số bố trí của vùng xung quanh cấm địa có điều đã nhiều năm trôi qua rồi không biết vùng xung quanh cấm địa có thay đổi gì không cho nên những gì lão phu và lý đạo hữu từng thăm dò được chỉ có thể dùng để tham khảo mà thôi sở khang bá lên tiếng cảm ơn tiền bối tống thư hàng lại cam đoan ngoài ra xin tiền bối yên tâm nếu như trong cấm địa đó có phương pháp để trị bệnh cho lý âm trúc thì chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức mình để mang nó về. Sở Khang Bá nghe vậy thì cảm thấy an tâm hơn nhiều. Sau đó, hai người lại nói chuyện với nhau rất lâu. Những kinh nghiệm mạo hiểm khi còn trẻ của Sở Khang Bá khiến cho Tống Thư Hàng nhận được rất nhiều lợi ích. Cuối cùng, hai người trao đổi số điện thoại với nhau, nếu như chuyến hành trình đến cấm địa của Tống Thư Hàng có thu hoạch gì thì có thể trực tiếp liên lạc với Sở Khang Bá. Sở Tiền Bối, vãn bối còn có việc gấp phải về nhà một chuyến. Hẹn gặp Tiền Bối sau, Tống Thư Hàng chắp tay chào Sở Khang Bá. Hẹn gặp lại, Sở Khang Bá đứng lên tiễn khách. Sau khi ra đến vùng đất trống bên ngoài phòng, Tống Thư Hàng lấy con rối Ngân Long từ trong túi thu nhỏ ra. Lúc thất sinh phù Tiền Bối tặng con rối Ngân Long này cho hắn, trong con rối đã lắp sẵn một viên linh thạch tam phẩm, đủ cho con rối Ngân Long bay một khoảng thời gian dài rồi. Cũng may là ở bên trong con rối ngân long này đã có sẵn linh thạch, nếu không thì với một kẻ nghèo rất mùng tơi, đến nửa viên linh thạch cũng không có như tống thư hàng, con rối ngân long này chẳng khác gì đồ để trưng cho đẹp. Sau khi tiểu hòa thượng nhìn thấy con rối ngân long thì lập tức lên tiếng hoan hô, vèo một cái lẻn lên trên lưng rồng. Cho dù bình thường có ra vẻ ông cụ non như thế nào đi chăng nữa thì khi nhìn thấy thứ mình yêu thích, nó cũng khó để khắc chế tính trẻ con của mình, tống thư hàng vỗ nhẹ người đang kéo góc áo của mình là lý âm trúc ngoan nào âm trúc trước tiên ở cùng với sở tiền bối đi nhé một thời gian nữa ta lại tới thăm ngươi được không lý âm trúc chấp chấp hai mắt vẻ mặt ngơ ngác tay của cô ấy vẫn nắm chặt lấy góc áo của tống thư hàng không muốn buông tay ngư kiều kiều ngồi trên vai hắn nói he he cô bé quấn ngươi rồi thư hàng chắc là do chiếc nhẫn trên tay ta có mang theo vị đạo quen thuộc với cô ấy Tống Thư Hàng sờ sờ chiếc nhẫn đồng cổ. Trên chiếc nhẫn này có Hỏa Diễm Đao, Chi rú Thuật, còn có trận pháp tụ linh tam phẩm nữa, đối với phẩm cấp hiện giờ của Tống Thư Hàng, đây là một bảo vật hiếm có. Hỏa Diễm Đao, trên chiếc nhẫn này đã nhiều lần hỗ trợ cho Tống Thư Hàng thoát khỏi hiểm cảnh sinh tử, Chi rũ Thuật còn chân quý hơn, nó thật sự là pháp thuật cứu mạng. Nhưng sau khi suy nghĩ, Tống Thư Hàng vẫn tháo chiếc nhẫn từ trên tay xuống. Hắn ngồi xổm xuống, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Âm Trúc, đặt chiếc nhẫn đồng cổ vào lòng bàn tay của cô ấy. Đây là di vật của phụ thân cô ấy để lại, nên về tình về Lý thì đều phải trả cho cô ấy. Đây coi như là vật về chủ cũ. Tạm biệt, bảo trọng nhé. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nói với cô ấy. Đôi mắt màu bạc của Lý Âm Trúc nhìn chầm chầm vào chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Sở Khang bá tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vào người Lý Âm Trúc, ôm cô ấy lên sở tiền bối, tạm biệt, tống thư hàng nhảy lên con rối ngân long, chắp tay chào. Hai mắt của con rối ngân long hiện lên ánh sáng màu vàng, đôi cánh to lớn vỗ nhẹ một cái, bay thẳng lên trời. Đệ tử sở ra nhìn con rối kia với vẻ hâm mộ họ cảm thấy con rối phi hành này ngầu vô cùng. Đáng tiếc, đối với đệ tử sở ra, đừng nói là con rối phi hành, đến cả con rối chạy dưới đất cũng là giá trên trời. Có tiền mua con rối còn không bằng lấy tiền đó đi đổi tài nguyên tu luyện đi thôi chúng ta trở về sở khang bá lên tiếng nằm trong lòng hắn lý âm trúc vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cũng không biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì nữa sở khang bá vỗ về con gái của cố nhân từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé hắn sẽ coi lý âm trúc như con gái ruột của mình dốc lòng dạy dỗ nuôi dưỡng cô thật tốt nếu như có một ngày có thể chỉ tận gốc hàn độc trên người cô thì coi như mình cũng có thể không thẹn với người bạn cũ rồi Lúc sở khang bá ôm Lý Âm Trúc đi được 5-6 bước thì Lý Âm Trúc đột nhiên mở miệng, thốt ra một từ, đốt. Ngay sau đó, có một vật có kích cỡ bằng một viên dược hoàn nhỏ bay ra từ trong miệng của Lý Âm Trúc. Đó là kiếm hoàn. Kiếm hoàn do lưỡi đào sắc bén có hình dáng sợi tơ cực kỳ mỏng manh quấn thành hình viên tròn, chỉ cần được rót chân khí hoặc là linh lực vào thì kiếm hoàn sẽ lập tức biến thành một thanh trường kiếm sắc bén, hoặc cũng có thể trực tiếp dùng hình dạng kiếm hoàn để giết địch luyện chế kiếm hoàn rất khó khăn, giá trị của nó cao hơn từ 5 đến 10 lần giá trị của phi kiếm bình thường có cùng cấp bậc trở lên. Kiếm hoàn này bay ra từ trong miệng của Lý Âm Trúc, vọt lên không chung, hóa thành kiếm quang hoàn chỉnh. Sở khang bá giật mình sửng sốt nửa khắc thuật ngựa kiếm. Mà đúng lúc này, Lý Âm Trúc ở trong ngực hắn dây ruộng, cô ấy nhảy lên một cái, cơ thể bé nhỏ rơi xuống trên kiếm quang, sau đó... Cô cẩn thận nằm sấp trên kiếm quang, giống như một con vật nhỏ đáng yêu vậy vèo, móc lửng. Kiếm quang bay đi, trong chớp mắt đã biến mất ở phía chân trời. Nhìn phương hướng kia chắc là đuổi theo bọn tống thư hàng rồi. Tiên thiên tứ phẩm, sở khang bá cười khổ. Hắn thế mà lại nhìn nhầm, cô con gái của ông bạn cũ của hắn là tu sĩ có cảnh giới tiên thiên tứ phẩm đấy. Cô mới từng đó tuôi, thế mà đã có tu vi tứ phẩm rồi. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, vì để trị khỏi hàn bệnh trên người con gái, Lý Thiên Tố đã dốc sạch ra sản, còn nợ nần trồng chất, hơn nữa còn vào sinh ra tử vô số lần ở các bí cảnh và di tích nữa, những tài nguyên lấy được thì đều để cho con gái dùng cả. Đó là thiên tài địa bảo vô cùng quý giá, cho dù phần lớn được dùng để trông lại, hàn khí trong cơ thể nhưng một phần dược lực nhỏ còn lại cũng đủ để đẩy lý âm trúc lên cảnh giới tiên thiên tứ phẩm. Sau khi suy nghĩ xong thì sở khang bá lấy điện thoại ra, gọi điện cho Tống Thư Hàng. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Ố, sở tiền bối, có chuyện gì sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi, lẽ nào mình để quên đồ gì đó ở sở ra sao? Sở Khang Bá ngượng ngùng nói, Tống Tiểu Hiếu, Lý Âm Trúc bay đến chỗ của các ngươi rồi. Cái gì, cô ấy bay tới đây á? Cô ấy bay kiểu gì chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Sở Khang Bá, ngự kiếm phi hành. Tiên thiên tứ phẩm, Tống Thư Hàng ngu người luôn. Sở Khang Bá, ừm, tiên thiên tứ phẩm. Tống Thư Hàng, chương 497, xin chào, ta đến tìm bạch kình đao khách. Nhưng hiện nay, vũ nhu tử mới mấy chục tuổi mà đã sắp đạt được cảnh giới này rồi. Người lớn tuổi hơn vũ nhu tử một chút là Tô Thị A Thập Lục, thì đang trong quá trình trùng kích cảnh giới đó rồi. Ngư kiều kiều trên vai hắn, nếu đổi thành tuổi của nhân loại thì cũng không hơn kém Tô Thị A Thập Lục là bao, bây giờ cũng đã có cảnh giới tứ phẩm rồi. Hình như đây là thời đại mà thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp thì phải. Lúc này, Sở Khang Bá trong điện thoại lại nói, "Vì vậy, liệu có thể nhờ Tống Tiểu Hữu chăm sóc cho đứa cháu gái này của ta mấy ngày được không? Bên này ta sẽ phái hai đệ tử sở ra qua đó ngay lập tức. Đến lúc đó, hai đệ tử này sẽ chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của Lý Âm Trúc, đảm bảo không gây phiền phức gì cho Tiểu Hữu đâu." Sở Khang Bá nhìn ra, không biết vì nguyên nhân gì mà Lý Âm Trúc cứ nhất định phải quấn lấy Tống thư hàng chẳng lẽ Lý Âm Trúc cũng giống như gà con vừa nở khỏi trứng, coi thứ đầu tiên chúng thấy thành mẹ ư? Tóm lại, bất luận thế nào, tạm thời Lý Âm Trúc sẽ không rời khỏi Tống thư hàng đâu, thế thì dứt khoát phái hai đệ tử qua đó chăm sóc Lý Âm Trúc luôn cho rồi, cứ để Lý Âm Trúc ở bên Tống thư hàng một thời gian, đợi đến khi tìm thấy cách giải quyết rồi thì lại mang cô ấy về. Mà người được chọn để chăm sóc Lý Âm Trúc, trong lòng Sở Khang Bá đã có người thích hợp rồi ấy chính là tiểu sở sở thiên tài của Sở gia. Với tư chất của Sở Sở, nếu như cứ tiếp tục ở lại Sở gia thì đúng là có hơi lãng phí thiên phú của con bé. Nếu như thế thì chi bằng để cho con bé ở cùng với vị tống thư hàng tiểu hữu này đi vậy, nói không chừng còn có thể gặp được kỳ ngộ của mình cũng nên. Người được chọn còn lại thì nhất định phải là một đệ tử kiên định tài giỏi của sở gia mới được. Tống thư hàng nhìn tiểu hòa thượng đang gieo hò ở trên lưng ngân long một cái, thôi được rồi, chăm sóc một đứa trẻ là chăm sóc, mà hai đứa thì cũng là chăm sóc thôi. Không thành vấn đề, sở tiền bối, ta có thể phụ trách chăm sóc cho Lý Âm Trúc, có điều thời gian gần đây có khả năng ta sẽ phải đi xa một chuyến, thế nên tốt nhất là đệ tử sở ra mà người phái đến để chăm sóc cô ấy có thể đến trong vòng hai ngày nhé. Tống Thư Hàng trả lời. Hai ngày à, không thành vấn đề, tiểu hữu ngươi cứ gửi địa chỉ của ngươi cho ta, ta đảm bảo trước khi mặt trời ngày mai xuống núi, hai đệ tử sở ra sẽ đến chỗ của ngươi ngay. Sở Khang bá vỗ ngực đảm bảo, đồng thời, lão tổ lại thuận miệng hỏi thêm một câu, Thư Hàng tiểu hữu muốn đi đâu thế? trên đường có cần giúp đỡ gì không? À, đi đến một nơi rất xa, rất rất xa. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn lên trời sao, cảm ơn ý tốt của sở tiền bối. Có điều chuyến đi lần này đã được bạch tiền bối sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Ta chỉ cần lê cái thân này đi qua đó là được rồi. Vậy thì tiểu hữu đi đường cẩn thận nhé. Sở khang bá nghe thấy khẩu khí của Tống Thư Hàng có gì đó không đúng lắm, nhưng không biết phải nói tiếp thế nào nên chỉ đành chúc một câu. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hàng lập tức nhìn thấy đằng sau con Ngân Long có một đạo kiếm quang bay vút tới đây, tốc độ cực nhanh, còn nhanh gấp hai lần tốc độ bay của con rối Ngân Long này nữa. Trên kiếm quang, thiếu nữ tóc trắng Lý Âm Trúc bám trên kiếm quang, giống như một động vật nhỏ đáng yêu vậy. Lúc hai mắt của cô ấy và hai mắt của Tống Thư Hàng nhìn thẳng nhau thì đôi mắt màu bạc của cô ấy sáng lên. Tốc độ của kiếm quang càng lúc càng nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã đuổi đến bên cạnh Tống Thư Hàng. Sau đó Lý Âm Trúc nhảy vô một cái, nhào sang con rối ngân long của Tống Thư Hàng. Động tác nguy hiểm như thế làm cho tim của Tống Thư Hàng đập thình thịch, hắn vội vàng đưa tay ra đỡ lấy vị tiểu tổ tông này. Cũng may là Lý Âm Trúc có thể khống chế sức lực khi va chạm của bản thân, lúc cô ấy nhào về phía Tống Thư Hàng, lực va chạm của cơ thể đã thu lại rất nhỏ, rất nhỏ rồi. Tống Thư Hàng chỉ cần ôm nhẹ là có thể tiếp được cô ấy ngay. Đạo kiếm quang ở bên cạnh kia thu nhỏ lại, hóa hành kiếm hoàn, bay tới bên cạnh Lý Âm Trúc. Cô ấy hơi hé miệng ra rồi nuốt kiếm hoàn vào. Hi hi hi, Lý Âm Trúc bắt lấy góc áo của Tống Thư Hàng, nở nụ cười hài lòng. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, vỗ nhẹ vào người Lý Âm Trúc. Tiểu Hòa Thượng trợn to hai mắt, cái cô gái này nhìn có vẻ còn bé hơn cả nó mà đã có thể ngự kiếm phi hành rồi. Thế giới quan của Tiểu Hòa Thượng có chút lung lay, nhưng nó lập tức cắn chặt răng, kiên định nói chắc chắn là do gần đây ta luyện tập không đủ ta phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa mới được. Trong lúc bất trí bất giác, Lý Âm, Lý Âm Trúc vẫn chia tay ra, đôi mắt màu bạc nhìn chăm chăm vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bi cô nhìn chăm chăm nên bắt đầu có chút ngại ngùng, chỉ đành cầm lại chiếc nhẫn đồng cổ lại nói, lẽ nào Lý Âm Trúc đến gần mình không phải vì chiếc nhẫn đồng cổ này sao? Nếu như không phải vì chiếc nhẫn đồng cổ này thì là vì nguyên nhân gì kia chứ? Tống Thư Hàng lập tức nghĩ tới linh quỷ trong cơ thể mình. Lúc đầu khi ký kết khế ước với linh quỷ, con linh quỷ này hấp thụ một phần nhỏ năng lượng khi Lý Thiên Tố đạo tiêu. Có thể là vì nguyên nhân này nên khiến cho trên người Tống Thư Hàng mang theo mùi vị của Lý Thiên Tố, dẫn đến việc Lý Âm Trúc tiếp cận hắn theo bản năng chăng. Thôi vậy, mặc kệ thế nào thì cũng phải đưa cô ấy về nhà trước vậy mẹ Tống rất thích trẻ con, thế nên chắc hẳn là sẽ thích cô gái nhỏ đáng yêu này lắm. À, không được quên, còn có một tiểu hòa thượng nghiêm túc nữa. Đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu, tại nhà của Tống thư hàng. Mẹ Tống ngồi ở ghế sofa cắn hạt dưa, xem phim Hàn. Ba Tống thì dựa vào ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời sự hôm nay đưa tin, mọi người trên chiếc máy bay xảy ra sự cố và rơi xuống đảo biệt lập đã được Phú Hào thần bí dùng du thuyền đưa về thành phố Tang Hải của Hoa Hạ, hiện các hành khách đang trên đường trở về nhà. Vì thế hôm nay, ba Tống đã xin nghỉ, còn mẹ Tống thì chuẩn bị xong một bàn thức ăn ngon từ sớm giờ chỉ còn đợi Tống Thư Hàng về nhà nữa thôi. Kinh cong, tiếng chuông từ cửa truyền vào. Là Thư Hàng về sao? Ba Tống bật dậy từ sofa, động tác nhanh nhẹn, căn bản không giống những người ở độ tuổi của ông chút nào. Sau đó ông bước vội, ba bước thành hai bước, ông xông đến cạnh cửa, dùng sức mở cửa nhà ra. Tên tiểu tử con cuối cùng cũng biết quay, ố, mới nói được một nửa, ba tống nhìn đến người đứng ở ngoài cửa liền ngẩn cả người. Người ở trước mặt ông không phải tống thư hàng mà là một cô gái có dáng người cao gầy. Cô gái có dáng người cao gầy thì chẳng có gì kỳ lạ cả, nhưng mà cô gái này lại mặc một chiếc váy cổ trang màu đỏ, giống như là tiên tử bước ra từ trong những bộ phim cổ trang vậy. Nhưng trong một ngày thời tiết nóng bức thế này mà ăn vận như thế thì không những kỳ lạ mà còn rất oi bức nữa. "Xin chào, cô tìm ai vậy?" Ba Tống hỏi. "Vâng, xin hỏi, đây có phải là nhà của thư sơn áp lực đại tiểu hữu không ạ?" cô gái mặc váy cổ trang màu đỏ kia chớp chớp mắt, cười hỏi. Cô ấy vừa nở nụ cười thì trên người xuất hiện lực hấp dẫn rất lớn, làm cho cơ thể của ba tống không tự chủ được đến gần cô ấy hơn đừng có nghĩ xiên sẹo nhé, không phải là cái loại, sức hút quyến rũ kia đâu, đó là lực hấp dẫn thực sự đấy, giống như nam châm vậy, ba tống cảm giác cơ thể mình đứng không vững nữa. Thư Sơn áp lực đại, là cái gì thế, ba tống không hiểu ra sao, đồng thời ông cảm thấy trọng tâm của bản thân không vững nên vội vàng ngửa người ra sau. Ố, đợi chút, ngày hôm nay thay đổi rồi. Cô gái mặc vải cổ trang màu đỏ lấy điện thoại ra, trượt vài cái, sau đó cô ngẩng đầu lên, mặt đầy nghiêm túc nó, đây là nhà của bạch kình đao khách à. Bạch kình đao khách lại là cái gì nữa thế? Ba tống dùng sức xoa huyệt thái dương, dạo gần đây đám thanh niên biết chơi quá, tư duy của ông có chút không theo kịp rồi, tôi chỉ biết chỗ này của chúng tôi là đường bạch kình thôi, À, chờ một chút, ta quên một chuyện quan trọng. Cô gái mặc đồ cổ trang đó lại trượt điện thoại mấy cái, gõ như bay trên điện thoại. Nhóm cửu châu số 1. Lưu Huỳnh Tiên Tử, gấp, có đạo hữu nào đang online không? Ta hỏi một vấn đề, tên tục gia của bạch kình đao khách là gì ý nhỉ? Ta nhất thời không nhớ ra được. Điền điềm phó đạo chủ, bạch kình đao khách là ai? Đông Phương Tĩnh Tuyết, là đạo hữu mới vào nhóm sao? Lưu Huỳnh Tiên Tử, không phải, chính là đạo hữu có tổng cộng 7 cái đạo hiệu, mỗi ngày đổi một cái ấy. Đông Phương Thanh Tuyết, à tương đương là thất nhật đạo hữu đấy à. Tạo hóa Pháp Phương, thất nhật đạo hữu lại là cái quỷ gì thế, tiểu hữu chỉ là trong 7 ngày mỗi ngày đổi một cái đạo hiệu thôi mà. Bắc Hà Tán Nhân, thất nhật đạo hữu, cái đạo hiệu này được đấy, ta rất thích. Ngoài ra Lưu Huỳnh Tiên Tử, tên tục gia của Bạch Kình Đao Khách là Tống Thư Hàng, cô hỏi cái này làm gì? Lưu Huỳnh tiên tử, ta vừa mới đến nhà hắn, có điều hình như là gặp phải cha hắn. Nhưng nhất thời ta không nhớ ra tên tục gia của bạch kình đao khách. Bây giờ ta biết rồi, cảm ơn bác Hà, chụt chụt. Bác Hà tán nhân. Lưu Huỳnh tiên tử tắt điện thoại đi, ngẩng đầu lên nhìn ba tống lần nữa. Xin chào, đây có phải là nhà của tống thư hàng tiểu hữu không? À à, hóa ra là bạn của thư hàng à, ba tống gật đầu đồng thời nhìn Lưu Huỳnh tiên tử một cái. Là một cô gái xinh đẹp nha, nếu chỉ nói về khí chất, tướng mạo thì cô gái này với cái cô vũ nhu tử lần trước thì đúng là mỗi người một vẻ. Chỉ là hành vi cử chỉ, quần áo ăn mặc đều hơi lạ một chút. Còn có cái cách xưng hô, Bạch Kình Đao khách vừa nãy nữa. Đợi chút, đây chẳng lẽ chính là cosplay mà thanh niên hiện nay hay chơi đó sao? Cái gì mà ăn vận theo vai diễn các thứ. Không ngờ thằng nhóc Tống thư hàng kia lại còn chơi cả trò này nữa. Mời vào. Thư Hàng vẫn còn đang trên đường trở về từ Tăng Hải, chắc là trong ngày hôm nay sẽ về tới thôi. Cô tìm Thư Hàng có chuyện gì không? Ba Tống nhiệt tình tiếp đái. Ừm, Tống Thư Hàng đã đặt một lô đặc sản, hiện đã chuyển đến Văn Châu rồi, tạm thời được gửi ở chỗ của ta. Ta nghe nói hắn sắp về nhà rồi nên liền qua đây gặp hắn, xem xem lúc nào thì hắn rảnh, đến lấy lô đặc sản kia về. Lưu Huỳnh Tiên Tử mỉm cười trả lời. Một nghìn bao linh mễ của Tống Thư Hàng đã được gửi tới rồi, hiên đang để ở cao ốc để không của Lưu Huỳnh Tiên Tử. Ngoài ra, Lưu Huỳnh Tiên Tử được bạch tôn giả phó thác phải đưa tống thư hàng vào vũ trụ nữa. Lâu rồi chưa dùng cách đó để đưa người vào vũ trụ, bây giờ Lưu Huỳnh Tiên Tử đã nóng lòng, ngứa chân ngứa tay lắm rồi. Lưu Huỳnh Tiên Tử đã giúp Tống Thư Hàng chuẩn bị đầy đủ trang bị của nhà phi hành ra rồi. Bây giờ chỉ chờ Tống Thư Hàng quay lại, chuyển linh mễ về sau đó đợi hắn cáo biệt với người nhà xong là có thể một hơi bắn hắn lên thẳng vũ trụ luôn. chương 498, hỏa diễm đao, ngon lắm, nhân lúc còn nóng thì mau ăn thôi. Ừm, là một ít gạo, loại gạo này rất ngon. Bởi vì rất hiếm có, cho nên Tống Thư Hàng đã đặt mua không ít. Lưu Huỳnh Tiên Tử cười đáp. Khi cô ấy cười, cơ thể lại bắt đầu trào ra một cổ, lực hấp dẫn. Ba Tống đi ở phía trước dẫn đường bỗng thấy cơ thể hơi nặng hơn, giống như là đang đi ngược chiều gió vậy, mỗi một bước đi đều tốn rất nhiều sức lực. Có chuyện gì thế này? Dạo này cơ thể mình bị yếu rồi sao? Ba Tống nghĩ bụng, xem tình hình này phải bảo mẹ thằng nhỏ đi mua ít thuốc bổ về bồi bổ cho cơ thể thật tốt mới được chi. Ngoài ra, sau khi nghe thấy đặc sản mà Tống thư hàng đặt mua là gạo thì ba Tống cũng không hỏi nhiều nữa cũng may là ông ấy không hỏi tiếp nếu không thì nếu biết Tống Thư Hàng một hơi mua một nghìn bao gạo thì chắc chắn ba Tống sẽ hét lên một tiếng, thằng phá ra chi tử, rồi đi tìm đủ loại công cụ để tẩn cho Tống Thư Hàng một trận ra trò mất thôi. Lưu Huỳnh Tiên Tử đi ở phía sau cảm nhận được trạng thái của ba Tống thì lập tức ngừng cười, cái, lực hấp dẫn kia cũng biến mất ngay tức khắc. Ba Tống thấy cơ thể của mình đột nhiên nhẹ nhàng hơn, ông cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lại đi tiếp vài bước, ba Tống lên tiếng hỏi, đúng rồi, cô gái này, phải xưng hô với cô thế nào đây từ khi vào cửa cho đến bây giờ ông còn không kịp hỏi tên của cô gái mặc váy đỏ này là gì nữa cứ gọi ta là lưu huỳnh thì được rồi lưu huỳnh tiên tử cười đáp lưu huỳnh tên rất hay tên hay lắm ba tống nói nếu như đã là bạn tốt của thư hàng thì đừng khách sáo cứ gọi chú là chú tông là được rồi lưu huỳnh tiên tử cười gượng dù sao thì cô vẫn chưa mặt dày không biết xấu hổ đến mức cưa sừng làm nghé gọi một người trẻ tuổi mới hơn 40 là chú, đâu. Tuổi thật của cô đủ để viết ở mấy trang đầu tiên trong gia phả tổ tiên nhà họ Tống luôn ấy chứ. Ba Tống nhiệt tình dẫn Lưu Huỳnh Tiên Tử vào phòng khách, mẹ Tống thấy có khách thì vội vàng pha một tách linh mạch bích trà. Vẫn như nhắc nhở của Tống Thư Hàng, một tách linh mạch bích trà nhiều nhất chỉ bỏ vào hai lá trà mà thôi. Lưu Huỳnh Tiên Tử nhận lấy chén trà, nhìn thấy trên mặt nước chỉ có độc hai cái lá trà lẻ loi thì lập tức có cảm giác giờ khóc giờ cười. Cũng may là tuy đã lâu không giao tiếp cùng người thường nhưng Lưu Huỳnh Tiên Tử tuổi đã lớn, kinh nghiệm sống vẫn còn đấy. Vì thế, cô ấy hòa nhập vào chủ đề nói chuyện của ba Tống và mẹ Tống một cách nhanh chóng. Ba người bắt đầu nói cười vui vẻ. Ai da, à, sao thư hàng tiểu hữu vẫn còn chưa về nhà thế này? Nếu như còn tiếp tục nói chuyện nữa thì trong lúc nói chuyện, cô ấy khó tránh khỏi việc phải gọi ba Tống, đến lúc đó thật sự phải gọi là chú Tống, sao? Xấu hổ quá đi mất, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là trên tay Lưu Huỳnh Tiên Tử nổi hết cả da gà. Mà ở một phía khác, Tống Thư Hàng cưỡi trên mình con rối ngân long, hắn không trực tiếp trở về thành phố Văn Châu, mà trước tiên rẽ ngoặt, đi đến chỗ hang động dung nham kia. Đúng vậy, chính là cái động phủ trong hang động dung nham mà tên Tiên Sinh Xá Lam kia ở. Lần trước, trong khi nhập mộng trải nghiệm cuộc sống của Tiên Sinh Xá Lam, Tống Thư Hàng đã có được hai tin tức quan trọng. Cái đầu tiên là xá lam và bạn của hắn cùng thám hiểm, lục tu tôn giả chi mộ. Còn một cái nữa là, ở chỗ sâu nhất trong hang động dung nham này còn ẩn giấu một bức tường kép. Trong tường kép có một con rối gỗ tinh xảo chẳng gì bị kịp, nó có liên quan đến mặc môn và kẻ chủ mưu phía sau lưng xá lam, điều này khiến cho Tống Thư Hàng rất để ý. Sau khi xá lam bị cải tạo thành con rối, chính trong khoảnh khắc trước khi xá lam hồi phục ý thức, con rối gỗ kia đã tự chôn mình ở chỗ sâu nhất trong hang động dung nham. Tống thư Hàng vốn còn định đưa thêm một vị tiền bối đi theo để cùng thám hiểm hang động dung nham này. Hiện tại, trên vai hắn có Ngư Kiều Kiều có cảnh giới tứ phẩm, bên cạnh có thêm một Lý Âm Trúc cũng có cảnh giới tứ phẩm nữa, có lẽ hắn có thể thử thăm dò hang động dung nham này chăng? Ngoài ra, ngoài sự có mặt của hai vị có tu vi tứ phẩm, Tống thư Hàng còn có tiểu hòa thượng cảnh giới dược phàm nhất phẩm làm cổ động viên nữa, cộng thêm hai con linh thú cá ngựa có huyết mạch của giao long nữa chúng đang hiếu kỳ bò bên người Lý Âm Trúc thổi bong bóng. Hàn khí phát ra từ trên người của Lý Âm Trúc làm cho hai con cá ngựa biển này rất thích thú. Mà Lý Âm Trúc cũng rất thích hai con cá ngựa biển này, có thể thấy điều đó từ khóe miệng đang chảy ra nước miếng không ngừng của cô ấy. Đến khoảng trời phía trên hang động dung nham, con rối ngân long từ từ hạ cánh. Tống Thư Hàng ngồi trên lưng ngân long sắc mặt nhợt nhạt, từ lúc mới bắt đầu cưới con rối ngân long này để được thỏa niềm đam mê được làm long kỵ sĩ đợi tới khi niềm hưng phấn đó qua rồi thì bệnh sợ độ cao của tống thư hàng lại tái phát hắn nhìn những ngôi nhà chỉ bé như những chấm đen ở bên dưới thư hàng có cảm giác chân của mình hơi nhũn ra điều này không có quan hệ gì với ý chí cả không cần nghi ngờ gì ý chí của tống thư hàng rất kiên định nhưng mà sợ độ cao là một chứng bệnh đáng sợ mà ý chí không thể nào khắc phục được tống thư hàng đoán có lẽ phải đợi đến khi hắn nắm vững được vật ngự kiếm phi hành, không sợ bản thân sẽ ngã từ trên trời xuống nữa thì cái chứng sợ độ cao này mới có khả năng khỏi được. Cũng may lưng của con rối ngân long còn to hơn kiếm quang của, phi kiếm dùng một lần, một chút, hơn nữa con rối ngân long còn có thêm dây cương chuyên dụng của, phi hành tỏa kỵ, nữa. Điều này làm cho Tống Thư Hàng có thể phần nào khắc chế sợ hãi, điều khiển ngân long từ từ hạ cánh trở về phải nhờ vị tiền bối nào đó lắp thêm kính thủy tinh chắn gió cho con rối ngân lòng này mới được tống thư hàng thầm nhủ, xung quanh trống không thế này, lúc bay lượn ở trong không trung trong lòng hắn có cảm giác không an toàn. Con rối ngân long từ từ hạ xuống cửa động mà lúc đầu bạch tiền bối đã cho nổ. Sau khi nhảy xuống từ lưng con rối tiểu hòa thượng tò mò đánh giá xung quanh, đây là nơi nào thế? Bốn bức tường trong hang động dung nham đều bị cháy đen cái khung cảnh con rối hắc long và tiên sinh xá lam kia tự phát nổ tựa như còn rành rành trước mắt vị trí vốn là huyết trì cũng đã bị linh điệp tôn giả hủy đi huyết trì khô cạn thậm chí tất cả phù văn trong hang động dung nham cũng bị linh điệp tôn giả chuyển đi rồi những phù văn đó có liên quan đến không gian truyền tống trận có ích cho nghiên cứu của linh điệp tôn giả tống thư hàng lên tiếng giải đáp đây là động phủ của một tu sĩ đã đạo tiêu cẩn thận một chút chúng ta đến chỗ sâu nhất của động đi Lý Âm Trúc nắm chặt lấy góc áo của Tống Thư Hàng, một tấc cũng không rời. Tiểu Hòa Thượng cách Lý Âm Trúc một khoảng ngắn. Hai con cá ngựa không có tí lực công kích nào được Tống Thư Hàng để lại bên cạnh con rối Ngân Long. Con rối Ngân Long vẫn đang ở trạng thái kích hoạt, chỉ cần một mệnh lệnh của Tống Thư Hàng, lúc nào nó cũng có thể cất cánh dù sao thì con rối gỗ được giấu ở chỗ sâu nhất trong hang động dung nham kia cũng có chút quái dị, Tống Thư Hàng không thể không đề phòng chút đỉnh. Rất nhanh, đám người tống thư hàng đến được chỗ sâu nhất của hang động dung nham. Vốn dĩ chỗ này có rất nhiều, con rối ra người, và một số bộ phận của con rối. Sau đó đều đã bị tống thư hàng, vũ nhu tử và lưu kiếm nhất sư huynh phá hủy. Khung cảnh cũng đều là một mảnh cháy đen, đó là dấu tích còn lại sau khi bị một trận lửa lớn thiêu rụi. Tống thư hàng cẩn thận quan sát bốn phía, phát hiện xung quanh không có dấu vết từng có người lui tới. Kiều kiều, chuẩn bị một chút, Lát nữa ta muốn cho nổ tầng nham thạch kia, trong tầng nham thạch ở đây có một con rối rất kỳ quái, nói không chừng có liên quan đến Mặc Môn đấy." Tống Thư Hàng lên tiếng. Đồng thời, hắn lấy ra chiếc cà sa bích ngọc phủ lên người mình. Bản thân áo cà sa đã có sức phòng ngự rất mạnh, hơn nữa còn có thể kích hoạt một cái hộ thuẫn. Nếu có thể đổi nó thành đạo bào thì Tống Thư Hàng sẽ còn thích hơn ấy chứ." Ngư Kiều Kiều gật đầu, "Không thành vấn đề, ta chuẩn bị một cái hộ thuẫn cường lực và một thuật thế thân." Lý Âm Trúc không cần Tống Thư Hàng dặn dò đã mở miệng ra, kiếm hoàn bay ra từ trong miệng cô ấy, lơ lửng ở bên cạnh cô ấy, duy trì trạng thái canh gác. Vậy thì, ta lên đây." Tống Thư Hàng nắm chắc bảo đao bá toái, theo trí nhớ khi nhập mộng, đến chỗ tầng nham thạch cất giấu con rối hình người kia. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, vận chuyển chân khí, lúc Tống Thư Hàng giơ tay nhấc chân loáng thoáng kèm theo cả tiếng kêu của cá voi lớn. Ở trong trạng thái này, lúc mạnh nhất Tống Thư Hàng có thể bộc phát ra thần lực mạnh như cá voi. Sau đó, Tống Thư Hàng nắm chặt bảo đao bá toái, cổ tay chuyển động một cái. Trong não hải của hắn lập tức hiện lên đao ý thiêu đốt cả bầu trời của sích tiêu tử tiền bối. Hỏa diễm đao, ngóc lửng. Một ngọn lửa sáng rực bị Tống Thư Hàng chém mạnh ra, hóa thành đao khí chém vào tầng nham thạch. Trong quá trình mượn CPU của Diệt Phượng Công Tử để luyện, nghịch lân đao pháp, hiểu biết về đao pháp căn bản của Tống Thư Hàng được nâng lên rất nhiều. Kiến thức về đao pháp căn bản càng phong phú thì khả năng lý giải đối với đao pháp càng sâu, lúc chém ra một chiêu, hỏa diễm đao, này, đao ý ẩn chứa bên trong cũng mạnh hơn. Đao ý và uy lực của hỏa diễm đao hỗ trợ cho nhau. Hình thể của một chiêu, hỏa diễm đao, này to hơn nhiều so với lúc ở đoạn tiên đài, hỏa diễm đao khí cách không chém ra cao gần 4 mét một chiêu hỏa diễm đao này chắc là đủ để phá dược tầng nham thạch dùng để che giấu kia chứ nhỉ. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Trong lúc đao khí của hỏa diễm đao chém ra, có một bóng người xẹt qua bên cạnh Tống Thư Hàng, chắn ở phía trước tầng nham thạch kia. Bóng người đó đối diện với đao khí của hỏa diễm đao, hai tay mở rộng, miệng hơi hé ra, mái tóc màu bạc tung bay theo gió, chính là Lý Âm Trúc. Âm Trúc, ngươi làm cái gì thế? Tống Thư Hàng lo lắng kêu lên, Cô nhóc này phát điên gì thế, tại sao lại cản ngay trước hỏa diễm đao chứ? Chẳng lẽ tầng nham thạch kia có gì đó kỳ quái ư? Tống thư Hàng vội vàng giơ tay ra, cách không túm một cái, đao ý trên hỏa diễm đao tản ra, đao ý này được mô phỏng theo đao ý của Sích Tiêu Tử Tiền Bối, lực sát thương rất lớn. Cũng may là Tống thư Hàng có thể khống chế nó, khiến nó biến mất bất cứ lúc nào. Sau khi hỏa diễm đao mất đi, đao ý thì lực sát thương giảm mạnh chỉ còn sót lại những vòng lửa rực cháy thôi. Lúc này chỉ thấy Lý Âm Trúc mở miệng, hai tay nhanh chóng kết thành mấy cái đạo ấn. Thu, miệng của cô hút một cái. Ngay sau đó, một chuyện kinh người đã xảy ra. Đao khí hỏa diễm đao to lớn bị cô ấy hút vào trong cái miệng nhỏ nhắn giống như mì sợi hút mì sợi. Sụt sụt sụt, chỉ trong vòng hai giây, đao khí của hỏa diễm đao đã bị hút sạch sẽ. Ờ, Lý Âm Trúc hài lòng đánh ở một cái, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Tống Thư Hàng trợn to hai mắt, không gạch dưới không. Cô ấy ăn luôn cả, hỏa diễm đao, luôn rồi. Tuy rằng nó chỉ là cái vỏ không của hỏa diễm đao, không có đao ý, nhưng đó cũng là chân hỏa do chân khí phát ra, nóng hơn ngọn lửa bình thường rất nhiều. Vậy mà lại bị Lý Âm Trúc há miệng hút vào trong bụng rồi. Đây có phải là, ăn nhân lúc còn nóng, nguội rồi thì không ngon, không ta. Sau khi ăn hỏa diễm đao xong, Lý Âm Trúc thở ra một ngụm hơi nóng, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch lúc đầu đã từ từ hồng nhuận lên, nhìn có vẻ có sức sống hơn nhiều. Xem bộ dáng thành thạo này của cô ấy, chắc chắn không phải là lần đầu tiên ăn, hỏa diễm đao, rồi nhỉ. Tống Thư Hàng bất giác nhìn sang chiếc nhẫn đồng cổ tên ngón tay mình. Rồi lại liên tưởng đến pháp thuật, hỏa diễm đao, được minh khắc trên nó. chương 499, lần đầu tiên đoàn thám hiểm của bạch tôn giả bị diệt đoàn. Gương mặt của Lý Âm Trúc càng lúc càng hồng hào hơn, có lẽ ăn, hỏa diễm đao, có lợi cho hàn bệnh của cô ấy chăng? Vậy thì, trước khi hàn bệnh của cô ấy được chữa khỏi, có phải mình nên thường xuyên cho cô ấy ăn mấy nhát hỏa diễm đao không? Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong bụng. Ý chết, sau khi ăn hỏa diễm đao xong, Lý Âm Trúc mới phát hiện dường như mình đã làm sai rồi. Cô ấy xấu hổ, vèo, một cái lùi lại sau lưng Tống Thư Hàng, kéo góc áo của hắn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Nếu như có người mê Lolita ở đây, Nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, bảo đảm dù có phải trả giá như thế nào cũng phải ôm cô ấy về nhà nuôi cho bằng được. Thôi vậy, dù không dùng Hỏa Diễm đao, ta vẫn có thể phá được tầng nham thạch này, Tống thư hàng lại nhấc bảo đao bá toái lên, lần này hắn không sử dụng Hỏa Diễm đao mà lại dùng Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Chân khí được rót vào trong bá toái đao, lại sử dụng kỹ năng dùng đao của đao pháp căn bản. Dựa vào sự sắc bén của bảo đao bá toái, thân đao chém vào tầng nham thạch Dễ dàng chém vỡ tầng nham thạch như cắt đậu phụ vậy. Sau khi chém năm đao, một mảng tầng nham thạch bị long ra. Vị trí của con rối gỗ trong ký ức, nhập mộng, nhanh chóng xuất hiện trước mắt của mấy người Tống Thư Hàng. Giống hệt như ký ức lúc Tống Thư Hàng nhập mộng vậy, có một con rối gỗ sống động như thật nằm trong tầng nham thạch. Ở trên vai Tống Thư Hàng, ngư kiều kiều lên tiếng, không có linh lực, cũng không có dao động của bất cứ nguồn năng lượng nào cả. Tựa như con rối gỗ trước mặt họ chỉ là một con rối đồ chơi bình thường vậy, trên người nó cũng không có bất cứ một phù văn đạo pháp hay cơ quan ám khí nào cả. Chẳng lẽ là ta nghĩ quá nhiều rồi ư? Tống Thư Hàng thầm nói. Nhưng mà, lúc nhập mộng, trước khi tên Xá Lam của Thiên Thủ môn hồi phục ý thức thì hắn đứng ở chỗ này, nhìn con rối gỗ đó bị tầng nham thạch chôn vùi. Nếu nói đây chỉ là một con rối bình thường thì ai tin chứ? Tống Thư Hàng đoán liệu có phải đằng sau con rối gỗ này có cất giấu thứ gì đó, chỉ cần kéo con rồi ra thì sẽ kích hoạt một cơ quan đáng sợ nào đó chăng? Ngư Kiều Kiều nói, rất có khả năng này, chúng ta tránh xa một chút, ta sẽ dùng khả năng khống chế nước, túm lấy con rối đó từ xa rồi kéo nó ra. Thế là ba người tống thư hàng tránh xa khỏi vị trí tầng nham thạch. Ngư Kiều Kiều giơ tay lên kết thành một đạo ấn, trước mặt cô ấy xuất hiện một dòng nước trong. Dưới sự khống chế của Ngư Kiều Kiều, dòng nước trong kia hóa thành một chiếc roi nước, quấn quanh người của con rối. Ngư Kiều Kiều nói, chuẩn bị tốt nhé, lát nữa có gì không bình thường thì lập tức chạy ngay. Tống Thư Hàng và Lý Âm Trúc đồng thời gật đầu. Móng của Ngư Kiều Kiều động một cái, roi nước kéo ra, con rối gỗ được giấu trong tầng nham thạch bị kéo ra ngoài không có cơ quan ám khí nào bị khởi động cả. Con rối gỗ đó cứ thế, dễ dàng bị kéo ra như thế, nó rơi xuống bên người Tống Thư Hàng. Do tác dụng của lực quán tính nên cơ thể của con rối gỗ bị rung lên vài cái rồi lại nằm im. Ngư Kiều Kiều, Tống Thư Hàng. Một lát sau, Tống Thư Hàng tiến lên một bước, dùng bảo đao bá toái gạt con rối trên mặt đất. Không có tí phản ứng nào cả, con rối gỗ cũng không đột nhiên phát nổ làm bị thương người khác. Thế nên, Tống Thư Hàng mở túi thu nhỏ một thốn ra, kề sát con rối gỗ đó. Túi thu nhỏ một thốn chỉ có thể thu nhỏ được vật không phải vật sống thôi cũng tức là nếu như con rối gỗ này giống như xá lam là một người bị cải tạo toàn thân thành con rối thì không thể nào thu nhỏ lại được túi thu nhỏ một thốn đến gần nó con rối gỗ đó sẽ dễ dàng bị thu nhỏ lại thật sự chỉ là một công cụ bình thường tống thư hàng cũng lập nhét tức nó vào trong túi thu nhỏ một thốn ngư kiều kiều có thế thôi á à? tống thư hàng gật đầu xem tình hình này thì chỉ có thế thôi trở về thử vào nhóm chat hỏi xem có vị tiền bối nào am hiểu về Mặc Môn Khôi Lỗi Pháp không, sau đó xem xem con rối gỗ này có vấn đề gì hay không." Cảm thấy có hơi thất vọng một chút, Ngư Kiều kiều nói: "Tống thư hàng, ta cũng vậy, thôi bỏ đi, dù sao con rối này cũng nằm trong tay chúng ta rồi. Tiếp theo, chúng ta về nhà thôi. Ba Tống và mẹ Tống chắc hẳn là ở nhà đợi đến sốt ruột rồi." Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, trên nhóm Cửu Châu số 1, có vài vị đạo hữu đang ngoi lên tập thể lạc trần chân quân tuyết lang động chủ thông huyền đại sư chỉ gửi tới một dấu chấm móc lửng linh điệp đảo vũ nhu tử ha 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 bắc hà tán nhân ơ ờ, không phải mấy người các ngươi đã đi thám hiểm di tích thượng cổ cùng bạch tôn giả rồi sao sao lại ngoi lên tập thể thế này chẳng lẽ ở bên trong di tích thượng cổ kia cũng có tín hiệu gì ư linh điệp đảo vũ nhu tử ha 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 bắc hà tiền bối chúng ta bị diệt đoàn rồi bắc hà tán nhân cái gì cơ diệt đoàn á có bạch tôn giả dẫn đường lại có cả linh điệp tôn giả tự mình trợ trận nữa làm sao lại bị diệt đoàn cơ chứ lạc trần chân quân ừm mấy người chúng ta đều vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê hơn nữa trên người đều bị thương chúng ta tạm thời đã rời khỏi di tích thượng cổ hiện tất cả đều đang dưỡng thương đây ha 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 Minh Nguyệt Kỳ thời hiểu, có hai đại tôn giả ở đó mà các ngươi cư nhiên còn bị hôn mê, rút khỏi di tích hả? Cái di tích thượng cổ đó đáng sợ thế sao? Chúc mừng các ngươi nhóe. Di tích càng đáng sợ thì đồng nghĩa với việc thu hoạch ở bên trong càng lớn. Lệ chi tiên tử, xin chào túy dương cư sĩ. Thực ra ta càng muốn biết, đoàn thám hiểm bị diệt đoàn kiểu gì vậy? Minh Nguyệt Kỳ thời hiểu, túy Nguyệt, là túy Nguyệt đó. Nếu như thật sự không nhớ được thì nhìn nick, minh nguyệt kỳ thời hiếu của ta đây này chữ nguyệt trong minh nguyệt đó lệ chi tiên tử xin lỗi lần sau nhất định ta sẽ nhớ minh nguyệt minh nguyệt khổ khổ nguyên nhân bị diệt đoàn nói ra thì dài lắm tuyết lang động chủ gửi một mim thật u sầu đồng thời gửi lên luôn một cái mim bạch tiền bối mỉm cười lúc này rồi mà tuyết lang động chủ còn dám gửi mim bạch tiền bối lên thế chán sống rồi à lạc trần chân quân mọi chuyện là như vậy sau khi bạch tiền bối dẫn chúng ta vào di tích không lâu thì bắt đầu vừa thăm dò di tích vừa nghiên cứu phủ văn đạo pháp thượng cổ ở xung quanh. Thông huyền đại sư, móc lửng, tuyết lang động chủ tiếp tục nói, sau đó không biết làm sao, bạch tiền bối tiến vào trạng thái nghiên cứu tự nhiên thất thần. Hệ thống thông báo, hoan nghênh, giao bá muốn sinh đủ một đội bóng đá nam, gia nhập nhóm cửu châu số 1. Giao bá muốn sinh đủ một đội bóng đá nam, cảm ơn Hoàng Sơn Trân Quân, vào được nhóm rồi. Chào mọi người, ta là Giao Bá. Nick chat của Giao Bá Trân Quân rất có cá tính. Bác Hà Tán Nhân cười ha ha, nói còn nữa, chủ đề chưa đứt, tiếp tục nào. Tiếp theo để ta nói, Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử đánh chữ nhanh như bay, bạch tiền bối thất thần rồi. Nhưng chúng ta lại đi sau lưng hắn, lúc bắt đầu không ai biết hắn đã thất thần. Sau đó cứ đi hoài đi mãi, bạch tiền bối tự nhiên ngã xuống. Bác Hà Tán Nhân, mìm che mặt. Lệ chi tiên tử, nén bi thương. Minh Nguyệt kỷ thời hữu, nén bi thương cộng 1. Đông phương tĩnh tuyết, nén bi thương cộng 2. Phá dương kích quách đại, mìm đầu cún đáng yêu. Phá dương kích quách đại, mìm phẫn nộ trả đầu cún lầu trên. Móc lửng. Phá dương kích quách đại, tự dìm hoàn tất, nén bi thương cộng 3. Thiên phủ khí tông dương huyền, quách đại đạo hữu đừng phá đội hình như thế chứ, nén bi thương cộng 4 điền thiên đảo chủ lầu trên cũng tự phá đội hình rồi đậu má bạch tiền bối bị ngã vậy có phải khởi động kỹ năng ngã lún đất luôn rồi không chẳng trách các người bị diệt đoàn như thế điền điềm phó đảo chủ ôi ca ca ngốc đừng quên còn có linh điệp tôn giả cùng đi vào di tích thượng cổ mà tuy rằng kỹ năng ngã lún đất của bạch tôn giả đáng sợ thật nhưng linh điệp tôn giả tuyệt đối có thể bảo vệ mọi người an toàn ngay lập tức phủ chủ thất sinh phù thế nên sao mọi người lại bị diệt đoàn thế Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử tiếp tục giải thích, bởi vì chúng ta ở trong di tích thượng cổ mà, bên trong di tích thượng cổ chỗ nào cũng ẩn dấu cạm bẫy và cơ quan. Bạch tiền bối vừa ngã xuống thì tất cả các cạm bẫy và cơ quan trùng trùng điệp điệp đều khởi động ngay lập tức. Các đạo hữu trong, nhóm cửu châu số 1, tưởng tượng ra khung cảnh đó. Đáng sợ, đáng sợ quá. Nhưng mà chúng ta rất vui mừng vì cú ngã đó của bạch đạo hữu giao bá muốn sinh đủ một đội bóng đá nam bổ sung các cơ quan trong di tích thượng cổ được ẩn giấu rất khéo léo có vài cơ quan kín kẽ đến mức cả hai vị tôn giả cũng không phát giác được lúc đó chúng ta không cẩn thận tiến vào phạm vi của vài cơ quan vô cùng đáng sợ cũng may có cú ngã đó của bạch tôn giả làm cho mấy cái cơ quan cạm bẫy đó khởi động trước khiến cho chúng nổ tung luôn nếu như không có cú ngã đó của bạch tôn giả mấy cơ quan mật được thuận lợi khởi động thì có lẽ tiểu đội thám hiểm của chúng ta sẽ càng thảm hơn Ừm, cha của ta cũng nói như thế, lúc đó thật sự là may mắn, may mà có chiêu ngã lún đất của bạch tôn giả, linh điệp đảo vũ nhu tử bổ sung. Nói cách khác, một chiêu ngã lún đất của bạch tôn giả cũng giống như thần lai chi bút, cứu cả tiểu đội thám hiểm ư. Bác Hà Tán Nhân, bạch tiền bối may mắn thật đấy. Nói xong, bác Hà Tán Nhân chọn ra mim, bạch tiền bối chúc phúc, từ trong, gói mim bạch tiền bối, cái mim này trước tiên cứ lưu lại đã chờ hắn đột phá cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm, tiến đến gần lục phẩm, phải mang cái mim này theo bên người mới được. Trong nhóm chát lại bắt đầu spam, bạch tiền bối may mắn. Một lát sau, Lưu Huỳnh tiên tử xuất hiện, a à, còng bạch kình đau khách, Tống thư hàng tiểu hữu, người vẫn chưa về nhà à? Ta đã ở nhà ngươi nửa ngày trời rồi, sắp không chịu nổi nữa rồi à a à, a. À. Mà lúc này, Tống thư hàng nằm bò trên lưng con rối ngân long, gương mặt trắng bạch bởi vì chứng sợ độ cao của hắn ngày càng phát tác thường xuyên hơn đối với việc khống chế con rối ngân long hắn có chút lực bất tòng tâm rồi vì thế hắn quyết đoán tạm thời giao quyền khống chế con rối ngân long lại cho ngư kiều kiều dù sao thì trong số những người ở đây tiểu hòa thượng còn nhỏ trạng thái của lý âm trúc thì không được ổn lắm cũng chỉ còn có ngư kiều kiều có thể khống chế con rối ngân long thôi nhưng rất nhanh tống thư hàng liền hối hận đây chính là cái gọi là hổ phụ vô quyền tử à nhầm, giao mạnh không có con gái yếu sao. Tóm lại chính là ý này. Thân là con gái của quán quân cuộc thi máy kéo tay cầm lần thứ nhất của giới tu chân, giao bá chân quân, trên hai hạng mục, khống chế phương tiện giao thông, và đua xe cô ấy cũng có thiên phú và nhiệt tình hơn người. Trong khoảng khắc móng của cô ấy nắm lấy dây cương của con rối ngân long, trạng thái toàn thân của cô ấy đều thay đổi. Ánh mắt của cô ấy trở nên sắc bén, hơn nữa còn chứa cả sát khí nữa khí thế của cô ấy biến thành thẳng tiến không lùi, gặp thần hốt thần, gặp ma sử ma. chương 500, xe của hoành hành công và vụ tai nạn bất ngờ không kịp trở tay. Thật không dễ dàng gì mới có thể vượt qua đoạn đường dài như thế, con rối Ngân Long đang tìm một nơi không người bên bờ biển thành phố Văn Châu để lặng lẽ đáp xuống. Sau khi bước xuống từ trên người con rối Ngân Long, Tống Thư Hàng cảm thấy hai chân mình mềm nhũn cả ra bệnh sợ độ cao của hắn lại nặng hơn rồi. Nếu như nói bệnh sở độ cao có 10 level thì phỏng chừng bây giờ hắn cũng đã ở level 8 rồi. Lần sau sẽ tuyệt đối không thể để cho Ngư Kiều Kiều tiếp xúc với con rối Ngân Long một lần nữa. Tống Thư Hàng thầm thề ở trong lòng. Thu hồi lại con rối Ngân Long, hắn nhìn về phía tiểu hòa thượng cùng với Lý Âm Trúc không biết đã rơi vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ từ lúc nào. Còn có hai cái thùng nước lớn đựng cá ngựa nữa. Tống Thư Hàng nói, bờ biển này cách đường Bạch Kình rất xa, xem ra phải tìm một chiếc xe để đi mới được muốn có xe hả cứ để đó ta lo cho ngư kiều kiều vỗ ngực nói cô có thể tìm được xe ý hả không vấn đề gì vùng biển này thuộc địa bàn quản lý của một vị thúc thúc của ta ở đây cũng có người của bọn ta cho nên tìm một cái xe chẳng có gì khó cả ngư kiều kiều nói đại dương còn minh mông hơn mặt đất nhiều trên mặt đất đông nghịt toàn là con người cho dù là chân quân lục phẩm cũng chỉ có thể chiếm cứ một địa bàn nhỏ, hoặc là trực tiếp mở ra một không gian dị thứ nguyên mới. Mà trong đại dương, một vị chân quân lục phẩm có thể chiếm cứ một phạm vi rất lớn. Và lại, ngoài địa bàn chính ra, còn có thể chiếm cứ rất nhiều địa bàn nhỏ lẻ giải rác khác. Vùng biển gần thành phố Văn Châu này là do một vị nghĩa đệ của giao bá chân quân chiếm cứ. Ngư Kiều Kiều móc ra cái điện thoại nhỏ xinh của cô, gọi vào một số điện thoại rất nhanh sau đó từ điện thoại truyền đến một tiếng cười nồng hậu, là Kiều Kiều đó hả? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây à mà lại chủ động gọi điện cho thúc thúc thế. Hi hi, đại giác thúc thúc, ta bây giờ đang ở hải vực gần thành phố Văn Châu. Người có thuộc hạ ở đây không, sai hắn đến giúp ta một chút đi. Ngư Kiều Kiều dùng giọng ngọt như mía lùi nói. Hải vực gần thành phố Văn Châu à, không vấn đề gì, ngươi đợi ta một chút, ta định vị vị trí của ngươi, một lát nữa ta phái người qua đó tìm ngươi." Vị đại giác thúc thúc kia sảng khoái nói. Cũng không đến 10 phút sau, trên mặt biển sóng cuộn trào mãnh liệt. Sau đó có một con cua to cỡ 3 mét bò lên từ dưới biển. Nó bò ngang đến trước mặt mấy người tống thư hàng. Đây là một con giải yêu có tu vi tam phẩm. Con giải yêu này rõ ràng có kỳ ngộ, sau khi lên bờ, nó lăn ở trên bờ, mai của nó giống như lúc kim cương biến hình, biến thân tách 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 phân ra rồi lại hợp lại với nhau. Sau đó nó nhanh chóng biến thành một con giải quái, có hình dạng con người, coi như là kiểu nửa người. Lớp vỏ cứng cáp giúp bảo vệ kín kể cả cơ thể nó, hai cái càng lớn biến thành vị trí hai cánh tay, tất cả các chân nhỏ còn lại đều biến xuống bên dưới, hóa thành hai cái chân người. Sau đó, con giải yêu này di chuyển theo chiều ngang đến trước mặt tống thư hàng rồi chắp hai cái càng lớn vào nhau, nói với ngư kiều kiều, kiều kiều đại tiểu thư, tại hạ hoành hành công, nhận mệnh lệnh của đại giác chúa công, hỏa tốc đến đây. Không biết kiều kiều đại tiểu thư có dặn dò gì. Đôi mắt nhỏ của ngư kiều kiều chớp chớp, nói chúng ta cần một chiếc xe. Một chiếc xe, giải tinh gật gật đầu, ta hiểu rồi. Xe của loài người, đúng lúc ta cũng có thu thập. Lại nói, ta rất thích xe, thêm nữa là cuộc thi máy kéo tay cầm làn này thật sự quá đặc sắc luôn. Chúc mừng giao bá chân quân đại nhân đã giành được giải quán quân của cuộc thi. Nói xong, giải tinh bò ngang về phía một cái kho ở trên bờ biển, xin kiều kiều đại tiểu thư và mọi người đi theo ta. Ta dẫn mọi người đến kho để xe, xe ta thu thập tuy không nhiều lắm nhưng chiếc nào cũng rất tuyệt. Xong xuôi rồi nhé, ngư kiều kiều nói với vẻ đắc ý. Tống thư hàng sách hai cái thùng nước lớn, đi theo giải tinh về phía nhà kho để xe. Lại nói, giải tinh biến thành hình dạng con người rồi mà vẫn đi ngang sao. Không hổ là, hoành hành công, hoành hành bá đạo, Đi đường của mình, để cho người khác không còn đường để đi, quá oách. Giải yêu hoành hành công cực kỳ thành thật, số lượng xe mà hắn tất giữ không nhiều, tổng cộng có 7 chiếc nhưng chiếc nào cũng là hàng ngon. Hơn nữa tất cả đều có một điểm chung là thể thích xe khá lớn. Nguyên nhân là do khi hoành hành công biến thành hình dạng con người thì có chiều cao đến hơn 2 mét. Xe ở đây, kiều kiều đại tiểu thư cứ tùy ý chọn lấy một chiếc đi. Hoành hành công nói. Tống thư hàng nói, chiếc nào cũng rất tốt, hơn nữa đều có thể đặt hai thùng nước ở trong đấy. Cứ chọn đại một chiếc là được. Ngư Kiều Kiều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong lúc nhóm Tống thư hàng nói chuyện, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên trông thấy một chiếc xe khác với các xe còn lại. Chiếc xe này bị một cái bạt cực lớn trùm lên trên. Bản tính trẻ con của Tiểu Hòa Thượng lại bộc phát, chạy như bay về phía đó, lật phát cái bạt lên. Oai quá đi, hai mắt hắn phát sáng cho dù tiểu hòa thượng không hiểu gì về xe cộ nhưng vẫn có thể nhìn ra được chiếc xe bị bạt che phủ này hoàn toàn đẳng cấp hơn 7 chiếc xe có thể tích lớn kia. Cả chiếc xe này đều có màu đen, nhìn bên ngoài thì hơi giống với chiếc xe của người rơi trong bộ phim Batman mấy năm trước. Chỉ có điều, không gian ở bên trong bị cải tạo lớn hơn, thể tích của xe cũng trở nên to hơn. Đặc biệt là bốn cái bánh xe, mỗi cái bánh xe đều cao đến 1 mét rưỡi, đặc biệt khí phách. Lấy chiếc xe này đi hai mắt của ngư kiều kiều sáng rực. Không đợi hoành hành công kịp phản ứng lại, ngư kiều kiều đã nhảy xuống từ trên vai của Tống Thư Hàng, lúc chạm đất hình thể đột nhiên biến đổi, hóa thành chiều cao 1 m bảy. Sau đó cô nhanh nhẹn chui vào trong ghế lái. Trên chiếc chiến xa Batman, bản cải tiến chìa khóa điện tử của xe đã được đặt ở bên cạnh ghế lái. Ngư kiều kiều tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe. Brum, brum, brum. Âm thanh động cơ vang lên điên cuồng, âm thanh này đặc biệt to. Đây đúng là một chiếc xe, hoang dã, đúng chuẩn. Tống Thư Hàng đặt hai thùng nước xuống, vỗ nhẹ nhẹ lên Lý Âm Trúc đang lơ mơ ngủ, rồi để cho cô đứng im tại chỗ nhìn thùng nước. Sau đó Tống Thư Hàng đến bên chiến xa Batman kia, nhìn cái lốp xe to lớn và cái thân xe đầy tính hoang dã đó. Nói thật, hễ là đàn ông thì đều thích con xe này. Chỉ có điều, liệu chiếc xe này có được phép lưu thông trên đường không nhỉ? Hơn nữa, nhìn qua thì chiếc xe này là vật yêu thích của vị, hoành hành công kia, quân tử không cướp đồ yêu thích của người khác được. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị mở miệng khuyên Ngư Kiều Kiều chọn một chiếc xe khác thôi. Nếu như thật sự yêu thích chiếc xe này thì trả tiền cho vị, hoành hành công kia để lại làm một chiếc xe giống như thế. Để ta chạy thử xem động cơ của nó thể nào, tiếng nói của Ngư Kiều Kiều phát ra từ trong xe. Lúc này, hoành hành công đang đứng ở phía xa hét lớn, Kiều Kiều đại tiểu thư, cẩn thận đấy. Chiếc xe này là do ta cải tạo lại, là xe chuyên dụng của ta đấy. Yên tâm đi, ta cũng đâu có đòi ngươi đưa chiếc xe này. Trước tiên để ta thử lái một chút, nếu như động cơ khiến ta vừa ý, quay về ta trả ngươi gấp năm, đủ cho ngươi lại làm ra 5 chiếc xe loại này luôn. Sau đó cũng cải tạo cho ta một chiếc nhé." Ngư Kiều Kiều nói lớn, vừa nói vừa thả tay phanh. "Kiều Kiều đại tiểu thư, ta không phải có ý đó." Lắp, giáp nó không tốn bao nhiêu tiền đâu của ta là cách điều khiển chiếc xe này. Ặc, à, muộn rồi, Hoành Hành Công ôm lấy mặt. Chỉ thấy Ngư Kiều Kiều cầm tay lái, sau khi đạp chân ga một cái đột nhiên, bốn bánh xe của chiến xa Batman chạy sang ngang. Grừm, một cái, chuyển động theo chiều ngang ra ngoài. Tống thư hàng đứng ở một bên ngắm nhìn chiếc xe, vẻ mặt cảm thán, đột nhiên lại thấy trước mắt mình tối thui. Chiếc chiến xa Batman to đùng đen xì kia cứ thế xông ngang đến. Không hề có chút đề phòng nào. Tống thư hàng bị cả cái thân xe nặng nề tông thẳng vào. À sai rồi, tông ngay cạnh sườn chứ. Sau đó, cả người hắn bị cự lực của chiếc xe hất văng đi, toàn thân bay xa đến 10 mét, trực tiếp đập vào vách tường nhà kho. Chuyện gì vậy? Trong chớp mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống thư hàng đã hoàn toàn ngu người. Cho dù Ngư Kiều Kiều là tay lái lão luyện đi chăng nữa, nhưng chiếc xe chạy ngang đâm vào hắn là sao thế này? lẽ nào đây chính là điểm đáng sợ của nữ quái xế trăng, căn bản là không thèm để ý đến nguyên lý của vật lý và động lực luôn à? Sau khi cơ thể của Tống Thư Hàng rơi tuột từ vách tường xuống, hắn mới nghĩ ra được nguyên nhân chiếc chiến xa Batman này là sản phẩm do hoành hành công cải tạo ra. Chiếc xe này nằm trong series hoành hành ngang dọc đây mà. Tống Thư Hàng hiểu rõ được nguyên nhân xong thì mắt tuôn đôi dòng lệ. Ở đâu ra cái loại xe chạy ngang thế này chứ? Cho dù ngươi là một con giải tinh đi chăng nữa, cho dù bản thân ngươi đi ngang cũng không sao, nhưng mà với một chiếc xe, có nhất thiết phải cải tạo, lắp ráp thành chạy ngang như ngươi luôn không? Hơn nữa, cho dù xe là chạy ngang nhưng tại sao không ngoặt ngang về bên phải được mà lại phải ngoặt ngang về bên trái chỗ hắn đang đứng cơ chứ? Muốn tông nát mặt hắn à? Tóm lại, bất hạnh quá đi mất, Tống Thư Hàng thở dài. May mà trong chớp mắt khi cả cái thân xe nặng nề kia tông vào Tống Thư Hàng thì chân khí trong người hắn tự động vận chuyển, bảo vệ cơ thể. Nhìn như hắn bị tông bay xa hơn 10 mét nhưng ngoài chỗ bị tông chúng hơi đau một chút ra thì không hề bị thương gì. Cũng may trong lúc nguy cấp, Ngư Kiều Kiều kịp thời đạp phanh nên mới không tạo nên cú tông thứ hai. Sau khi tống thư hàng kích hoạt, chỉ rũ thuật trên chiếc nhẫn đồng cổ, thử hoạt động gân cốt một chút lại vẹn nguyên như cũ. Cuối cùng, nhóm người tống thư hàng chọn một chiếc xe thương vụ có không gian thùng xe lớn để đặt hai cái thùng nước lên trên hai con cá ngựa ở trong thùng kia thông qua năng lực biến hình đặc biệt của linh thú đã biến thành bộ dạng cỡ như một con cá ngựa bình thường lớn cỡ bằng bàn tay cứ thế mang về nhà có thể tạm thời coi chúng như cá cảnh để nuôi lớn đồng thời còn phải nói qua với mẹ tống một chút tránh để mẹ làm thịt hai con cá ngựa này dù sao thì vết xe đổ của thông nương hãy còn ở đó lần này tống thư hàng tự mình trèo lên xe làm tài xế ngư kiều kiều ngồi vào vị trí ghế lái phụ thành khẩn xin lỗi xin lỗi ta thật sự không cố ý đâu cũng không thể trách cô được không ai có thể ngờ rằng xe của hoành hành công lại đi ngang cả tống thư hàng thở dài tự xem như mình suối quẩy ừm lần sau chưa hỏi rõ trước thì tuyệt đối sẽ không động bừa vào xe của hoành hành côn được ngư kiều kiều nói với vẻ nghiêm túc nhưng nói đi cũng phải nói lại chiếc xe đó thật sự rất ngầu đó. Băng qua quốc lộ bị tắc, thật không dễ dàng gì Tống Thư Hàng mới quay về đến vị trí đường Bạch Kinh. Lúc sắp về đến nhà, Tống Thư Hàng gọi một cuộc điện thoại về nhà, nói trước với mẹ một tiếng. Cái thằng nhóc này, cuối cùng con cũng quay về rồi đấy hả? Mẹ Tống nói, khách hứa ở nhà đợi con cả nửa ngày trời rồi đấy. Khách khá, ai thế à? Tống Thư Hàng hỏi với vẻ nghi hoặc hắn vẫn còn chưa về đến nhà vậy mà đã có khách tới chơi nhanh như thế rồi sao? Một cô bé xinh đẹp tên là Lưu Huỳnh, nhìn xinh đẹp lắm. Cái cô này với cái cô Vũ Nhu Tử lần trước thì ai mới là người yêu của con hả? Mẹ Tống nhỏ giọng hỏi. Lưu Huỳnh, chương 501, thư hàng, định bao giờ thì lên trời đây? Đây là tiết tấu chỉ cần đợi mình vừa về đến nhà là, biêu tương đương, một cái đưa mình lên vũ trụ chơi với sao trời luôn sao. Đừng tàn nhẫn như thế mà, Lưu Huỳnh Tiên Tử. Vốn là chung một gốc, sao phải đốt thiêu nhau. Mọi người đều là tu sĩ mà, ít nhất thì cũng chờ hắn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tận hưởng tình cảm gia đình vui vẻ ấm áp với nhóc sư con, Lý Âm Trúc và bố mẹ đã, sau đó chuẩn bị sẵn sàng rồi tìm cớ để lên trời cũng không muộn mà. Mẹ Tống thấy mãi mà Tống Thư Hàng không trả lời thì tự nhiên nghĩ đến một việc. Thư Hàng à, con không bắt cá hai tay đấy chứ. Phụt. Tống Thư Hàng phì một cái, mẹ à, mẹ nói cái gì vớ vẩn thế? Vũ Nhu Tử và Lưu Huỳnh Tiên đều là bạn của con, không phải như mẹ tưởng tượng ra đâu. Từ từ, mình mau chóng về nhà cái đã. À đúng rồi mẹ ơi, mẹ giúp con chuẩn bị ít thức ăn chay không thêm mỡ heo nhé, con muốn đưa một đứa nhóc về nhà. Đứa nhóc ăn chay hả? Mẹ Tống gật đầu rồi nói tiếp, nhưng trẻ con thì sao mà chỉ ăn chay được? Phải cân bằng dinh dưỡng mới lớn khỏe được chứ. Tống Thư Hàng cười nói. Mẹ ơi, nhóc nó là một bé sư con. Ra là thế, vậy để mẹ đi chuẩn bị ít thức ăn chay. Thôi không nói nữa, về sớm chút, cô bé Lưu Huỳnh kia còn đang chờ con đấy. Gác trước nha, mẹ Tống nói xong thì cúp máy. Tống Thư Hàng hít vào một hơi thật sâu rồi đạp nghiến chân ga, lái xe lao nhanh về nhà mình. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Nếu Lưu Huỳnh tiên tử thực sự muốn đưa hắn, biêu tương đương lên vũ trụ cùng lắm thì, à không, nhất định phải van nải cô ấy thư thả cho hai hôm. Khi Tống Thư Hàng về đến nhà, vừa đẩy cửa vào thì đã thấy ngay Lưu Huỳnh Tiên Tử đang vui vẻ chơi trò chơi với ba Tống trong phòng khách. Bọn họ đang chơi một trò chơi xả kích phát hành năm 2017. Cách điều khiển trò chơi này cũng giống như trò CS 1 cổ lỗ sĩ ngày xưa. Nhà chế tác kết hợp hình thức trò chơi này vào bối cảnh khoa học viễn tưởng tương lai, biến nó thành game online xả kích tương lai khoa học viễn tưởng chi phí chế tác thường thường vốn cũng không định thu hút quá nhiều người chơi thế nhưng bất ngờ là cái game không mấy ấn tượng này lại hấp dẫn người chơi một cách đông đảo đến ba tống ở nhà nhàn rỗi đôi khi cũng chơi một lúc tống thư hàng còn nhớ trong kỳ nghỉ đông để quét được một linh kiện súng ống trong phó bản mà ba tống còn lập clone, kéo hắn cầy phó bản cùng luôn lúc này Lưu Huỳnh tiên tử lóc lôn của Tống Thư Hàng và ba Tống đang nhét hành người ta đến chết trong chiến trường PK. Đúng là một thảm án máu chảy thành sông mà. Tuy chỉ là clone sát thương cùi, nhưng với năng lực thao tác đáng sợ của Lưu Huỳnh tiên tử, nó vẫn có thể giết địch tháo chạy tan tác. Cho dù chỉ là một bóng người vụt qua khe hở, Lưu Huỳnh tiên tử cũng có thể mau chóng nã cho một phát. Y như là bật hách vậy. Lúc Tống Thư Hàng vào nhà còn nghe thấy tiếng cười ha hả sang sảng của ba Tống. Lưu Huỳnh à, không ngờ cháu cũng là mọt cao thủ đấy. Bình thường thôi, Lưu Huỳnh tiên tử khiêm tốn nói. Tống Thư Hàng nhìn thấy cảnh tượng này thì đột nhiên nhớ tới một việc, khoảng 3 năm trước, khi hắn vẫn còn là học sinh trung học thì cũng chơi một game online với đám bạn bè trong ký túc. Trong trò chơi ấy, bọn họ gặp phải một kẻ địch cường đại y như vậy. Rõ ràng level không cao, trang bị cũng không xịn, thế nhưng khi PK thì đối phương qua lại vô hình vô ảnh như bật hách công kích tầm xa thì hệt như bắp thêm pháp thuật lần theo dấu vết, bắn phát nào là chúng liền phát đó. Bốn người nhóm tống thư hàng ở cùng một phòng ký túc, thông báo tình báo trực tiếp cho nhau mà bị một mình đối phương nhét hành cả đám. Sau đó có một người bạn kiên quyết cho rằng đối phương bật hách, bèn khiếu nại lên ban điều hành game. Ban điều hành trả lời là trạng thái trò chơi của người nọ hoàn toàn bình thường, tuyệt đối không hề bật hách. Vụ này làm cho bạn cùng phòng của Tống Thư Hàng tức tối mấy ngày liền. Nhìn kiểu gì cũng giống người ta bật hách mà. Bây giờ Tống Thư Hàng nhớ lại lúc ấy, đậu má, người mà năm đó bốn anh em ta đối mặt có phải cũng là một tu sĩ, nhàm chán đi chơi game online không? Nếu đúng là tu sĩ thì người ta bật hách thật còn gì nữa? Không phải bật phần mềm hách trong trò chơi, mà là hách tu sĩ kia. Đỡ không nổi đúng quá chứ còn gì. Ồ, cuối cùng thì Thư Hàng tiểu hữu cũng về rồi lưu huỳnh tiên tử ngẩng đầu lên nhìn tống thư hàng một cái rồi nói ta chờ ngươi suốt buổi ăn cả cơm trưa ở nhà ngươi luôn rồi đấy đã để tiên để cô đợi lâu rồi ta xuống khỏi du thuyền thì đi tới nhà bạn một chút để lấy một món đồ ấy mà tống thư hàng đáp nói đoạn tống thư hàng đi vào nhà đặt hai kết nước đựng hải long mã xuống lý âm chúc sau lưng tống thư hàng một tay rụi mắt một tay nắm góc áo hắn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngả người ngủ luôn Trạng thái của cô vẫn bị ảnh hưởng bởi hàn bệnh nên rất dễ buồn ngủ như thế. Nhóc sư con vào sau cùng, nhìn thấy ngay Ba Tống và Lưu Huỳnh tiên tử. "Chào Lưu Huỳnh tiền bối, chào chú Tống ạ, à, nhóc sư con nghiêm túc hành lễ với hai người." "Chào sư phụ nhỏ." Ba Tống gật đầu cười hiền lành. Sau đó ông lại lướt ngón tay gõ lạch cạch trên bàn phím, nhân vật trong trò chơi của ông đang lâm vào nguy cơ sinh tử đấy. "Chào tiểu quả quả, ồ, cô bé đằng sau ngươi là ai vậy?" Lưu Huỳnh tiên tử nhìn Lý Âm Trúc mà không khỏi cả kinh. Trên người cô bé này có chân khí hùng hậu pha khí tức tiên thiên. Đây là tiên thiên chân khí, tu sĩ cảnh giới tứ phẩm sao. Nhìn cô bé này thì có vẻ còn chưa tới 50 tuổi đúng không? Đương nhiên Lưu Huỳnh tiên tử không nhìn vẻ bề ngoài, các tu sĩ đương nhiên là có phương pháp để xác định được tuổi thực của nhau. Tống Thư Hàng cảm thán nói, cô ấy là con gái của một tiền bối đã qua đời, ta phụ trách chăm sóc cho cô ấy một thời gian. Lưu Huỳnh tiên tử gật đầu, không nói tiếp đề tài này nữa. Cô tiếp tục nhấp chuột điên cuồng, vừa đánh vừa nói. Đúng rồi, thư hàng à, lần này ta đến là muốn nói với ngươi, một nghìn bao linh mễ của ngươi tới nơi rồi, đang chất trong ngôi nhà bỏ không của ta đấy. Ngươi có rảnh thì qua đó sách mấy bao về đây, này, cho ngươi chìa khóa, nhớ địa chỉ rồi chứ. Lưu Huỳnh tiên tử nhẹ nhàng vung tay một cái, ném chùm chìa khóa cho Tống Thư Hàng. Thì ra là chuyện linh mễ chứ không phải là đến đưa hắn vào vũ trụ luôn à. Tống Thư Hàng vững lòng hẳn, hắn đã quên mất phụ linh mễ sẽ được vận chuyển vào một ngôi nhà của Lưu Huỳnh Tiên Tử ở thành phố Văn Châu. Hắn đương nhiên biết địa chỉ, lúc mua linh mễ xong thì địa chỉ gửi hàng chính là ở đó mà. Sau khi nhận lấy chìa khóa, Tống Thư Hàng nhìn thời gian đã sắp tới giờ cơm chiều, vừa hay có thể đi lấy hai bao linh mễ về để nấu cơm chờ đã, ba tống đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, mấy bao gạo cơ. Lưu Huỳnh tiên tử không ngẩng đầu lên mà đáp luôn. Một nghìn bao. Tống thư hàng lập tức toát mồ hôi lạnh đẫm chán. Một nghìn bao gạo, ba tống nhìn thẳng vào tống thư hàng. Đừng đùa, nhà ông mỗi tháng chỉ ăn hết có một bao gạo, một nghìn bao là muốn ăn cả ngàn tháng à. Ăn cả đời luôn sao? Quan trọng hơn là tống thư hàng lấy đâu ra tiền. Cứ cho mỗi bao gạo là một trăm thì một nghìn bao cũng là 10 vạn đấy. Không phải con trai mình bị người ta lừa rồi chứ? Có trả được không con? Ba Tống lập tức hỏi với vẻ lo âu. Lưu Huỳnh tiên tử lại đáp. Không trả được đâu, tiền nong thanh toán xong rồi, muốn trả cũng không có chỗ mà trả. Ba Tống cắn chặt răng, cuối cùng thở dài u oán. Thôi thôi, con người phải trải nghiệm nhiều thì mới trưởng thành lên được. Con mình bị lừa cũng coi như là tiêu tiền để mua bài học vậy con bị lừa bao nhiêu, nói thật cho ba biết, ba Tống nói con mua nhiều gạo như thế có phải vay tiền ai không? Thiếu người ta bao nhiêu, ba bù vào cho, tuyệt đối đừng có vay nặng lãi, không được phép động vào mấy vụ đó hiểu không? Tống Thư Hàng nghe thấy thế thì ấm sực trong lòng. Ba yên tâm đi, con không bị lừa đâu, Tống Thư Hàng nói. Một nghìn túi linh mễ này là chủ tiệm người ta nể mặt bạch tôn giả mới yêu đãi bán cho hắn đấy. Tống Thư Hàng nói thêm con cũng không vay tiền, vì gạo này không phải mua bằng tiền, mà là dùng một viên, một viên đá quý để đổi. Đá quý, ba tống lặng lẽ mân mê ngón tay. Sát khí, ba tống nổi sát khí. Một viên đá quý đổi được một nghìn bao gạo. Thôi được rồi, trên thế gian này đúng là có viên đá quý đắt giá như thế. Thế nhưng đừng nói với ông là, tống thư hàng trùng hợp nhặt được viên đá quý giá như thế ở đâu nhé. Đúng lúc này thì Lưu Huỳnh Tiên Tử bổ sung nói là đá quý cũng không sai, ừm, đúng là dùng một viên đá quý tứ phẩm đổi một nghìn bao linh mễ, không liên quan gì đến tiền. Thật không, ba tống nhìn về phía lưu huỳnh tiên tử. Con người đôi khi rất chi là thú vị, ba người thì thành hổ. Có một số việc khi có nhân chứng thì độ tin cậy sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đương nhiên là thật, tống thư hàng đáp, hơn nữa ba à, chỗ gạo kia tốt lắm. Lưu Huỳnh cô nương, chúng ta đi lấy mấy bao về đây, tối nay dùng gạo này nấu cơm đi không thành vấn đề, để ta giết tên kia thêm lần nữa đã. Lưu Huỳnh Tiên Tử nói. Păng păng păng, trong máy tính truyền ra tiếng súng. Xong rồi, giết hắn 10 lần rồi. Lưu Huỳnh Tiên Tử đứng lên, thoát game, chúng ta đi lấy Linh Mễ đi. Mặc niệm cho bạn người chơi càng chiến càng thua, càng thua càng chiến nọ. Mẹ ơi, trong hai kết nước này của con là hải mã để ngắm đấy, mẹ đừng đem cắt ra nấu ăn nhé giờ con với Lưu Huỳnh đi ra ngoài lấy ít gạo về sẽ về sớm thôi ạ à, Tống Thư Hàng gọi vọng vào nhà bếp đi nhanh về nhanh chú ý an toàn tiếng của mẹ Tống từ phòng bếp vọng ra Lý Âm Trúc đã buồn ngủ rũ rượi bèn nằm luôn trên ghế sofa ngủ say nhóc sư con thì hiếu kỳ đi khám phá hết một lượt nhà của Tống Thư Hàng khi đang lái xe đến tòa nhà của Lưu Huỳnh Tiên Tử thì Tiên Tử đột nhiên nói đúng rồi Thư Hàng tiểu hiếu ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ trang phục du hành vũ trụ rất hiện đại còn có một số thứ mà lên vũ trụ có thể dùng được nữa. Người định bao giờ thì bay vào vũ trụ, ta xem thời gian của các người thì hình như chỉ hơn một tháng nữa là ngươi khai giảng rồi đúng không? Quả nhiên, đề tài vẫn quay lại chuyện này rồi. Mấy hôm nữa đi, để ta ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm rồi xuất phát. Tống Thư Hàng đáp, không thành vấn đề, bao giờ nghĩ ra thì bảo ta một tiếng, gọi lúc nào là có mặt lúc đó. Lưu Huỳnh Tiên Tử nói chương 502, lại gặp ông thầy chúng tên ở đầu gối. Đúng vậy, ba ngày sau Lưu Huỳnh Tiên Tử còn một việc riêng cực kỳ quan trọng phải làm. Nói cách khác, cô cam đoan với Tống Thư Hàng là, không thành vấn đề, bao giờ nghĩ ra thì gọi ta một tiếng, gọi lúc nào có mặt lúc ấy, thế nhưng trên thực tế thì cô sẽ cho hắn, biêu tương đương, một cái lên trời trước ngày hôm đó. Lưu Huỳnh Tiên Tử cảm thấy thật ngại quá. Chỉ hy vọng trong hai ngày tới Tống Thư Hàng có thể hưởng thụ được, tình cảm gia đình ấm áp và sắp đặt thỏa đáng mọi chuyện, rồi được cô đưa lên trời cho thuận lợi. Tiên tử thầm nghĩ trong lòng. Thứ sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019, trời nhiều mây trở nên quang đáng, thư sơn cư sĩ. Đạo hào hôm nay là đạo hào mà Tống Thư Hàng rất thích. Mặt khác, mùi vị của Linh Mế hôm qua thực sự rất ngon, ba Tống và mẹ Tống đều thích mê, cho nên ba Tống không nói thêm gì về việc Tống Thư Hàng rước về nguyên một nghìn bao Linh Mế nữa có điều số lượng linh mễ quá lớn, một nghìn bao đủ để cả nhà Tống Thư Hàng ăn trong suốt 80 năm, cho nên sáng sớm hôm nay Tống Thư Hàng lại sách 30 bao linh mễ về. Ba Tống và mẹ Tống đi thăm hỏi các nhà thân thích và bạn bè, tặng mỗi nhà một ít linh mễ để hâm nóng tình cảm. Núi Như Đỉnh, gần đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu. Núi Nghiêu Đỉnh có một con đường lớn có thể đua xe, trong núi rừng ít người sinh sống, linh khí dồi dào hơn nhiều trong nội thành, là một nơi luyện công tuyệt hảo. Sau khi rửa mặt ăn cơm xong xuôi, Tống thư hàng đưa Lý Âm Trúc, nhóc sư con quả quả và Ngư Kiều Kiều vào trong khu rừng trên núi này, bắt đầu tu luyện buổi sáng. Bây giờ thư hàng đã để lại quả đầu đinh ba phân nhẹ nhàng thoải mái. Hôm qua trước khi quay về nhà hắn đã xử lý mái tóc dài chạm vai rồi. Nếu không, để cho ba Tống và mẹ Tống thấy hắn để tóc dài thì ông bà sẽ sợ hãi lắm. Làm gì có ai chưa đến 2 tuần mà tóc 3 phân lại biến thành tóc ngang vai. Uống thuốc kích thích chắc. Ngư Kiều Kiều không tu luyện võ kỹ, gần đây cô vẫn thổ nạp linh lực trong thiên địa, lấy việc ổn định cảnh giới làm chính. Nhóc sư còn tu luyện kim cương căn bản quyền pháp, chân ngã minh tưởng kinh và bất động kim cương thân. Tống Thư Hàng mượn CPU của Diệt Phượng Công Tử đã đẩy 3 môn công pháp này lên cảnh giới thượng thừa. Khi nhóc sư còn tu luyện thì Tống Thư Hàng có thể chỉ dạy cho nó rất nhiều kinh nghiệm có hách ngộ đạo thạch trợ giúp, bản thân nhóc sư con lại không thiếu đan dược, cho nên gần đây nó tiến bộ như bay, chỉ trong thời gian ngắn đã mở khiếu thứ ba, tị khiếu, thành công, chỉ cần phá tiếp hai khiếu, nhĩ, khẩu là tới cửa ải trùng kích dược long môn rồi. Lý âm trúc tu luyện một bộ kiếm pháp, Tống Thư Hàng nhìn bộ kiếm pháp này có chút quen mắt, nó chính là bộ kiếm pháp tiến thẳng tới cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm mà xích tiêu tử tiền bối truyền thụ cho Lý Thiên Tố khi hắn nhập mộng của vị này vừa là kiếm, vừa là pháp, một kiếm nơi tay, ngũ phẩm không lo. Lúc ấy, trong nhập mộng của Lý Thiên Tố đạo trưởng, khi xích tiêu tử tiền bối truyền thụ bộ kiếm pháp này thì hình ảnh rất mơ hồ, tống thư hàng nhìn như ngắm hoa trong xương nên không thấy được rõ ràng. Mà lúc này đây khi Lý Âm Trúc thi triển ra từng chiêu từng thức, Tống Thư Hàng vẫn thấy mình đang ngắm hoa trong xương như cũ. Hắn biết mỗi một chiêu khi nó tách riêng ra, thế nhưng khi chúng hợp vào thành một mạch thì hắn lại chẳng thể hiểu được nữa. Lực lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm pháp quả thực làm cho người ta phải tuyệt vọng. Rõ ràng khi mình xem đao pháp thì chỉ cần nhìn một lần đã lĩnh ngộ được 7, 8 phần rồi mà Tống thư hàng thở dài u ám. Hắn hiểu rõ, nếu không có lĩnh ngộ thì có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng thể làm kiếm khách áo trắng mà mình yêu thích. Thế nhưng thư hàng sẽ không bỏ cuộc, nếu có cơ hội, cho dù chỉ học được một chiêu kiếm thuật thật mạnh là đủ rồi. Sau khi tu luyện xong xuôi, một tay tống thư hàng dắt nhóc sư con, một tay dắt lý âm trúc, chậm rãi đi xuống chân núi theo con đường mòn gấp khúc. Non xanh nước biếc, chim hót xeo ca, khiến cho tâm cảnh của con người cũng trở nên tường hòa. Trên đường về, họ đi qua một tiệm bán đồ ăn vặt. Tống thư hàng mua cho nhóc sư con một que kem, cho lý âm trúc một cốc đồ uống nóng, cho ngư kiều kiều một chiếc bánh ngọt, sau đó mua thêm chút đồ ăn để vừa đi vừa ăn. Trộm được nửa ngày nhàn nhã trong cõi phủ sinh tương đương. Gần đây sau khi ra khỏi hòn đảo thần bí kia thì có rất nhiều chuyện xảy ra, cơ hồ hôm nào cũng có chuyện quan trọng dồn dập đổ đến, vô hình chung khiến cho con người ta cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Mà khoảng thời gian nhàn nhã hiếm hoi lúc này đây làm cho thân thể và tinh thần của Tống Thư Hàng đều được thả lỏng rất nhiều. Trên đường tu luyện, phải có co có giãn. Đây cũng là lý do mà rất nhiều tu sĩ tiền bối rõ ràng có kỹ thuật xeo trồng nát bét nhưng lại vẫn thích có một mảnh vườn nhỏ, để lúc nào rảnh thì trồng vài cây dược liệu linh tinh kết quả là làm chết vô số linh dược linh thực. Những hành động nhìn có vẻ lãng phí thời gian như làm vườn thuốc hay nuôi linh thú, thực ra chính là để điều hòa tiết tấu co giãn cho tu sĩ mà thôi. Dưới chân núi như Đỉnh có một người đang dắt chó đi dạo. Giáo sư Smith, ông già Anh Quốc nghiêm túc, có sở thích là dắt chó và du lịch. Hắn từng nuôi một con thú cưng dễ thương, ai rẻ con chó cưng này lại là đồ sói con vô ơn, Tự nhiên phát rồ cắn cho hắn một phát, thế là bị hắn mang cho quán lẩu. Sau đó hắn lại nuôi một con Becky Đức, chẳng ngờ con Becky Đức giữ dần lực lưỡng này lại bị một con chó kinh ba đáng yêu đánh bại, đánh bại. Thôi, hôm nay tâm trạng tốt, không nói mấy chuyện cũ làm cho giáo sư già không vui nữa. Trong kỳ nghỉ hè dài rằng giặc này, giáo sư đã đi du ngoạn mấy thắng cảnh của hoa hạ. Hôm qua thì giáo sư chạy tới thành phố Văn Châu bởi vì có một người bạn làm đạo diễn của hắn muốn lấy cảnh quan của núi như đỉnh ở Văn Châu để quay một bộ phim giáo sư già không có việc gì làm bèn chạy từ ngàn dặm xa xôi về đây để gặp bạn mình mặt khác nói không chừng còn có thể giúp bạn một chút về phiên dịch ấy chứ đoàn phim của ông bạn phải hai ba hôm nữa mới tới Văn Châu cho nên giáo sư già ở lại một khách sạn để chờ bạn đến sáng sớm nay hắn dắt chó nhà mình đi tàn bộ nhân tiện xem trước xem cảnh sắc của núi Nghiêu Đỉnh là quang cảnh ra sao. Con chó hắn dắt trong tay là thú cưng mới một con pitbull, máu lai được huấn luyện đàng hoàng. Pitbull thuần chủng quá dữ, tốt nhất là phải nuôi từ nhỏ, nói không chừng còn phải tìm một huấn luyện viên chuyên nghiệp đến hỗ trợ huấn luyện, giáo sư già làm sao mà chơi nổi. Còn cái con Becky Đức đánh thua cả kinh ba kia thì đã bị giáo sư già trả lại nơi sản xuất ngay khi về nhà rồi. Núi Nghiêu Đỉnh đúng là một nơi rất đẹp, giáo sư già dắt con pitbull máu lai đi tản bộ về phía núi như đỉnh. Tuy chỉ là chó lai nhưng con pitbull trông cũng rất phạm vỡ dữ dằn. Giáo sư già rất chi là hài lòng với nó. Đi lại một hồi, giáo sư Smith nhìn thấy một người thanh niên dắt hai đứa bé đi từ đằng trước tới. Thanh niên để quả đầu ba phân, tay trái dắt một nhóc chọc đầu mặt mày nghiêm túc đang ăn kem, tay phải dắt một cô bé tóc dài bạc trắng đang uống đổ uống nóng mái tóc của cô bé dài mượt và bạc như thủy ngân vậy. Trẻ con nhỏ xíu thế mà đã nhuộm tóc rồi à? Giáo sư Smith thầm nhủ trong lòng. Đồng thời ông cũng thấy thanh niên tóc ngắn kia trông rất quen. Hình như ông đã gặp người có vẻ mặt ôn hòa đó ở đâu rồi thì phải. Good morning, giáo sư Smith, không ngờ lại có thể gặp được thầy ở đây. Tống Thư Hàng từ xa nhìn thấy ông già Anh Quốc này thì cười mà hô lên. Hắn vẫn còn ôm lòng hổ thẹn với ông già này, bởi vì tại hắn mà đầu gối ổng mới trúng một tên, à không phải, nói đúng ra phải là cẳng chân bị chó cắn một nhát mới đúng. Good morning, nhớ ra cậu rồi, cậu là sinh viên nuôi con kinh ba, thư hàng tống. Giáo sư Smith cười nói, bảo sao lại thấy cậu chàng này quen mắt thế. Ha ha ha, giáo sư vẫn còn nhớ em cơ à. Tống thư hàng cười khan một tiếng, rồi nhìn sang con vật cưng mới của ông, giáo sư lại đổi con thú cưng mới rồi sao giáo sư Smith nghiêm túc nói. À, con Becky Đức kia đánh không lại một con kinh ba, tôi trả hàng rồi. Tống thư hàng, gạch nối. Giáo sư à, đó không phải là lỗi của con Becky Đức của thầy đâu, thật đấy. Cho dù là con chó dữ nhất thế giới này cũng không phải là đối thủ của con, kinh ba nhỏ xíu kia đâu, tin em đi. Lúc này, giáo sư Smith lại hỏi. Thư hàng Tống, cậu là người Văn Châu à? Tống thư hàng gật đầu nói. Vâng, thầy tới đây du ngoạn sao? Ừm, coi như thế. Một người bạn của tôi là đạo diễn, gần đây ông ấy muốn đến núi như đỉnh của Văn Châu lấy cảnh nên tôi ở đây chờ ông ấy. Giáo sư Smith đáp. Đạo diễn. Tống Thư Hàng lập tức nghĩ đến bộ phim, không biết mà mình muốn mời Bạch Tôn giả diễn. Đúng vậy, đề tài phim không biết, câu chuyện thế nào không biết, cái gì cũng không biết hết. Chỉ chắc chắn một điều là diễn viên tham gia trong phim gồm có Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều. Đạo cụ chắc chắn có là một đống giấy phép lái xe, nói không chừng còn có một đống xe nữa. Ngư Kiều Kiều trên vai Tống Thư Hàng vẫn duy trì trạng thái tàng hình, nghe đến hai chữ, đạo diễn, thì mắt sáng ngời lên. Ngư Kiều Kiều đã có manh mối về, tác giả, viết kịch bản rồi, nhưng mà vẫn rất có hứng thú với, đạo diễn, đó nha. Khi giáo sư đang bắt chuyện với Tống thư hàng thì Lý Âm Trúc vươn tay lấy một miếng cánh gà nướng trong túi của Tống thư hàng ra gặm. Có lẽ là mùi vị cánh gà nướng đã kích thích con chó cưng mới của giáo sư Smith. Con pitbull máu lai đột nhiên sủa to một tiếng rất mực hung hãn, thậm chí còn lắc mình dữ dội như thể muốn lao về phía Lý Âm Trúc. Đại Thủy Tinh ngồi xuống. Giáo sư Smith rất ngượng, bèn lớn tiếng quát lên. Thế nhưng có lẽ vì thời gian nuôi chó mới chưa lâu, nên con pitbull không những không ngồi xuống theo lời chủ nhân mà còn sủa dữ dội hơn. Gâu 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 gâu, nó vừa kêu vừa nhe răng múa vuốt. Lý Âm chúc ngước con người trắng bạc nhìn con chó lớn với vẻ hiếu kỳ. Sau đó cô nàng lặng lẽ cúi đầu bình tĩnh gặm cánh gà của mình. Đây là lần đầu tiên giáo sư Smith nhìn thấy một cô bé bình tĩnh như thế. Thế nhưng nhóc sư còn đang ăn kem ở bên cạnh đó lại không cẩn thận nuốt một miếng kem lớn vì bị chó sủa to làm giật mình nhóc sư con xót xa lắm, lúc nó ăn kem đều liếm từng tí như ăn bảo bối vậy. Nó hưởng thụ quá trình này biết bao, ấy thế mà con chó kia vừa sủa một cái, nó đã bất cần nuốt cả nửa cây kem rồi. Sau khi nuốt miếng to ấy xuống, mức hưởng thụ của nhóc sư con lập tức hạ xuống mất một nửa. chương 503, không ổn, thư hàng sắp nổ tung rồi. Nhóc sư con tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt con pitbull. Cầm miệng, con chó ngốc kia, mày mà sủa nữa là tiểu tăng sẽ thi triển kim cương chi nộ đấy. Tiếc là chó thì không hiểu tiếng người, cho nên nó sủa càng hăng, và vẻ mặt cũng càng thêm dữ tợn. Go 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 go. Giáo sư Smith cuốn quyết liều mạng kéo dây thừng dắt chó, chỉ sợ con chó ngốc này lao ra cắn trẻ con nhà người ta, đồng thời chuẩn bị lên tiếng bảo tống thư hàng mau dắt hai đứa trẻ đi trước. Nhưng giáo sư Smith còn chưa kịp nói gì thì đã thấy nhóc sư con hít sâu một hơi rồi nổi giận hét vào mặt con Pitbull. Gâu 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 gâu. Gâu 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 gâu, bùn không chịu yếu thế chút nào. Nhóc sư con lạnh lùng nói. Gâu gâu gâu, gâu gâu, gâu. Vừa gầm rú còn vừa nhét hết kem vào miệng, nó muốn nghiêm túc rồi. bùn cũng ngang ngạnh sủa. Gâu 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 gâu, nếu không phải chủ nhân của nó, ông già Anh Quốc kia nhìn gầy còm nhưng sức lực lớn thì nó đã lao lên cắn nhóc sư con kia rồi. Trong mắt nhóc sư con toát ra sát khí. Thế rồi nó sử dụng thiên phú nhãn khiếu, gầm lên. Go! Pitbull còn muốn sủa vang phản kích, thế nhưng đột nhiên nó lại nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ. Một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn. Một trăm con mèo lớn to vật vã đủ các màu sắc đang vây tròn quanh nó. Nếu chỉ là mèo bình thường thì dù có hai trăm con nó cũng chẳng lo lắng gì. Thế nhưng đám mèo này to đến hai mét, cái đám miệng kêu meo meo mà hình thể như hổ này thật sự là mèo sao. Đã thế, ở đằng trước còn có cái gì kia? Một cái nồi to đùng, trong nồi đang đun ra vị rất thơm, còn có từng con pitbull giống nó như đúc bị lột ra ném vào. Lẩu chó vạn ác. Đúng lúc này thì đám mèo kia vồ tới như lang như hổ, như lang như hổ chân chính ấy. Mỗi con mèo đều to như hổ vậy. Đáng sợ quá đi mà. Pitbull ngủ mắt đến nơi rồi, thực ra khi nó nhìn thấy từng con chó giống mình bị quăng vào nồi lẩu thì cả người đã run lên. Đây là địa ngục mà. Trong mắt giáo sư Smith thì con Pitbull vốn hung hãn dũng mãnh, nhen anh múa vuốt trong tay mình tự nhiên cứng đờ cả da. Ư ư ư, Pitbull được mệnh danh là loài chó dữ tợn và hung ác rên ư ư ừ, hai tiếng, sau đó con người lại như bị đá phải cả, rồi nằm sấp trên đất run lên bần bật. Quát, sao lại thế này, ban nãy mình đã bỏ qua chi tiết nào sao? Giáo sư Smith cảm thấy đầu óc mình phản ứng không kịp rồi. Vì sao con chó giữ nhà mình lại rụt vòi vào thế này? hay cái cách sủa gâu gâu điên cuồng khi gặp chó giữ giống nhóc sư con này là bí quyết để khuất phục chúng nó? Hay là lần sau mình tìm con chó giữ nào thử một cái đi? Mà thôi, bỏ đi, vạn nhất không thể áp đảo chó giữ về khí thế, ngược lại bị nó cắn cho cái thì dại. Xin lỗi giáo sư Smith, trẻ con không hiểu chuyện. Ha ha, giáo sư cứ đi tản bộ đi, em đưa hai nhóc này về nhà cái đã. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói, sau đó hắn lại nhớ ra một việc, À đúng rồi giáo sư, nếu có rảnh thì thầy có thể đưa em đi xem đoàn phim quay phim thế nào không? Hắn cũng đang định quay một bộ phim đây, ít nhất cũng phải để hắn tìm hiểu xem đoàn phim người ta quay chụp thế nào để còn liệu trước chứ. Được thôi, đến lúc đó tôi hỏi bạn tôi trước, bao giờ ông ấy đến núi Nghiêu Đỉnh quay phim thì cậu cứ đến rồi qua là được. Giáo sư Smith cười ha hả, nhưng phải chú ý đừng quấy dày đoàn phim quay phim nhé. Không thành vấn đề, cảm ơn giáo sư. Tống Thư Hàng cảm kích nói. Hai bên tạm biệt lẫn nhau. Tống Thư Hàng dắt Lý Âm Trúc và nhóc sư con rời đi. Thế nhưng kế hoạch tản bộ của giáo sư Smith lại đi tong, bởi vì con chó lai giữ tợn của ông vẫn quỳ dạp trên đất và run như cầy sấy. Nhóc sư con và Tống Thư Hàng đã đi xa lắm rồi, nhưng con chó lai vẫn cứ không ngừng run rẩy. Giáo sư Smith xoa cầm nói. Chó dữ cũng chẳng đáng tin, quả nhiên vẫn là đổi thành con kinh ba cường đại thì tốt hơn à vừa đáng yêu, vừa có sức chiến đấu mạnh mẽ nữa chứ. Ừm, đúng thế, lần này về đổi luôn. Ôi tương đương kinh ba mới đáng yêu làm sao tương đương. Giáo sư Smith ra sức kéo dây, nửa ôm nửa lôi con vít buôn máu lai đi. Nói mới nhớ, lần trước sau khi giáo sư Smith bị chó cắn thì có một sinh viên nữ tặng cho một ít thuốc kỳ lạ. Điều khiến cho hắn ngạc nhiên là lúc ấy hắn cứ thế vui vẻ uống hết chỗ, thuốc nữ sinh kia cho, chẳng sợ chúng độc gì không biết có phải ảo giác hay không mà sau khi uống chỗ thuốc kia xong, hắn thấy thân thể khỏe mạnh hơn hẳn. Lúc trước vì hắn cảm thấy thể lực của mình khỏe mạnh hơn nhiều nên mới chọn loại chó có hình thể lớn như chó Becky, lần này hắn kéo một con pitbull cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Nhưng điều làm hắn chú ý là hắn chưa từng gặp lại cô nữ sinh kia một lần nào nữa. Thôi, không nghĩ nữa, mình nên liên hệ với tiệm thú cưng để đặt một bé kinh ba cường đại đi thôi, giáo sư Smith lẩm bẩm nói. Suốt cả ngày 26 tháng 7, Tống Thư Hàng chỉ đưa hai đứa nhóc đi lang thang khắp thành phố. Đến chiều còn đi tặng gạo hâm nóng tình cảm cùng với mẹ Tống. Tôi đến, Tống Thư Hàng mới cảm thấy sự mệt mỏi dâng tràn. Tuy hôm nay rất nhàn hạ nhưng vẫn cứ mệt chết đi được. Sau khi đi dạo cả ngày đúng là có chút chống đỡ hết nổi. Ngày mai đưa nhóc sư con và Lý Âm Trúc đến thư viện ngồi đi, ngồi đọc sách một buổi chiều thì sẽ không mệt mỏi. Tống Thư Hàng nghĩ như thế đấy. Đêm khuya, cả nhà Tống Thư Hàng chìm vào giấc ngủ. Nhà hắn có đủ phòng trống, nhóc sư con và Lý Âm Trúc đều có phòng riêng. Chỉ có Ngư Kiều Kiều ở chung phòng với Tống Thư Hàng, Trung Quy không thể chuẩn bị một gian phòng riêng cho Ngư Kiều Kiều được, ha ha. Đêm ấy, Tống Thư Hàng lại nằm mơ. Không phải là, nhập mộng. Tuy rằng gần đây thiên phú, nhập mộng, cứ thích thì đến, không kịp đề phòng, thế nhưng không phải mỗi ngày hắn đều nhập mộng. Tống Thư Hàng chỉ mơ mình ăn cơm thôi. Có lẽ hôm nay hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng vào ban ngày, cho nên dù buổi tối hắn đã ăn hai bát cơm no, thế nhưng đến tối thì cái dạ dày mạnh mẽ của hắn vẫn hoạt động hết công suất, làm cho tất cả những thứ ăn vào đều biến thành năng lượng. Không có cách nào, kinh thôn thuật chính là ngầu như vậy đấy. Kinh thôn thuật chính là kỳ công cường hóa răng miệng và năng lực tiêu hóa của dạ dày một cách mạnh mẽ. Người phát minh ra nó là một kỳ tài trong giới tu sĩ, đây là việc không thể nghi ngờ. Cho dù là linh thú tinh cũng có thể tiêu hóa đến không còn chút cho tàn, chứ đừng nói là linh mễ và đồ ăn bình thường. Chẳng bao lâu sau khi Tống Thư Hàng đi ngủ thì dạ dày được kinh thôn thuật cường hóa của hắn đã phát huy hiệu quả. Đói ghê, đói ghê. Ý nghĩ này bắt đầu ngập tràn trong đại não của Tống Thư Hàng. Mọi người đều biết. Đôi khi vì khát vọng mạnh mẽ của con người mà cảnh mộng sẽ biến hóa thành cảnh tượng làm cho chủ nhân được thỏa mãn. Ví dụ như khi một người đang ngủ mà buồn đi tiểu thì 89 phần 10 là sẽ mơ thấy mình đi WC. Đáng sợ hơn là khi mơ thấy mình đi WC thì sẽ đi tiểu, mà còn tiểu mãi không xong, như kiểu muốn chút nỗi buồn đến lúc thiên địa lụi tàn, tận thế kéo đến vậy, đã thế càng giải quyết thì lại càng mót hơn. Cái giấc mộng, giải quyết không ngừng, này chính là đầu sỏ gây ra vô số vụ trẻ con đái dầm tương tự như thế khi một người đói bụng thì sẽ mơ thấy mình được ăn hơn nữa còn được ăn đủ loại món ngon trong giấc mộng ấy các món ăn mà mọi người có thể nghĩ ra và không thể nghĩ ra đủ loại thịt cá phật khiêu tường sơn hào hải vị đều xuất hiện cả cùng nguyên lý với giải quyết không ngừng người đang mơ giấc mơ ăn uống vĩnh viễn cũng không thể ăn no món gì cũng có nhưng đói vẫn hoàn đói càng liều mạng vùi đầu ăn thì lại càng đói hơn lúc này Tống Thư Hàng chính là như thế. Nào là dê nướng, nào là bít tết chín tái, nào là cả nồi cơm linh mễ đầy ụ, nào là tôm bóc vỏ to như nắm tay, cả trăm loại món ngon hoa hạ bày ra, còn có đủ loại nguyên liệu nấu ăn và cả những món chỉ xuất hiện trong truyền thuyết và ảo tưởng. Hắn cứ cắm đầu vào ăn, ăn nữa, ăn mãi, nhưng mà không hề có cảm giác no, ngược lại càng ngày càng đói. Tống Thư Hàng cảm thấy dịch dạ dày của mình sắp sửa hòa tan cả dạ dày luôn rồi. Khổ quá cho cái gì ăn đi, cái gì cũng được, bánh mì đen bình thường nhất cũng được mà. Khi đang nghĩ thế, Tống Thư Hàng phát hiện ra trong miệng mình thật sự có cái gì đó, chắc hẳn là hắn vô ý vớ được cái gì ăn được rồi nhét luôn vào miệng. Cái gì mà cứng thế, nhai cứ cân cấn thế nào. Thế nhưng không sao cả, cho dù là thứ cứng hơn thì kình thôn thuật cũng có thể cắn ăn rồi tiêu hóa luôn. Kình thôn thuật khởi động. Nhai nó bất luận nó là thứ gì, đã vào miệng ông rồi còn mong chạy thoát sao? Món ăn ngu xuẩn, hãy mau dập nát dưới hàm răng như sắt như đồng của ông đi. Sắc vật đó bị nhai nát, có vị như thịt dê, mùi vị cũng không tồi, tống thư hàng nghĩ thế. Thứ cứng ngắc có vị thịt dê nó cứ thế bị hắn nuốt vào trong bụng. Thứ này tốt đấy, vừa nuốt vào bụng một cái là cảm thấy dạ dày tràn đầy năng lượng, tràn đầy thỏa mãn, không còn đói khát giấc mộng mãn hán toàn tịch cũng biến mất không còn chút nào đúng là hạnh phúc quá mà đôi khi sau cơn đói khát tận cùng chỉ một miếng bánh mì đen thôi cũng đã là hạnh phúc lắm rồi lắm lúc con người chính là một sinh vật dễ thỏa mãn như thế đó chỉ là không hiểu sao sau khi nuốt cái cục có vị thịt dê kia thì trong lòng tống thư hàng lại có cảm giác sai sai trong đan điền có cảm giác tràn đầy đến tận cùng không được càng ngày càng căng trướng sau đó cảm giác căng trướng này lan tỏa từ đan điền ra khắp người tống thư hàng. Như thể hắn sắp nổ tung tới nơi rồi. Không đúng, chương 504, cho nên, lên trời đi. Thứ bảy ngày 27 tháng 7, mưa nhỏ. Ngư kiều kiều trên bệ cửa đã tiến vào mộng đẹp, thời tiết đổ mưa, hơi nước trong thiên địa rồi rào giúp cho cô ngủ ngon khác hẳn bình thường. Cũng vào hôm nay, Tống Thư Hàng đạo hào tầm đạo thư sinh giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Hắn nhanh chóng nhìn vào tay trái của mình, trong bàn tay ấy đang nắm chặt chiếc túi thu nhỏ. Chiếc túi thu nhỏ ấy chứa toàn bộ pháp khí, phù bảo của Tống thư hàng, cho nên kể cả khi cởi áo nằm ngủ thì hắn cũng để chiếc túi này ở chỗ tay với tới được. Một khi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn có thể mau chóng lấy bảo đao bá toái hoặc các loại phù bảo, đan dược để tiến vào trạng thái chiến đấu một cách nhanh nhất. Lúc này đây hắn đang nắm chặt chiếc túi thu nhỏ ấy, tay còn lại còn cầm mấy tinh thể lóe sáng là linh thú tinh. Hắn nhớ lại thứ có vị thịt dê mà mình vừa mới ăn trong giấc mơ, chẳng lẽ là viên linh thú tinh chứa dê kia sao? Chuyện lớn không ổn rồi. Tống thư Hàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, yên lặng vận chuyển Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, ý thức chìm vào trong khí hải đan điền. Quả nhiên bên cạnh đạo hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí có thêm ảo ảnh của một con dê. Ảo ảnh ấy và ảo ảnh con cá mập cùng nhau xoay vòng quanh hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí. Trên hình thái ban đầu của Tiên Thiên Chân Khí có thêm một đạo văn lộ của linh thú, khi thu thập đủ 33 văn lộ cũng chính là lúc nó thăng lên thành Ngụy Tiên Thiên Chân Khí. Nếu trong tình huống bình thường thì có thêm ảo ảnh và văn lộ linh thú chính là chuyện tốt. Nhưng vấn đề là, 4 ngày trước, vào ngày 23 tống thư hàng vừa mới dùng kình thôn thuật để nuốt viên linh thú tinh cá mập kia. Mà vì viên linh thú tinh kia là tam phẩm, nên khí hải đan điền và long vĩ đan điền của tống thư hàng suýt nữa bị nổ tung đồng thời vì kinh thôn thuật mà tinh thần lực cũng căng trướng lên theo thể chất của hắn hiện tại đã có chút khó lòng chống đỡ tống thư hàng khổ tu suốt bốn hôm nay mà vẫn chưa tiêu hóa xong linh thú tinh cá mập kia bây giờ lại thêm một luồng năng lượng linh thú tinh thuộc tính dê quấy phá viên linh thú tinh thuộc tính dê này cũng được mua ở hội trợ giao dịch của tu sĩ cùng là tam phẩm tóm lại thân thể hắn đang rơi vào một trạng thái cực kỳ nguy hiểm khi vận chuyển chân khí có cảm giác như lũ tràn đê Kinh mạch cả người và đan điền dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tan xác. Tinh thần lực ở giữa hai bên lông mày cũng vậy, nó như sắp biến thành thực thể mà xé tan mi tâm của hắn ra. Tống Thư Hàng thử điều động tinh thần lực, muốn thi triển mấy bí quyết nhỏ như tinh thần trinh thám pháp, đại não lập tức đau đớn như bị châm kim. Bội thực thật rồi. Đã thế kiểu bội thực này còn dẫn đến nguy hiểm về tính mạng, thuốc nhuận tràng tiêu thực cũng chẳng ăn thua. Nguy to rồi, Tống Thư Hàng lẩm bẩm bây giờ thể chất chính là nhược điểm hạn chế hắn mau chóng phát triển lên. Nếu thể chất có thể theo kịp thì chỉ cần thôn vệ linh thú tinh thôi, cảnh giới của Tống Thư Hàng cũng có thể thăng lên một cách nhanh chóng. Nhưng nếu không theo kịp, thì sẽ nổ banh xác. Tống Thư Hàng lập tức mở di động, đăng nhập phần mềm chat, vào nhóm cửu châu số 1 rồi đổi biệt hiệu trong nhóm thành tầm đạo thư sinh. Tầm đạo thư sinh, chào buổi sáng, các vị tiền bối, xin hỏi một chút, có cách nào để tăng cường tố chất thân thể một cách nhanh chóng hay không? Người đầu tiên trả lời Tống Thư Hàng tất nhiên là Bắc Hà Tán Nhân. Thư Hàng tiểu hữu trên đường tu luyện phải đi vững từng bước chân, rèn luyện nhiều thì tố chất thân thể sẽ tăng lên. Đừng suốt ngày nghĩ đến việc đi đường tắt, sẽ gây bất lợi lớn cho việc tu luyện của người đấy. Tầm đạo thư sinh, ai cần Vũ Nhu Tử hòa khóc. Đây là mìm do chính Vũ Nhu Tử chỉnh sửa và đăng lên không gian của nhóm, bây giờ ngoài mìm bạch tiền bối còn có mìm tống tiền bối và mìm vũ nhu tử. Đồng thời có cả tuyển tập mìm các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 do bạch tôn giả sửa sang rồi ấp lên. Ảnh trong tuyển tập đều là tài nguyên, chờ vũ nhu tử rảnh rỗi sẽ chỉnh sửa hết thành mìm của mỗi người như đã hẹn. tâm đạo thư sinh bắc Hà tiền bối có điều không biết rồi. Mìm bé bi khổ tâm quá gần đây ta tu luyện một công pháp đặc thù tên là KKT, kết quả luyện được mấy ngày thì tinh thần lực và chân khí trong cơ thể tăng cường nhanh quá. Bây giờ khí hải đan điền và long vĩ đan điền của ta sắp nổ tung rồi, tinh thần lực cũng vượt xa mức cực hạn mà thân thể có thể dung nạp được thế nhưng thể chất của ta không theo kịp. Vì thể chất không theo kịp nên hắn căn bản không dám trùng kích đan điền thứ ba là long chảo đan điền. Bởi nếu trùng kích long chảo đan điền thì chắc chắn tinh thần lực sẽ lại tăng mạnh thêm một mức nữa. Thể chất không theo kịp, tinh thần lực tăng vọt sẽ biến tống thư hàng thành một quả pháo hoa rực rỡ. Bắc Hà Tán Nhân, gạch nối, tinh thần lực và chân khí tăng trưởng quá nhanh, sắp làm nổ tung thân thể. Đây là tình tiết nam chính lên núi đào được một đống, khoai lang vạn năm, để ăn trong tiểu thuyết sảng văn thời xưa xưa à. Hầu như không có một tu sĩ bình thường nào phải lo lắng về vấn đề này, bởi vì thể chất của tu sĩ đều vượt xa dung lượng tinh thần lực và chân khí. Tống thư hàng tiểu hữu đúng là, sướng quá hóa phiền mà. Thế nhưng bác Hà Tán Nhân vẫn nhanh chóng tổng hợp ra một vài phương pháp. Có mấy phương pháp có thể giải quyết việc này, mỗi cách có cái lợi và cái hại riêng. Cách thứ nhất, tìm một đạo hữu tinh thông thuật phong ấn, phong ấn hết chân khí và tinh thần lực của ngươi lại. Sau đó khi đang có phong ấn, ngươi liều mạng luyện công pháp luyện thể, nâng cao thể chất lên. Sau khi đạt được mục tiêu rồi thì giải trừ phong ấn. Nhưng phương pháp này rất nguy hiểm, vì khi chân khí và tinh thần lực đều bị phong ấn mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ngươi sẽ hoàn toàn không có sức phản kháng. Tống Thư Hàng âm thầm gật đầu, hắn cũng không thích phương pháp tự trói tay chân như vậy. Bắc Hà Tán Nhân nói tiếp, cách thứ hai là tìm một bí cảnh có thể áp chế chân khí và tinh thần lực để tu luyện. trong bí cảnh loại này, chân khí vận chuyển cực kỳ khó khăn, tinh thần lực cũng bị áp chế, ngược lại hiệu quả luyện thể cực kỳ tốt. Chỗ tệ của cách này là ép càng ác thì khả năng bắn ngược càng cao, nói không chừng phần tinh thần lực bị áp chế khi ở trong bí cảnh sẽ tăng vọt khi vừa mới ra ngoài ấy. Tống Thư Hàng cười khổ, nếu bị bắn ngược một phát như thế thì nổ tan xác chứ còn gì người. Còn có cách nào khác không hả bắc hạt tiền bối? Đương nhiên là có, người có nhớ mấy hôm trước hiến công tiền bối mới online không? Trong tay hiến công tiền bối có phối phương của Long Ma Dược Tề, thứ thuốc kia có thể tăng cường tố chất thân thể của tu sĩ rất nhanh, có hiệu quả với cả chân quân lục phẩm. Người thì chỉ cần uống một ngụm nhỏ cũng có thể tăng cường tố chất thân thể lên gấp mấy lần. Bác Hà Tán Nhân nói, đây là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề, không thể nghi ngờ, uống xong một ngụm, phiền não tiêu tan. Tống Thư Hàng cười khổ, thế nhưng phải tìm Long Ma đúng không? Đã rất nhiều năm nay không ai thấy Long Ma nhỉ. Chính là như thế, bác Hà Tán Nhân trả lời. Tống thư hàng thở dài. Audio điện tử võ tấn bền. Trong ba phương pháp này thì cách thứ nhất là dễ thực hiện nhất, Lưu Huỳnh Tiên tử đang ở ngay Văn Châu, có thể nhờ cô ấy hỗ trợ làm vài cái phong ấn trên người mình. Phương án tốt nhất thì đương nhiên là Long Ma dược tề, chỉ uống một hớp là xong ngay. Chẳng lẽ thực sự phải tự chói tay chói chân, phong ấn chân khí sao? Hắn thật sự không muốn làm như thế. Đang lúc Tống Thư Hàng nghĩ tới Lưu Huỳnh tiên tử thì tiên tử ngoi lên theo tiếng gọi, hiện thân trong nhóm cửu châu số 1. Lưu Huỳnh tiên tử, ta cũng có ý kiến đây, tầm đạo thư sinh đạo hữu ơi. Tống Thư Hàng nói, mời tiên tử nói đi. Dù sao ngươi cũng sắp lên trời rồi đúng không? Chờ bao giờ ta đưa ngươi vào vũ trụ, ngươi cởi trang phục du hành vũ trụ ra rồi tu luyện công pháp luyện thể ở chỗ nào gần mặt trăng ấy. Ở vị trí đó có một vài năng lượng đặc thù, tia xạ và vật chất thần kỳ, rất có hiệu quả với việc tăng cường thể chất cho tu sĩ. Tu luyện ở đó tiến triển nhanh lắm. Tống Thư Hàng, luyện công pháp luyện thể trong vũ trụ, còn phải cởi trang phục du hành. Tiên tử, ta chỉ là tu sĩ cảnh giới nhị phẩm thôi, nếu không có trang phục du hành vũ trụ thì chỉ một loáng là tiêu rồi. Đây là lúc chiếc áo cà sa ngọc bích của người phát huy công hiệu đấy. Khoác nó vào rồi tu luyện bên mặt trăng, hiệu quả tốt cực kỳ, cứ tin ta đi. Lưu Huỳnh tiên tử khẳng định chắc nịch. Lúc này bác Hà Tán Nhân cũng nói. Lời của tiên tử không phải là không có lý, trong vũ trụ có rất nhiều năng lượng lạ kỳ, nhiều thứ mà đến bây giờ tu sĩ chúng ta cũng không phân tích rõ ràng ra được, ví dụ như đám yêu tu rất thích tu luyện dưới ánh trăng, là vì trong ánh sáng trăng có chứa năng lượng và vật chất thần bí có thể tăng cường thể chất cho yêu tu và tu sĩ. Mấy trăm năm trở lại đây, chúng ta thăm dò vũ trụ một lần nữa, có nhiều yêu tu cứ một thời gian lại chạy lên mặt trăng tu luyện, hiệu quả tốt hơn dưới trái đất nhiều. Bác Hà Tán Nhân lại nói tiếp. Cho nên thư hàng tiểu hữu có thể thử cách này xem sao. Đương nhiên người cũng phải theo dõi chặt chẽ tình hình thân thể, nếu cảm thấy không ổn thì phải dừng cách tu luyện này lại ngay. Có hiệu quả thật không? Lưu Huỳnh Tiên Tử tranh thủ bồi thêm. Cải lương không bằng bạo lực, tầm đạo thư sinh đạo hữu à, hôm nay ta sẽ đưa ngươi lên trời luôn. Từ từ đã, ngày mai ta định lên núi Nghiêu Đỉnh xem đạo diễn và đoàn phim quay phim thế nào mà. Tống Thư Hàng trả lời, trạng thái thân thể của hắn duy trì mấy ngày cũng không sao. Chuyện nhỏ, ta có thể để lại phân thân trên núi Nghiêu Đỉnh, phụ trách quay lại toàn bộ quá trình quay phim của đoàn phim, sau đó phát trực tiếp vào di động của người ở trong vũ trụ. Người ở trong vũ trụ tu luyện có rảnh thì có thể xem đoàn phim họ quay chụp thế nào. Lưu Huỳnh Tiên Tử đáp cực nhanh. Tống Thư Hàng. Gạch nối sao hắn cứ cảm thấy Lưu Huỳnh tiên tử rất mong được tiến mình lên trời ngay hôm nay thế nhỉ? Nhưng mà nhóc sư con vẫn còn đang ở trong nhà tôi, tôi muốn đợi tam nhật sư huynh đến đón nó về đã. Tống Thư Hàng lại nói tiếp, hắn vừa về đến Văn Châu, còn nhiều việc vẫn chưa làm xong mà. Tống Thư Hàng vừa mới nói rứt mồm thì phần mềm chat đã vang lên âm thanh tích tích. Ai đi, tam nhật tiểu hòa thượng, gửi tới một tin nhắn. Thư Hàng tiểu Hữu bây giờ người có ở Văn Châu không? Một tiếng nữa ta đến Văn Châu rồi, ta đến đón nhóc quả quả về. Tống Thư Hàng gạch nối. Tống Thư Hàng bèn trả lời Tam Nhật sư huynh. Ta đang ở Văn Châu, sư huynh đến lúc nào cũng được. Một tiếng sau gặp, Tam Nhật sư huynh hấp tấp nói. Tống Thư Hàng xoa cằm, chẳng lẽ số trời đã định, bắt hắn phải lên trời chơi với các vì sao ngay hôm nay à? Thế là hắn lại gửi tin vào nhóm Cửu Châu số 1 ít nhất cũng phải để ta chuẩn bị một chút rồi thuyết phục cha mẹ đã chứ. Thất tu tôn giả, chương 505, Kim Cương lệnh. Tống Thư Hàng, đi thăm dò một của lục tu tôn giả sao? Đúng vậy, cam đoan rất là kích thích. Thất tu tôn giả nói tiếp, hơn nữa ở chỗ ta có một bộ pháp khí cấp thấp lần trước bốc thăm chúng thưởng giúp chúng, bên ta không ai dùng, vừa hay cho ngươi làm quà gặp mặt luôn. Pháp khí bốc thăm chúng thưởng được á, trong giới tu chân còn có hoạt động này nữa cơ à. Nghe thú vị đấy, không biết hoạt động bốc thăm trúng thưởng của tu sĩ được tổ chức ở đâu. Đợi lúc nào hắn bắt tay với bạch tôn giả cùng đến giúp thưởng mới được. Một tiếng sau, 5 giờ sáng. Tam Nhật Sư Huynh tới nhà Tống Thư Hàng rất đúng giờ. Nhóc sư con quả quả còn đang say ngủ. Vì mọi người đều đang ngủ nên Tống Thư Hàng lặng lẽ đưa Tam Nhật Sư Huynh vào nhà. Chào buổi sớm, Tam Nhật Sư Huynh. Sớm sủa gì nữa, 5 giờ rồi trên khuôn mặt tam nhật sư huynh đầy vẻ mỏi mệt lần này ta ra ngoài để giúp sư phụ hoàn thành một nhiệm vụ khá vất vả tiện đường thì đón tiểu quả quả về luôn đúng rồi chắc là trong thời gian này quả quả đã đem đến không ít phiền toái cho thư hàng sư đệ đúng không ha ha không sao tống thư hàng cười nói trừ lúc ở bên cạnh đậu đậu gây chút phiền toái cho hắn thì đa số thời gian nhóc sư con vẫn rất ngoan ngoãn tam nhật sư huynh nhẹ nhàng mở cửa phòng quả quả bế nó lên đặt trên phi kiếm động tác của hắn dịu dàng thuần thục nhóc sư còn không hề phát hiện vẫn ngủ ngon lành vậy ta và tiểu quả quả xin tạm biệt tước. à đúng rồi sư phụ bảo ta đem cho ngươi cái này tam nhật sư huynh ném một chiếc lệnh bài khắc kim cương chọc đầu cho tống thư hàng đây là cái gì tống thư hàng nghi hoặc hỏi kim cương lệnh vật làm tin để ngươi có thể vào kim cương động phủ chắc thư hàng sư để biết kim cương căn bản quyền pháp là công pháp của chùa kim cương mà sư phụ ta và dược sư tiền bối có được khi thăm dò nơi ấy chứ. Trong lần thám hiểm đó thầy ta được chia công pháp của chùa Kim Cương và Kim Cương động phủ mà cao thủ của chùa Kim Cương để lại. Trong cây si kia có một giếng cổ, luyện tâm và cả những lĩnh ngộ của cao thủ trong chùa Kim Cương đối với Kim Cương căn bản quyền pháp. Hơn nữa theo lời thầy ta thì trong động phủ còn cất giấu công pháp nâng cao của Kim Cương căn bản quyền pháp là Kim Cương Phục Ma Quyền. Đó là một bộ quyền pháp cường đại, tổng cộng có 8 thức, bao gồm các chiêu quyền từ nhị phẩm đến ngũ phẩm. Tam Nhật Sư Huynh nói tiếp, kim cương lệnh này là chìa khóa để tiến vào động phủ ấy. Nhưng dù có kim cương lệnh thì vẫn phải giao 6 viên linh thạch tứ phẩm mới được vào trong động phủ. Trong kim cương động phủ cất giấu truyền thừa công pháp nâng cao, cũng cần lĩnh ngộ như bốn bức họa của nhà họ sở. Nói cách khác là chỉ cần có kim cương lệnh này, thì mỗi lần chỉ cần giao 6 viên linh thạch tứ phẩm là được vào kim cương động phủ kia à. Tống Thư Hàng hiểu ra. Đúng là như thế, Tam Nhật Sư Huynh cười nói. Thế nhưng mà Sư Huynh à, bây giờ ta nghèo rất mồng tơi, còn đang nợ bạch tôn giả mấy viên linh thạch tứ phẩm kia kia. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Không vội, có tu sĩ nào mà không thiếu linh thạch đâu. Tam Nhật Sư Huynh cười nói, dù sao với ngươi mà nói thì bây giờ vào kim cương động phủ vẫn còn sớm quá, chờ bao giờ ngươi tích góp đủ linh thạch rồi nói sau. Không có hạn chế số lần, chỉ cần có lệnh bài trong tay, giao đủ linh thạch thì lúc nào cũng vào kim cương động phủ được mà. Nói đoạn, tam nhật sư huynh phất tay, ôm nhóc sư con ngủ say phóng vút lên cao. Khoảng 6 giờ sáng, khi người trong nhà tống thư hàng lục tục rời giường thì lại có thêm khách đến. Là sở sở cô nương của nhà họ sở. Sở sở cô nương và một đệ tử sở gia khác đã tới thành phố Văn Châu từ hôm qua, thế nhưng khi tới nơi thì sắc trời đã muộn nên hai người dứt khoát đi thuê một phòng ở gần nhà Tống Thư Hàng, rồi bố trí trận pháp để chuẩn bị bảo vệ Lý Âm Trúc. Trời vừa sáng ra thì sở sở đã tới nhà tụ hội với Tống Thư Hàng. Còn một đệ tử sở ra nữa náu mình trong chỗ khuất, cô là một nữ đệ tử thông minh có kinh nghiệm làm việc phong phú, được lão tổ sở ra chọn lựa kỹ càng để tuyển ra. Theo kế hoạch của lão tổ, Cô và Sở Sở sẽ phối hợp trong tối ngoài sáng để phụ trách việc bảo vệ cho Tống thư Hàng và Lý Âm Trúc. Lúc Tống thư Hàng mở cửa cho Sở Sở thì tiếng của mẹ Tống truyền ra từ sau lưng hắn. "Thư Hàng, bé sư con đi đâu rồi? Sao mẹ không thấy nó nhỉ?" Mẹ Tống mặc áo ngủ đi ra khỏi phòng của nhóc sư con, ngay sau đó thì thấy Sở Sở cô nương đứng trước cửa nhà. Lại thêm một thiếu nữ xinh xắn với mái tóc đen dài, váy liền đen phối với tất chân đen và giày cao gót đen. Cả cây đen tuyền càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết. Sau khi thằng con ngốc nhà mình nghĩ thông ra thì tốt duyên với phái nữ gây nhỉ. hết cô bé xinh xắn này đến cô nàng xinh đẹp kia đến nhà, làm bà chỉ nhìn thôi cũng hoa cả mắt rồi. Tống Thư Hàng quay lại trả lời. Mẹ à, hơn 5 giờ sáng nay anh trai của nhóc sư con đến đón nó đi rồi. Vì mọi người vẫn ngủ nên không quấy dậy ba mẹ ạ. À. Thì ra là thế, cô bé này là, mẹ Tống nhiệt tình nói, Thư Hàng. Đừng có đứng được ra ở cửa thế, bất lịch sự quá, mau mời con gái nhà người ta vào đây. Tống Thư Hàng ngại ngùng cười với sở sở. Chào bác, cháu là sở sở, bạn của Thư Hàng ạ, à. sở sở lễ phép trả lời. Tống Thư Hàng bận rộn đến trưa mới sắp xếp xong xuôi những việc trong nhà. Vất vả lắm hắn mới gom đủ dũng khí để nói với mẹ Tống là mình lại muốn đi du lịch với bạn bè, cứ tưởng mẹ Tống sẽ phản đối hắn đi lêu lồng, bởi vì hắn vừa mới đi chơi thì máy bay rơi cho nên chắc là trong nhà phải lo lắng lắm. Ai ngờ mẹ Tống và ba Tống lại đồng ý một cách bình tĩnh đến không ngờ. Đã thế ba Tống còn lặng lẽ quyên góp cho Tống Thư Hàng ba ngàn tiền riêng. Tống Thư Hàng nhìn Lý Âm Trúc và sở sở cô nương theo sát không rời. Không phải ba và mẹ lại hiểu lầm gì đó rồi chứ. Tống Thư Hàng nhét tất cả những thứ mình có thể nghĩ tới, gồm máy tính bảng, di động, notebook, máy chơi game, các loại đan dược, phù bảo, ngân long khôi lỗi vào trong túi thu nhỏ sau đó hắn đi đến nơi đã hẹn với lưu huỳnh tiên tử tiên tử đã chờ ở đó từ lâu thấy tống thư hàng đi tới thì vui vẻ nói thư hàng tiểu hữu ta chuẩn bị cho ngươi rồi này đây là khoang vũ trụ đã cường hóa cho ngươi chỗ nghỉ ngơi khi lưu lạc một tháng trong vũ trụ bên trong còn có một bộ trang phục du hành vũ trụ hiện đại lắm cô chỉ vào một chiếc thùng hình vuông mà nói tiên tử à, sao ta càng nhìn càng thấy cái thùng này giống cái ô tô thế nhỉ? Tống Thư Hàng nói, trừ không có bánh xe ra thì hình dạng của nó hệt như một cái ô tô nén vào vậy. Người đoán đúng rồi, đây chính là ô tô được cải tạo mà. Còn có lượng tích cốc đan đủ dùng cho một tháng và một vài thứ hay ho có thể dùng trong vũ trụ, hy vọng là lúc vào vũ trụ ngươi có thể dùng được. Lưu Huỳnh Tiên Tử nói, thời gian không còn sớm nữa, mau vào đi thôi. Tống Thư Hàng vội hỏi, Tiên tử, ta có thể đưa thêm mấy người đi không? Ngư Kiều kiều muốn lên mặt trăng một chuyến, cô lại yêu tu, tu luyện gần mặt trăng cực kỳ có lợi. Lý Âm Trúc không chịu rời xa Tống Thư Hàng, chỉ cần cô còn mở mắt thì nhất định phải đứng trong phạm vi 10 mét gần Tống Thư Hàng mới chịu, nếu vượt quá phạm vi này cô sẽ hoảng sợ bất an. Lý Âm Trúc không rời Tống Thư Hàng một bước, sở sở phụ trách coi sóc cô cũng không thể bỏ cô lại một mình. Đưa thêm mấy người cũng không sao. Bạch Tôn giả cũng đâu hạn chế số lượng người, hơn nữa với ta thì đưa mấy người cũng như nhau cả. Chỉ có điều, ta chỉ chuẩn bị tích cốc đan cho một người thôi." Lưu Huỳnh tiên tử nói. "Không thành vấn đề, ta mang theo rất nhiều tích cốc đan." Sở Sở cô nương lên tiếng, "Chỗ tích cốc đan này đủ để cô và Lý Âm trúc cùng dùng." "Vậy thì phía ta cũng không có vấn đề gì, các ngươi vào khoang đi, ta chuẩn bị thi pháp đây." Lưu Huỳnh tiên tử nói sở sở và Lý Âm Trúc chui vào trong khoang vũ trụ. Sau đó đến lượt Tống Thư Hàng. Khi Tống Thư Hàng vừa đến gần khoang vũ trụ thì sắc mặt hơi cứng lại. Vốn dĩ Lưu Huỳnh Tiên Tử chuẩn bị khoang vũ trụ này chi một mình hắn, cho nên không gian cũng không rộng rãi gì. Khi sở sở ôm Lý Âm Trúc chui vào thì đã chiếm 3 phần 5 không gian của nó. Cho dù Tống Thư Hàng chui vào nữa thì cũng không sao, thế nhưng nếu hắn chen vào thì cảnh tượng sẽ bị thần, hài hòa, che mất thôi. Tống Thư Hàng quay đầu ra nói với Lưu Huỳnh Tiên Tử. Tiên Tử, có khoang vũ trụ lớn hơn không? Không có đâu, có mỗi một cái này thôi. Lưu Huỳnh Tiên Tử đáp, cái này còn được cô chế tác trong thời gian ngắn đấy. Vậy ta phải làm sao giờ? Nếu ngươi không muốn chen vào khoang vũ trụ thì, ngươi mặc trang phục du hành vũ trụ vào đi, ta sẽ đưa cả ngươi và khoang vũ trụ này đi luôn thể. Yên tâm đi, ta sẽ đưa cùng một lúc, không để cho các ngươi lạc nhau đâu an toàn cũng khỏi cần lo, ta đã vẽ trận pháp phòng ngự lên khoang vũ trụ và trang phục du hành rồi. Có đập vào đá cũng không sao hết, lưu huỳnh tiên tử cam đoan chắc nịch. Còn chưa đi mà, đừng có lập flex chết chóc cho ta chứ. 3P sau, Tống Thư Hàng dùng hai sợi xích sắt buộc mình vào khoang vũ trụ. Lưu Huỳnh Tiên Tử, chuẩn bị xong chưa? Tiền bối, chúng ta phải làm thế nào để vào vũ trụ? Tống Thư Hàng hỏi, yên tâm đi, an toàn lắm xem đại chiêu của ta đây lưu huỳnh thiên tử bắt pháp ấn một cỗ lực lượng bùng nổ trên người cô biến thành tên lửa bay đi siêu lực đẩy phát xạ hưởng thụ lạc thú thăng thiên đi biêu tương đương khoang vũ trụ bay véo lên trời nói đúng ra là nó phải chịu một lực đẩy mạnh mẽ vô hình rồi bị mẹ trái đất vô tình bài xích cứ thế khoang vũ trụ hướng thẳng trời cao bay cao cao mãi lạc thú thăng thiên ư Tống Thư Hàng trong trang phục du hành vũ trụ nước mắt nhạt nhòa. Thăng thiên chẳng có cái lạc thú gì hết. Cảm giác của hắn bây giờ chẳng khác gì rơi xuống vực sâu vạn trược, thân thể mất đi trọng lượng, rơi xuống mãi mãi không ngừng. Chứng sợ độ cao vọt thẳng lên, sợ độ cao độ chín không phải là một giấc mơ. Ở một phía khác, trong nhà của Vân Vụ Đạo trưởng, hàng xóm nhà Tống Thư Hàng. Đợi lâu quá, cuối cùng cũng đợi được đến hôm nay tương đương Vân Vụ Đạo trưởng soi mình trong gương nặn ra một nụ cười tự cho là sáng láng. chương 506, Vệ hồn yêu hồ. Mẹ Tống mời vân vụ đạo trưởng vào phòng khách, nhìn thấy hai hộp quà mà hắn mang đến thì cười khổ. Ai, vân vụ tiên sinh, tại sao ngài lại mang quà đến thế này chứ? Thật là, chúng ta đã nói trước rồi mà, bây giờ chúng ta đã là hàng xóm, hơn nữa ngài lại là bạn tốt của thư hàng nhà tôi, giữa chúng ta đâu cần khách khí như vậy chứ. Ha ha, đây chỉ là chút tấm lòng của ta thôi mà, mẹ thư hàng đừng có khách khí như vậy. Vân vụ đạo trưởng chậm rãi uống một ngụm linh mạch bích trà. Sau đó, hắn hỏi thăm vấn đề mà hắn vẫn luôn quan tâm nhất. Mẹ thư hàng này, thư hàng không có ở nhà à? Sau khi vào phòng, hắn không cảm ứng được khí thức của tống thư hàng, cũng không cảm ứng được ngộ đạo thạch, cái thằng nhóc này lại chạy đi đâu mất rồi. Cha, thật là không khéo, thư hàng nó dẫn một cô gái đi hẹn hò rồi, mẹ tống cười hì hì nói nói về việc hẹn hò của con trai bà liền có chủ đề để nói chuyện bla 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 mẹ tống và vân vụ đạo trưởng nói chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ vân vụ đạo trưởng đau khổ uống nước trà hai mắt lộ ra vẻ như lệch mẹ bố không còn muốn sống trên cõi đời này nữa tên chết dẫm tống thư hàng này rõ ràng vừa mới về nhà thế mà đã dẫn theo một cô gái đi du lịch hơn nữa còn đi tới tận một tháng cái quần què gì đây có tin hắn lật bàn không mỗi lần vừa mới lê mông về là lại đi ngay mỗi lần ra khỏi cửa lại đòi đi chơi hẳn một tháng cái con mợ nó cuối cùng vân vụ đạo trưởng hoàn toàn không biết mình quay về phòng thế nào bây giờ trong lòng hắn chỉ còn lại một cảm giác rất chi là đậu xanh rau má tống thư hàng vẫn còn đang ở trong trực thăng trên người là bộ đồ du hành vũ trụ được minh khắc một trận pháp hóa thành một tầng phòng ngự bên ngoài để khi hắn xuyên qua tầng khí quyển thì sẽ không bị thương Ngư Kiều Kiều thì trốn ở trong mũ du hành của hắn. Mà đúng lúc này, điện thoại của Tống Thư Hàng vang lên, hắn vất vả lắm mới nhét di động vào trong mũ du hành được. Vừa nhìn tên người gọi hiện lên thì phát hiện là Lưu Huỳnh tiên tử gọi tới cho hắn, không phải tiên tử vừa khống chế pháp thuật, đưa bọn họ vào vũ trụ sao, bây giờ gọi điện cho hắn làm gì nhỉ? Hay là pháp thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi? Trong lòng Tống Thư Hàng rất bất an, vội vàng bấm nghe điện thoại giọng nói của Lưu Huỳnh Tiên Tử vang lên, alo, thư hàng này, sắp sửa xuyên qua bầu khí quyển rồi đấy, di động trong tay của ngươi sẽ mất đi tín hiệu một thời gian. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng cho dung chuyển chưa? Xong rồi, Tiên Tử, Tống Thư Hàng Huệ Hoài nói. Lên trời có vui vẻ không? Lưu Huỳnh Tiên Tử lại hỏi. Tống Thư Hàng, điều này làm cho hắn đặc biệt muốn phỉ nhổ cái tiết mục bạn hạnh phúc không tôi không hạnh phúc nhưng tôi học phúc. Ha ha ha, chơi vui vẻ nhé. Vậy, tháng sau gặp lại nhé thư hàng tiểu hữu." Lưu Huỳnh Tiên Tử dứt lời thì lập tức cúp điện thoại. Sau đó, Tống Thư Hàng đi vào vũ trụ cùng với cái khoang không gian đơn giản kia. Cũng không biết đã bay bao lâu, lần này mấy người Tống Thư Hàng bay thẳng hướng đến mặt trăng. Tống Thư Hàng rảnh rỗi nên chán quá, bèn lên tiếng hỏi. "Kiều Kiều này, trên mặt trăng có tu sĩ không?" Lần này ra ngoài, dẫn theo mấy người cùng đi như thế thật là tốt ít nhất thì cũng có người nói chuyện cùng trước đây trên mặt trăng có mấy căn cứ của các môn phái tu sĩ còn có mấy cứ điểm của yêu tu nữa nhưng khoảng gần trăm năm nay trở lại đây thì đã chuyển đi hết rồi ngư kiều kiều trả lời tống thư hàng hiếu kỳ nói ớ sao lại chuyển đi thứ nhất là bởi vì khoa học kỹ thuật của người thường đã đi vào thời đại thăm dò vũ trụ rồi đủ loại thiết bị thăm dò rồi cả phi thuyền bắt đầu tiến vào mặt trăng và các hành tinh khác trong hệ mặt trời nữa Thứ hai, là các nguồn tài nguyên trên mặt trăng đã bị khai thác gần hết rồi, cho nên các tu sĩ cũng lần lượt rời đi. Chỉ có một ít cứ điểm bí ẩn của yêu tu là còn giữ lại. Vì để thuận tiện khi các yêu tu đến mặt trăng tu luyện cũng có chỗ cư trú tạm thời. Ngư Kiều Kiều nói. Nói cách khác, lúc chúng ta đến mặt trăng, có lẽ sẽ nhìn thấy một số tu sĩ và yêu tu đúng không? Tống Thư Hàng nói. Ngư Kiều Kiều trả lời. Sợ rằng không dễ gì mà gặp được họ đâu mặt trăng cũng rất lớn mà. Yêu tu với tu sĩ sinh sống và tu luyện trên mặt trăng cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi, mấy ngàn yêu tu và tu sĩ đó một năm 12 tháng chia ra làm mấy đợt thay phiên nhau lên lên xuống xuống. Tỷ lệ gặp mặt ở trên cũng không cao đâu. Không gặp phải các tu sĩ khác cũng tốt, Tống Thư Hàng nói, bây giờ thực lực của hắn không đủ, gặp phải tu sĩ khác, ngộ nhỡ nếu xảy ra xung đột thì rất bất lợi. Nghĩ xong, Tống Thư Hàng xoay người nhìn vào trong khoang không gian, chỉ thấy bên mép của khoang không gian, Lý Âm Trúc nằm bò lên kính, dán hết gương mặt nhỏ nhắn lên đó. Đôi mắt to màu bạc nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng không chấp lấy một cái. Hình như đối với cô mà nói, Tống Thư Hàng còn hấp dẫn hơn cả bầu trời sao ngoài kia. Trái ngược, sở sở cô nương thì lại lộ ra vẻ mặt như thể tam quan vừa bị phá hủy toàn bộ. Chỉ đơn giản như thế thôi là đã đi vào vũ trụ rồi sao? Đây là mấy suy nghĩ duy nhất ở trong đầu cô lúc này đi vào vũ trụ vậy mà lại đơn giản như vậy sao sau đó nghĩ kỹ lại cô đột nhiên nghĩ đến vấn đề bây giờ cô phải hít thở kiểu gì đây cô cũng chưa từng học quy tức công cũng chưa tiến vào cảnh giới tiên thiên hơn nữa cho dù có luyện quy tức công đến cảnh giới cao thâm đi nữa nhưng một tháng cũng cần phải hô hấp vài lần chứ sở sở cô nương cảm thấy mình chưa chuẩn bị đầy đủ gì hết thì đã bị ném thẳng vào trong không gian luôn rồi mình sẽ không tèo luôn đấy chứ Tống Thư Hàng và khoang không gian tiếp tục bay lên. Đột nhiên, có một vật thể bay cực nhanh, xẹt qua trước mắt mọi người. Hình như nó là một đạo kiếm quang, tháo chạy đặc biệt nhanh, hơn nữa bay không hề có quỹ đạo gì, bay loạn một đường. Trên kiếm quang hình như còn có một thứ gì đó, loáng thoáng trông thấy nó có màu đỏ rượu. Đạo kiếm quang kia khiến cho Tống Thư Hàng có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Ơ kìa kìa, kia không phải là series phi kiếm dùng một lần của Bạch Tiền Bối Sao. Tống Thư Hàng kêu lên. Nhưng, cái thứ màu đỏ rượu kia thì nhìn không được rõ lắm. Trong lúc Tống Thư Hàng đang vắt óc suy nghĩ, thì lại có mấy thân ảnh từ xa bay lé qua, nhanh chóng đuổi theo đạo kiếm quang đó. Mấy đạo thân ảnh này đều lộ ra đủ loại thần thông. Có người đạp lên phi kiếm. Có người điều khiển đám mây. Có người điều khiển thuyền tiên. Còn có người đi đôi giày kỳ lạ chạy như điên trong vũ trụ. Đa dạng đủ loại, tốc độ của mỗi loại đều nhanh vô cùng. Những thân ảnh này, có tu sĩ, có yêu tu, còn có nửa người nửa yêu. Mà tu vi của bọn họ thấp nhất cũng là cảnh giới tứ phẩm trở nên. Nếu muốn sinh sống lâu dài trong vũ trụ, mà không cần lo lắng vấn đề hít thở, các thương tổn trong vũ trụ, thì tu vi cần phải từ linh hoàng ngũ phẩm trở nên mới được. Không cần phải nói, mấy kẻ vừa mới chạy phăm phăm qua như vạn mã bôn đằng này chắc chắn đều đang đuổi theo đạo kiếm quang kia trên kiếm quang kia có báu vật cỡ nào mà khiến cho tu sĩ và yêu tu điên cuồng đuổi theo nhiều như vậy nhỉ tống thư hàng cố gắng nhớ lại xem gần đây bạch tiền bối đã xài phi kiếm dùng một lần đưa đồ gì vào vũ trụ có tủ lạnh có tivi màu có nồi cơm điện có đủ loại các sản phẩm đồ điện gia dụng mấy thứ này đáng giá để nhiều tu sĩ yêu tu truy đuổi điên cuồng như thế sao hay là những tu sĩ này nhìn thấy uy lực của đạo kiếm quang này cường đại như vậy Kiếm khí tung hoành như thế, liền cho rằng đồ vật trên kiếm quang này là bảo vật. Cho nên mới điên cuồng đuổi theo đạo kiếm quang này như thế. Ngộ nhớ, bọn họ vất vả đuổi theo kiếm quang cả buổi trời, nhưng cuối cùng lại lấy được một cái tủ lạnh bị hỏng thì sao nhỉ, không biết liệu các tu sĩ có phát điên hay không nữa. Không biết vì cái con khỉ, Tống thư hàng phát hiện bản thân thậm chí có chút chờ mong chuyện sắp xảy ra. Không đúng không đúng, suy nghĩ xấu xa như thế là không tốt là một cái hồ lô, trong lúc Tống Thư Hàng chăm chú suy nghĩ, bên tai truyền đến giọng nói của Lý Âm Trúc. Là truyền âm nhập mật. Bây giờ Tống Thư Hàng đã là tu vi nhị phẩm, cũng có thể tu luyện kỹ năng truyền âm nhập mật rồi. Chẳng qua là hắn vẫn luôn không có cơ hội, mà cũng không có ai dạy hắn kỹ năng này. Tống Thư Hàng, hồ lô có màu đỏ như rượu. Sao cứ cảm thấy hình như mình đã gặp qua thứ tương tự như thế ở đâu đó rồi? nếu nói hồ lô màu đỏ rượu thì điều đầu tiên tống thư hàng nghĩ đến chính bảy anh em hồ lô không đúng không đúng không phải cái này ngoại trừ bảy anh em hồ lô ra còn nghĩ đến cái tử kim hồ lô trong tây du ký nữa kiểu bố gọi mày một tiếng mày có dám trả lời không ấy đang suy nghĩ đột nhiên giọng nói của lý âm trúc lại truyền vào tai của tống thư hàng lần nữa đằng trước có người tống thư hàng lập tức tập trung tinh thần nhìn về phía xa đang xa có hai đạo thân ảnh đang bay nhanh đến gần khoang không gian của hắn. Hai đạo thân ảnh đó là hai gã đàn ông mặc đạo bào màu đen trên áo choàng có thêu dòng chữ vô cực. Hai người đàn ông dừng trước mắt thư hàng lạnh lùng nhìn hắn một cái. Hai tên này có tu vi nhị phẩm, không muốn sống nữa à? Loại cấp bậc này mà cũng dám mò lên vũ trụ sống sao? Người đàn ông áo đen đầu tiên bên trái lạnh lùng nói các người cũng muốn đến đây đoạt vệ hồn yêu hồ sao. Kỹ năng truyền âm nhập mật này sử dụng đặc biệt hữu ích trong vũ trụ. Vệ hồn yêu hồ, tống thư hàng nhíu mày. Là cái thứ nằm trên đạo kiếm quang ở phía trước sao? Ta cũng không phải đến vì nó. Tống thư hàng không dùng khả năng truyền âm nhập mật. Cũng may đối phương có thể đọc được ý nghĩ của hắn thông qua khẩu hình môi. Hừ, tốt nhất là như thế, thứ kia không phải là thứ mà một tu sĩ nhị phẩm như ngươi có thể chạm vào đâu ngoan ngoãn cách xa chỗ này ra đi, người đàn ông áo choàng đen bên tay trái nói với giọng điệu lạnh lùng. suốt lời, hắn định xoay người rời đi, đuổi theo đạo kiếm quang kia. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông áo choàng bên phải hai mắt phát sáng lên, hắn nhìn chầm chầm vào tống thư hàng. Đúng rồi, chính là hắn. Hả, người mặc áo choàng bên trái cảm thấy nghi hoặc. Thư Sơn áp lực đại, là tiểu tu sĩ đã khiến cho công tử Hải Sư Huynh bị ăn mệt đó. Cha cha, không ngờ gặp hắn ở đây, trong mắt người đàn ông áo choàng đen bên phải lộ vẻ hưng phấn. Việc tranh chấp giữa công tử Hải và Tô Thị A thất. Náo nhiệt như vậy, trong vô cực ma tông rất nhiều người biết đều biết. Công tử Hải cũng chưa từng có suy nghĩa giấu giếm việc này. Nên để mặc cho người của tông môn bàn luận. Hơn nữa, hai người áo choàng đen này rõ ràng là đệ tử của thân thiết với phe của công tử Hải. Cho nên, bọn họ lại càng biết rõ tướng mạo của thư sơn áp lực đại cho nên phải bắt được tên này, mang về cho công tử Hải Sư Huynh, hai người đàn ông áo choàng đen âm thầm tích tụ chân khí thiên tiên, tập trung vào Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhìn thấy ánh mắt của đối phương thay đổi, thì biết ngay là có phiền phức. Giọng nói của Lý Âm Trúc lại vang lên. Đệ tử của vô cực Ma Tông, cảnh giới tứ phẩm. chương 507, đội tu sĩ đòi nợ. Đối phương là hai tên tu sĩ tứ phẩm, thông qua việc cảm ứng khí thức, Ngư Kiều Kiều đoán rằng có lẽ đối phương cũng vừa mới bước vào cảnh giới tứ phẩm mà thôi. Chiến lực bên phe của Tống Thư Hàng không hề kém cạnh đối phương. Ngư Kiều Kiều là cấp bậc tứ phẩm, Lý Âm Trúc trong khoang không gian cũng là tứ phẩm. Hơn nữa trong tay Tống Thư Hàng còn có đủ loại phù bảo, pháp khí. Nếu thật sự đánh một trận ra trò thì phần thắng của phe Tống Thư Hàng sẽ lớn hơn nhiều. Có điều, với nội tình của Vô Cực Ma Tông, chưa biết chừng hai tên tu sĩ tứ phẩm này chỉ là lính tiên phong. Phía sau e rằng vẫn còn những tu sĩ vô cực ma tông khác cường đại hơn đang đuổi đến chăng? Không thể không đề phòng khả năng này được. Ngoài ra, nhóm người của mình vừa mới tiến vào không gian, vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh trong không gian nên nếu có giao chiến thì sẽ bị thua thiệt về phương diện này. Vì thế, không bằng sử dụng chiến thuật rút lui trước. Sau đó lặng lẽ ẩn nấp ở gần đó, xem xem hai tên này có đồng bọn không, cùng với các số liệu cụ thể về lực chiến đấu thủ đoạn tấn công của bọn chúng, vân vân và mây mây chẳng hạn. Biết người biết ta thì mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Nếu như có cơ hội thì lại lao ra đánh lén cũng không tồi. Cầm cái túi nhỏ thu nhỏ một tấc trong tay, Tống thư hàng đang cân nhắc xem có nên lấy con rối Ngân Long ra, mượn tốc độ của nó để thoát khỏi lần giao phong chính diện này trước không. Thì đúng lúc này, giọng nói đầy hưng phấn của Ngư Kiều Kiều vang lên ở bên tai. "Thư hàng, cởi mũ du hành thả ta ra đi." để ta đi xử lý bọn chúng. Từ sau khi tấn thăng lên cảnh giới tứ phẩm tới nay, cô vẫn không có cơ hội chính thức giao chiến với kẻ khác, cho nên có chút ngứa ngáy tay chân. Sở hữu huyết mạch của Giao Long, lại cộng thêm lần thí luyện, ngư dược long môn, đầy gian nan để hóa thành thân thể nửa người nửa cá, nên sức chiến đấu của ngư kiều kiều mạnh hơn các tu sĩ tứ phẩm bình thường rất nhiều. Tu sĩ tứ phẩm bình thường ư, cô nghĩ mình có thể một trọi ba được. Cùng lúc đó, giọng nói của Lý Âm Trúc cũng vang lên bên tai của Tống Thư Hàng. Cẩn thận, đối phương tấn công đến kia. Một thanh phi kiếm màu đen lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Tống Thư Hàng, khi giọng nói của Lý Âm Trúc vang lên, nó cũng đột nhiên hiện thân, đâm xuống thật mạnh. Thanh phi kiếm màu đen này được che giấu rất tốt, chỉ trong nháy mắt khi tấn công, kiếm khí ở trên nó mới bộc phát ra. Để ta phụ trách phòng ngự, Ngư Kiều Kiều nói, trong khi nói chuyện, Cô đã tạo ra hai tầng lá chắn bảo vệ trên người Tống Thư Hàng. Xoẹt, thanh phi kiếm đâm vào phía sau lưng của Tống Thư Hàng. Tên đệ tử vô cực ma tông đứng ở phía bên phải nở một nụ cười đắc ý đắc thủ rồi. Thanh phi kiếm màu đen này của hắn chính là loại kiếm ám sát đặc biệt. Trên nó còn minh khắc thêm vài loại phù văn đạo thuật như phá giáp, phá độn, sắc bén. Với loại pháp thuật bảo vệ bình thường căn bản là không thể cản nổi một kiếm của thanh phi kiếm này vì thế hắn rất có tự tin có thể phá tan hai tầng lá chắn bảo vệ quanh người Tống Thư Hàng. Nhưng giây tiếp theo, nụ cười trên khóe miệng của tên đệ tử vô cực ma tông kia đã cứng ngắc lại. Chỉ thấy thanh phi kiếm màu đen này của hắn dừng ở phía sau lưng của Tống Thư Hàng, còn chưa cả tiếp xúc với lớp lá chắn bảo vệ nhưng dường như đâm phải một bức tường vô hình, làm thế nào cũng không thể xuyên qua được. Bức tường ngăn cản vô hình này không phải là phòng ngự do ngư kiều kiều bày ra, mà đó là một tầng lực đẩy mạnh mẽ thanh phi kiếm màu đen bị tầng lực đẩy này cản lại, không ngừng phát ra âm thanh vù vù, thân kiếm mơ hồ có dấu hiệu muốn quay đầu ngược lại. Là lực đẩy của Lưu Huỳnh Tiên Tử, đây là tàn dư mà bí pháp của cô ấy để lại sao? Tống Thư Hàng kịp thời phản ứng lại. Bí pháp lực đẩy cường đại mà Lưu Huỳnh Tiên Tử sử dụng kia có thể trực tiếp đưa bọn họ từ trái đất vào vũ trụ, đến gần với mặt trăng. Có thể tưởng tượng được lực đẩy mà bí pháp này sinh ra kinh khủng tới cỡ nào cho dù trên người của nhóm người tống thư hàng chỉ còn dư lại một chút hiệu quả mà bí pháp lưu lại cũng đủ để ngăn cản thanh phi kiếm màu đen kia thậm chí còn có thể khiến nó bắn ngược trở lại thanh phi kiếm màu đen quay ngược đầu lại sau đó bị lực đẩy bắn đi cuối cùng đâm thẳng vào thiên thạch cách đó một nghìn mét đến cả chủ nhân của nó trong lúc nhất thời cũng không thể thu hồi nó lại được cơ hội tốt thư hàng mau cởi mũ sắt ra ta muốn chiến xem ta đập hai tên kia thế nào đây Ngư Kiều Kiều nói. Nhưng rất đáng tiếc, Ngư Kiều Kiều đã mất cơ hội ra tay. Bởi vì có người đã chen ngang trước một bước. Gần như là trong nháy mắt thanh phi kiếm màu đen kia bị đẩy lùi lại, từ xa có 15 bóng người, vèo vèo vèo, bay tới. 15 bóng người này đều là những cự hán sát cao trên 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ đứng đó thôi cũng đủ để khiến người khác có cảm giác áp lực nặng nề rồi. Bọn họ xuất hiện, chắn giữa Tống Thư Hàng và các đệ tử vô cực ma tông, bọn họ liếc mắt qua hàng người Tống Thư Hàng, cuối cùng tầm mắt rơi vào người hai tên đệ tử vô cực ma tông. Chính là bọn chúng, là đệ tử của vô cực ma tông không chật đi đâu được. Một người đàn ông mặc áo giáp nhìn lên ký hiệu chữ, vô cực, trên hắc bào, trầm giọng nói. Người đàn ông mặc áo giáp vừa dứt lời, 14 người đàn ông còn lại lập tức siết chặt nắm đấm, bao vây xung quanh hai tên đệ tử vô cực ma tông giống như một đàn gấu bự đang bao vây hai con cừu nhỏ đáng thương lại. Hai tên đệ tử vô cực ma tông xứng sở hết cả người, mặt đần thối, căn bản không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, 15 người đàn ông này lấy từ trong ngực ra vài lá cờ, băng rôn, lắp ráp chúng lại một cách thuần thục sau đó mở ra. Thiếu nợ trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Không thể tiếp tục duy trì cuộc sống khó khăn này nữa, mau trả lại số tiền mồ hôi nước mắt cho bọn ta, vô cực ma tông trả tiền lại đi. Đệ tử nhẫn bảo đông của vô cực ma tông nợ 5 vạn linh thạch tứ phẩm, trả số tiền mồ hôi nước mắt lại cho bọn ta. Trả lại số tiền mồ hôi nước mắt cho bọn ta, phông chữ máu chảy cỡ to. Hãy cho bọn ta một con đường sống, trả lại số tiền mồ hôi nước mắt cho bọn ta. Bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, cường nghiệp, thành thật, thân thiện, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, bọn ta chỉ cần số tiền mồ hôi nước mắt của mình thôi. Đồng thời, còn có một bản hợp đồng được phóng to lên. Nếu dùng ngôn ngữ của giới tu chân mà nói thì đây chính là một tờ khế ước một tên đệ tử vô cực ma tông dùng 5 vạn linh thạch tứ phẩm thuê 15 người đàn ông trước mắt, nhờ bọn họ giúp đỡ truy đuổi, chặn thanh kiếm quang kia và bảo vật ở trên đó lại, kỳ hạn là 7 ngày. Bất kể đến lúc đó có hàng phục được bảo vật kia không thì đến kỳ hạn 7 ngày Tên đệ tử vô cực ma tông kia vẫn phải trả tiền. Trong thời gian kỳ hạn, 15 người đàn ông này phải bắt giữ và bao vây thanh kiếm quang lại, tạo cơ hội cho tên đệ tử vô cực ma tông có tên là Nhẫn Bảo Đông kia hàng phục bảo vật ít nhất là 5 lần. 15 người đàn ông này là các nhân sĩ chuyên nghiệp, trong vòng 7 ngày bọn họ đã tạo ra tổng cộng là 9 cơ hội cho tên đệ tử vô cực ma tông kia. Nhưng tên đệ tử vô cực ma tông kia vẫn không thể hàng phục bảo vật thành công. Là của người thì sẽ thuộc về người không phải là của ngươi dù có miễn cưỡng cũng không có hạnh phúc. Sau thời gian kỳ hạn, tên đệ tử vô cực ma tông kia lại lặng lẽ lần mất tâm, căn bản không hề có ý định thanh toán thủ lao là 5 vạn linh thạch tứ phẩm kia. Đây là chuyện quyệt tiền vô cùng tồi tệ nhưng 15 người đàn ông kia cũng không để ý, dù sao thì bọn họ cũng rất chuyên nghiệp trong việc đòi nợ. Sau khi biết đầu đuôi sự việc, hai tên đệ tử vô cực ma tông nhíu mày lại, nói. Nhẫn bảo đông, xin lỗi, bọn ta không biết tên đó. Vô cực ma tông to lớn như vậy, số lượng đệ tử trong tông môn lại lên đến hàng ngàn vạn, các chi nhánh lại càng không thể đếm xuể. Bọn họ không thể nhận ra từng tên đệ tử một được. Người đàn ông mặc áo giáp cười lạnh. Ha ha, mặc kệ các người có biết hay không, tóm lại hãy ngoan ngoãn giao năm vạn linh thạch tứ phẩm ra, nếu không đừng trách 15 anh em bọn ta không khách khí. Tên đệ tử vô cực ma tông đứng ở phía bên phải nói với vẻ lạnh lùng không thể, tại sao bọn ta phải trả số linh thạch mà nhẫn bảo đông nợ chứ? Kẻ nào nợ thì kẻ đó tự trả, nếu các người muốn đòi linh thạch thì tự đi tìm nhẫn bảo đông đi. Tóm lại, dù chỉ là một viên linh thạch ta cũng không trả cho các người đâu. Sắc mặt của người đàn ông mặc áo giáp lập tức trầm xuống. Ha ha, ý các ngươi là các ngươi không muốn trả linh thạch chứ gì? Không trả linh thạch, thiếu nợ thì trả tiền, không trả tiền thì đừng làm người nữa một người đàn ông trong số đó siết chặt nắm đấm nói. Nhìn bọn chúng ra miệng thịt mềm thế kia, nếu thật sự không trả thì chúng ta trói bọn chúng lại bán cho nữ tu sĩ Nguyệt Hạ Ngọc Nữ Minh đi, cũng có thể bán được mấy vạn linh thạch tứ phẩm đấy. Chưa biết chừng chúng ta còn có thể kiếm được một khoản nho nhỏ nữa. Không phải ở cái bạch y ma tông lần trước có người thu mua nam tu thân thể mềm mại sao, chưa biết chừng chúng ta có thể bán hai tên đệ tử vô cực ma tông này ở đó với giá cao đấy. 15 người đàn ông bàn luận rất sôi nổi. Tên đệ tử vô cực ma tông phía bên phải hoàn toàn bị chọc giận, hắn thân là thiên kiêu chi tử của vô cực ma tông, đã bao giờ bị chọc tức như thế đâu. Các người tự tìm cái chết đấy nhé, tên đệ tử này gào lên, bấm pháp ấn, giơ tay quăng ra một đạo pháp thuật lôi điện. Luồng điện hóa thành rệ súng, hồ quang điện vang dội, thanh thế cực lớn, bắn về phía người đàn ông mặc áo giáp đứng đầu. Phi, người đàn ông mặc áo giáp kia khinh miệt một tiếng, hắn nắm chặt tay phải, từng khối cơ bắp trên người dường như có sinh mệnh bắt đầu đập. Sau đó, người đàn ông mặc áo giáp giơ tay ra chộp một cái, trực tiếp bắt lấy khẩu duệ súng kia bóp nát nó trong lòng bàn tay. Thể tu, giống như tạo hóa pháp vương, người đàn ông mặc áo giáp này cũng đi theo con đường thể tu, thân thể cường đại không gì sánh nổi. Rõ ràng mới chỉ là tu vi cấp bậc tứ phẩm, nhưng thân thể lại mạnh hơn linh hoàng ngũ phẩm rất nhiều. Sau khi bóp nát khẩu duệ súng lôi điện, người đàn ông mặc áo giáp này xuất hiện ở trước mặt tên đệ tử vô cực ma tông, đánh một quyền vào bụng hắn. Tên đệ tử vô cực ma tông này lập tức khởi động lá chắn bảo vệ nhưng nắm đấm của người đàn ông mặc áo giáp lại trực tiếp xuyên qua lớp lá chắn bảo vệ, đánh vào trong cơ thể hắn. Lớp lá chắn bảo vệ vẫn nguyên vẹn nhưng tên đệ tử vô cực ma tông kia lại cong người lại như con tôm, miệng sùi ra bọt mép, vô cùng đau đớn. Cái bọn đã thiếu tiền không trả lại còn dám lên tiếng chửi người. Ta hận nhất là lũ rác rưởi như các ngươi, tự tìm chết." Người đàn ông mặc áo giáp lạnh lùng thu nắm đấm lại. Thấy đồng bọn bị knock out trong nháy mắt, tên đệ tử vô cực ma tông đứng phía bên trái lập tức bình tĩnh lại. Khóe mắt hắn co giật vài cái, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, hắn nói: "Các vị xin đợi chút, người nợ linh thạch của các ngươi là Nhẫn Bảo Đông, các ngươi nên đi tìm hắn mới đúng, tìm bọn ta có tác dụng gì chứ?" Người đàn ông mặc áo giáp nắm nắm đấm to như nồi đất lại, nói. Tại sao lại không có tác dụng gì? Các ngươi đều là đệ tử của vô cực ma tông, đều là cùng một bọn với nhẫn bảo đông. Bọn ta không tìm được nhẫn bảo đông, đương nhiên là phải tìm các ngươi rồi. Nói ít thôi, mau trả linh thạch đi. Tiếp đó, một người đàn ông nữa nói chêm vào. Theo như khế ước thì còn phải có lãi. Không đúng, tiền vi phạm khế ước nữa. Tiền gốc là 5 vạn linh thạch tứ phẩm, tiền vi phạm khế ước một ngày là 500 viên. Bây giờ đã qua 4 ngày rồi, tổng cộng là 5 vạn 2 nghìn linh thạch tứ phẩm. Các ngươi làm thế là cho vay nặng lãi, tên đệ tử vô cực ma tông bên trái cắn chặt răng nói. Xế, nếu ông đây là cho vay nặng lãi thì một ngày đã đòi các ngươi một phần 10, thậm chí là một phần 2 số tiền vi phạm khế ước rồi. Người đàn ông mặc áo giáp nói với giọng điệu khinh thường. Trường 508, Thái Sơn phong ấn, ớ, phong ấn nhầm rồi bọn ta là nhóm đòi nợ chuyên nghiệp, vẻ mặt người đàn ông mặc áo giáp tràn đầy tự tin, nói với vẻ dương dương đắc ý. Tống thư Hàng, Ngư Kiều Kiều, Lý Âm Trúc và Sở Sở vây quanh theo dõi màn đòi nợ đặc sắc này. Phải nói thế nào mới được nhỉ, thế đạo trên thế gian này đúng là biến ảo khó lường. Không một ai biết giây tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Chưa biết chừng một giây trước còn đang là thiên đường, giây tiếp theo đã biến thành địa ngục rồi. Giống như hai tên đệ tử vô cực ma tông trước mắt này, một giây trước vẫn còn tự cho mình là thợ săn, giây tiếp theo lập tức biến thành con mồi. Nhưng chính các loại không thể lường trước, không thể đoán trước này mới tạo thành các loại khả năng trong tương lai, mới khiến cuộc sống trở nên đa sắc màu. Cuộc đời là đây chứ đâu." Tống thư hàng thở dài nói. "Đáng tiếc là thiếu mất ấm trà ngon." Ngư Kiều Kiều nói với vẻ tiếc nuối. "Tiếc quá đi mất, bị người ta đoạt mất quái rồi." ta thì lại cảm thấy rất đáng mừng, ta cứ có cảm giác nếu lúc trước cô ra tay thì có lẽ bây giờ chúng ta cũng đã bị cuốn vào màn tu sĩ đòi nợ này rồi. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Hơn nữa, còn chưa biết hai tên đệ tử vô cực ma tông này có đồng bọn khác không nữa. Ngư Kiều Kiều trợn mắt một cái, rồi nói tiếp. Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi, nơi này cách mặt trăng gần lắm rồi. Đồng ý cộng một, Lý Âm Trúc nói. Đồng ý cộng hai, sở sở cũng truyền âm nhập mật. Đồng ý cộng 3, Tống Thư Hàng giơ tay ấn lên bộ quần áo hàng không nặng nề của mình một cái. Trên bộ quần áo hàng không này có một trận pháp động lực, có nó thì Tống Thư Hàng có thể hoạt động trong vũ trụ bởi vì hắn không biết ngự kiếm phi hành, nên nếu như không có trận pháp động lực này, hắn chỉ có thể bay mãi bay mãi rồi không biết sẽ bay đến đâu ở trong vũ trụ. Nếu muốn phi hành bằng con rối ngân long thì phải tiêu hao linh thạch, mà hiện giờ trên người Tống Thư Hàng không có lấy một đồng, vì thế thời gian phi hành bằng con rối phải để dành đến lúc quan trọng. Khi Tống Thư Hàng khởi động trận pháp, đang chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên người đàn ông mặc áo giáp của tim đòi nợ kia quay đầu lại, vẫy tay với hắn, nói. Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào đấy? Ta không phải là người của vô cực ma tông. Tống Thư Hàng vội vàng phẩy tay nói. Hắn không muốn bị đòi nợ đâu, bởi vì hắn đang nghèo rất mồng tơi, trên người không có một đồng tiền nào cả. Ngoài ra, Hy vọng đối phương có thể hiểu được khẩu hình của hắn. Có thời gian hắn nhất định phải học cách truyền âm nhập mật mới được, nếu không cứ trao đổi với người khác thế này quá phiền phức. Người đàn ông mặc áo giáp cười sảng khoái nói: "Đương nhiên ta biết ngươi không phải là người của Vô Cực Ma Tông rồi, chuyện này nhìn cái là ra ngay mà. Ta đã nói rồi, đối với việc đòi nợ, bọn ta chuyên nghiệp lắm." Tống thư hàng: "Ta là tán tu, vẫn chưa gia nhập môn phái." Tán tu tiểu huynh đệ cố gắng lên nhé. Sau khi nghe Tống Thư Hàng nói hắn là tán tu, thái độ của người đàn ông mặc áo giáp lập tức trở nên thân thiện hơn rất nhiều, xưng hô cũng đổi thành tiểu huynh đệ luôn. Bởi vì tán tu đều rất vất vả. Nói xong, hắn giơ tay bắn một tấm các kim loại cho Tống Thư Hàng. Thư Hàng đưa tay nhận lấy tấm các này, nhìn nó một cái. Trên tấm các có khắc một đóa hoa bằng kim loại, phía dưới cái thẻ là một con trâu màu vàng. Hoàng quán hoa, đội trưởng của tiểu đội chuyên nghiệp 15 người kim loại nặng, danh hiệu Cung Kim Ngưu. Đội bọn ta tiếp nhận các loại nhiệm vụ chuyên nghiệp như bảo vệ, hộ tống, tầm bảo, đòi nợ. Bọn ta là những chuyên gia chuyên nghiệp nhất. Số điện thoại liên lạc sao, ID chat, email, sao. Đây là một tấm danh thiếp à. Tiểu huynh đệ, nếu có việc cần thì cứ liên lạc với bọn ta nhé. Bọn ta là chuyên nghiệp đủ mọi chuyên nghiệp luôn đấy. Người đàn ông mặc áo giáp giơ ngón cái lên, Vẻ đắc ý đầy mặt. Ha 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 ha, nhất định rồi, nhất định rồi. Tống Thư Hàng cười khan, sau đó khởi động hệ thống động lực trên người, bay nhanh về phía mặt trăng. Trong lúc bọn họ rời đi, dường như còn nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết của hai tên đệ tử vô cực ma tông. Dĩ nhiên, đây cũng là ảo giác thôi, bởi vì tiếng kêu thảm thiết đó không thể nào lan truyền trong không gian được. Tiểu đội đòi nợ chuyên nghiệp à? Tống Thư Hàng cất tấm danh thiếp này đi. Có lẽ nếu mức giá thích hợp, chỉ cần không nợ tiền thì tiểu đội những người đàn ông cơ bắp này cũng là một đối tượng không sai nhỉ. Hẳn là thế. Nhân sĩ chuyên nghiệp thật đáng sợ, Ngư Kiều Kiều tổng kết nói. Tống thư hàng gật đầu đồng ý, hỏi: "Kiều Kiều, cô đã in ấn ký lên thanh phi kiếm màu đen đó chưa?" "Yên tâm đi, ta đã in thành công rồi." Ngư Kiều Kiều cười hì hì nói. "Ta in rất bí mật, bảo đảm sẽ không bị người khác phát hiện ra đâu." Tống thư hàng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. 15 người đàn ông của nhóm đòi nợ kia nhìn qua trông cũng không giống như những tu sĩ mà đạo coi mạng người như cỏ rác. Chỉ cần có thể đòi lại được Thù Lao Linh Thạch thuộc về mình, có thể bọn họ sẽ thả hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông kia ra. Nếu như thế, sau khi được thả ra, hai tên đệ tử Vô Cực Ma Tông đang tràn đầy tức giận kia chắc chắn sẽ muốn tìm một nơi hoặc một người nào đó để giải tỏa sự buồn bực trong lòng. Mà Tống Thư Hàng cảm thấy mình chính là một đối tượng giải tỏa vô cùng được. Giả dụ nếu hai tên đệ tử vô cực ma tông kia thoát khỏi tiểu đội đòi nợ 15 người kia, xác suất hơn 80% là sẽ đuổi kịp Tống Thư Hàng. Vì thế, nhất định phải phòng bị bọn chúng. Ấn ký là Ngư Kiều Kiều in lên thanh phi kiếm kia có tác dụng cảnh báo. Nếu hai tên đệ tử vô cực ma tông đến gần nhóm người Tống Thư Hàng thì bọn họ có thể phản ứng kịp thời, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến đấu. 20 phút sau, nhờ sự thúc đẩy của trận pháp lên bộ quần áo không gian, Tống Thư Hàng và kho không gian đang dần dần tiến về phía mặt trăng. Trong lúc bay, Tống Thư Hàng nghĩ đến một chuyện có liên quan đến hồ lô màu đỏ kia. Seri phi kiếm dùng một lần của Bạch Tôn giả cùng với cái hồ lô màu đỏ trên đó. Khoan đã, đừng nói là thứ kia nhé. Hắn nghĩ đến một chuyện, chuyện về nguồn gốc của hồ lô màu đỏ này rất có thể có liên quan đến hắn. Đó là chuyện xảy ra ngày mùng 6 tháng 7, hôm đó hắn được thổ ba mời đến nhà ông ngoại của thổ ba làm khách. Sau khi cùng tam nhật sư huynh hủy diệt đám oán quỷ còn tàn dư của tổ chức của tên đàn chủ để lại, Tống Thư Hàng bị cảnh mạch đà chủ của vô cực ma tông và một người có tên là bán hồ đạo nhân tập kích. Khi đó, dựa vào đại sát khí, nút bắn phi kiếm bản 013 mà Bạch Tôn giả đưa cho, Tống Thư Hàng đã bắn, phi kiếm dùng một lần bản 004 ra, lập tức xuyên qua bán hồ đạo nhân. Cuối cùng phi kiếm dùng một lần bản 004 này xuyên qua bán hồ đạo nhân bay thẳng lên trời, bay vào vũ trụ, biến mất không thấy. Nếu hắn không nhớ nhầm thì cái hồ lô có thể hút người kia của bán hồ đạo nhân, cũng là màu đỏ rượu. Trùng hợp thật. Đậu xanh, đừng nói cái hồ lô đó chính là Vệ hồn yêu hồ này nhé. Không đến mức trùng hợp như thế chứ. Còn nhớ khi đó cái hồ lô màu đỏ của bán hồ đạo nhân cũng chỉ là một bảo vật tứ phẩm thôi còn cái phệ hồn yêu hồ này lại khiến các cao thủ linh hoàng ngũ phẩm truy lùng một cách điên cuồng. Là trùng hợp, hay là cái hồ lô kia của bán hồ đạo nhân đã xảy ra dị biến trong vũ trụ? Tống Thư Hàng lầm bầm nói. Nhìn qua thì trên 50% xác suất cái phệ hồn yêu hồ này chính là cái hồ lô màu đỏ của bán hồ đạo nhân khi đó. Chẳng lẽ mình được chú định có duyên với cái hồ lô màu đỏ này sao? Nhưng bây giờ mình không thiếu pháp bảo mà. Cái hồ lô màu đỏ này ngoại trừ việc hút người ra thì không có tác dụng gì lớn. Đây chính là cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đang suy nghĩ, bên tai Tống Thư Hàng truyền đến giọng nói đáng yêu của Lý Âm Trúc. Cẩn thận, đạo kiếm quang trước mặt kia lại đến rồi kia. Tống Thư Hàng vừa mở mắt ra thì quả nhiên nhìn thấy một thanh phi kiếm mang hơi thở của bạch tôn giả đang bay nhanh về phía hắn. Trên kiếm quang có một cái hồ lô màu đỏ đang phát sáng đậu xanh, sao tự nhiên lại bay về phía mình thế này. Nhưng nó đến không đúng lúc chút nào hết, không phải Tống Thư Hàng không thích pháp bảo, nếu như pháp bảo tự dâng đến cửa thì cho dù có là pháp bảo cấp thấp ai cũng sẽ nhận, chứ đừng nói đến món pháp bảo đang được các linh hoàng ngũ phẩm điên cuồng truy cướp thế này. Nhưng vấn đề ở đây là phía sau cái hồ lô màu đỏ này còn có một đám tu sĩ đang đuổi theo. Đám tu sĩ kia ai ai cũng đều dương nanh múa vuốt, kêu gào ẩm ý, dáng vẻ như muốn gặp thần chặn thần, gặp ma giết ma. Trong đó có vài tên tu sĩ nhìn thấy Tống Thư Hàng xuất hiện ở phía trước hồ lô màu đỏ, trong mắt lập tức tràn ngập sát ý. Nếu cái hồ lô màu đỏ này rơi vào trong tay Tống Thư Hàng, thì đám tu sĩ tứ phẩm, ngũ phẩm này chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống hắn. Thậm chí cho dù cái hồ lô màu đỏ này chỉ sượt qua đầu Tống Thư Hàng thôi, hắn cũng xong đời. Bị dẫm đạp mà chết. Mặc dù trong đám tu sĩ này có rất nhiều người dùng phi kiếm, dùng pháp bảo phi hành, nhưng cũng có rất nhiều người đàn ông uy mãnh đi đôi giày pháp bảo, dùng đường xe bát số 11 chạy như điên. Mọi người đều biết sự kiện dẫm đạp lên nhau là một chuyện rất nguy hiểm, sẽ gây chết người mà. Mà nếu một đám tu sĩ dẫm đạp lên người ngươi mà đi qua, thì hệ số nguy hiểm sẽ tăng lên gấp 300 lần. Bây giờ tuyệt đối không nên đụng vào cái hồ lô màu đỏ này. Tống Thư Hàng tự biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng. Trừ phi bây giờ thất tu tôn giả có thể đến kịp để làm hậu thuẫn cường đại cho hắn, còn không nếu muốn sống thì phải cách cái hồ lô này xa một chút. Thế là Tống Thư Hàng toàn lực thúc đẩy trận pháp động lực trên bộ quần áo không gian, nhích sang một bên, trốn tránh cái hồ lô màu đỏ này. Khi nhìn thấy Tống Thư Hàng né sang bên cạnh, không có ý muốn cướp đoạt vệ hồn yêu hồ, đám tu sĩ tứ phẩm, ngũ phẩm đang điên cuồng đuổi theo phía sau âm thầm thở phào một hơi. Cùng lúc đó, trong số đám tu sĩ đang đuổi sát không buông tha đó có một vị lão giả bật nhảy lên cao, lôi ra một cái pháp bàn. Hèm, mấy người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng ra tay, cướp lấy cái hổ lô này đi. Nhìn phong ấn đại pháp, thái sơn phong ấn của lão phu đây. Lão giả đó lớn tiếng hét lên. Trong đội ngũ đó lập tức có bảy tên tu sĩ tăng tốc, lao ra khỏi đám người. Bọn họ và lão giả kia là cùng một bọn. Lão giả vung pháp bàn, một đạo pháp thuật phong ấn bắn từ trong pháp bàn ra. Chỉ cần lão giả dùng pháp thuật phong ấn kéo đạo kiếm quang kia lại là bảy tên đồng bọn của hắn có thể nhân cơ hội đoạt lấy hồ lô rồi nhanh chóng rút lui. Pháp thuật phong ấn kia bay rất nhanh, chỉ một chốc đã đuổi kịp đạo kiếm quang đó. Lão tặc kia đừng hòng. Hồ lô là của ta, ai dám cướp hồ lô của ta ta sẽ giết chết hắn. Chỉ là một tên linh hoàng kim đan có ba long văn còn con mà cũng dám phách lối ư? Sau đó, một cảnh tượng xảy ra trước mắt đám tu sĩ. Không biết đạo pháp thuật phong ấn này bị làm sao mà bay theo quỹ đạo thẳng, bay qua, vệ hồn yêu hồ, chụp lấy Tống thư hàng đang cố gắng né sang một bên vào trong phong ấn. Thái Sơn đè xuống. Nặng quá, nặng quá, nặng quá. Chương 509, Linh Hoàng tóc đỏ. Đây đúng thật là áp lực lớn như núi, sức mạnh thật lớn. Nhưng tại sao cái Thái Sơn phong ấn này lại rơi vào người hắn chứ? Nói thế nào thì lão giả kia cũng là cường giả tứ phẩm, ngũ phẩm, cho dù có mù thế nào đi chăng nữa thì khi ném một đạo phong ấn ra cũng không thể ném vào đầu hắn được chứ. Là cố ý đúng không? Hắn cố ý đúng không? Đương nhiên là lão giả kia không phải cố ý, bởi vì tốc độ của kiếm quang hồ lô quá nhanh nên hắn đã dùng khí tức tỏa định pháp để xác định vị trí của kiếm quang, sau đó mới ném Thái Sơn phong ấn ra. Rõ ràng thứ hắn xác định là khí tức của kiếm quang kia nhưng không biết tại sao mà Thái Sơn phong ấn đột nhiên cua một vòng lớn, rơi lên người Tống Thư Hàng. Đến bản thân lão giả cũng ngu người ra chẳng hiểu gì. Tống Thư Hàng không biết pháp thuật mà lão giả tu sĩ kia sử dụng là khí tức tỏa định pháp, nếu không có lẽ hắn đã có thể đoán ra nguyên nhân. Đạo kiếm quang chứa cái hồ lô kia là phi kiếm dùng một lần của bạch tôn giả, khí tức trên đó chính là khí tức của bạch tôn giả. Mà trên người Tống Thư Hàng vẫn mang theo, vạn lý phi độn thuật của bạch tiền bối. Khi lão giả kia sử dụng, khí thức tỏa định pháp, thái sơn phong ấn rơi xuống, xác suất chụp vào kiếm quang và tống thư hàng đều là một phần hai. Cả tống thư hàng và kiếm quang đều là đối tượng phong ấn của thái sơn phong ấn pháp. Có lẽ đạo hiệu gốc của tống thư hàng là thư sơn áp lực đại, chỉ số hảo cảm của thái sơn phong ấn pháp dành cho hắn cộng một, nên mới đẻ lên hắn trăng. Áp lực của Thái Sơn chân chính khiến cho xương cốt của Tống Thư Hàng cũng phải rên lên vì đau đớn, cả người như bị nghiền bẹp dí. Đáng ghét, Thái Sơn phong ấn pháp mà ta khổ cực chuẩn bị. Lão giả tu sĩ kia suýt phát điên lên vì tức. Nếu không phải tên tiểu tử này đột nhiên chui ra thì ta đã phong ấn được cái hổ lô trên kiếm quang kia rồi, đồ đáng chết. Khi Thái Sơn phong ấn pháp rơi lên người Tống Thư Hàng, kế hoạch của lão giả tu sĩ và đồng bọn của hắn cũng lập tức chết hiểu đồng bọn của hắn xông lên một cách vô ích, hơn nữa còn để lộ quan hệ hợp tác, khiến những tu sĩ khác bên cạnh đều bắt đầu âm thầm phòng bị bọn họ. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đạo kiếm quang kia vẫn mang theo phệ hồn yêu hồ bay đi, tốc độ không giảm. Đám tu sĩ lại bắt đầu gào thét, tiếp tục xông lên. Lão giả tu sĩ và vài tên đồng bọn của hắn oán hận cắn răng, nhắm mắt đưa chân tiếp tục đuổi theo thanh phi kiếm kia. Còn về phần tên tiểu tử phía dưới Thái Sơn phong ấn pháp kia, lão giả tự nhiên sẽ không bỏ thời gian ra để giải phong ấn. Hắn không đạp cho Tống thư hàng vài cái là tốt lắm rồi. Bây giờ chuyện quan trọng là đuổi theo đạo kiếm quang và cái phệ hồn yêu hồ kia, làm gì có thời gian mà lãng phí đi giải Thái Sơn phong ấn chứ. Chấm. Cứ thế, đám tu sĩ cường đại kia kết thành bầy, lao nhanh qua người Tống thư hàng thân thể của Tống Thư Hàng bị Thái Sơn phong ấn đè lên, rơi thẳng xuống dưới. Tống Thư Hàng dốc hết sức nói. Kiều Kiều, cô có thể cởi bỏ phong ấn được không? Đây là phong ấn cấp bậc ngũ phẩm, nếu muốn cởi bỏ cần mấy ngày lận cơ. Ngư Kiều Kiều trả lời. Mà đợi khi ta cởi bỏ được phong ấn, có lẽ phong ấn cũng đã tự mất đi hiệu lực, tự động cởi bỏ rồi. Thái Sơn phong ấn pháp chỉ dùng để kéo giữ tốc độ của phi kiếm và phệ hồn yêu hồ, chứ không phải là loại phong ấn trăm năm nghìn năm. Cho dù không cởi bỏ nó thì ba, bốn ngày sau, khi linh lực hao hết nó cũng sẽ tự động biến mất. Thế tức là dù có cởi bỏ hay không cũng như nhau à. Tống Thư Hàng cười khổ. Thân thể của hắn đang không ngừng rơi xuống, dưới sẽ nghiền đè của Thái Sơn phong ấn, không biết sẽ rơi đến ngóc ngách nào của vũ trụ nữa đây. Thời gian trôi qua, từ lúc Tống Thư Hàng bị Thái Sơn phong ấn đến giờ đã hơn 3 tiếng đồng hồ vốn Tống Thư Hàng còn muốn tiến hành tu luyện, rèn luyện thân thể, nâng cao thể chất của mình trên mặt trăng. Nhưng bây giờ chuyện gì hắn cũng không làm được. Hắn bị Thái Sơn phong ấn đè nặng, đến cả đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích nổi. Thân thể sắp bị đè bẹp, xương cốt sắp nát vụn ra rồi. Lúc đầu, dưới áp lực to lớn này, theo bản năng Tống Thư Hàng vận chuyển, tam thập tam thú tiên tiên nhất khí công, muốn mượn chân khí để chống lại áp lực của phong ấn. Nhưng khi hắn điều động chân khí, chân khí trong đan điền khí hải, đan điền long vĩ cuộn trào mãnh liệt, trong đan điền truyền tới sự đau đớn như bị xé rách. do đã ăn linh thú tinh, dê trong mơ, nên chân khí trong đan điền của hắn đã tiếp cận ranh giới tự bảo. bây giờ hoặc là chờ thêm mấy tháng nữa để cơ thể hắn dần dần tiêu hóa, thích ứng với chân khí đến từ những linh thú tinh này, hoặc là nâng cao thể chất để thể chất của hắn có thể chứa được nhiều chân khí như vậy. không chỉ là chân khí. Mà còn cả tinh thần lực ở mi tâm cũng đồng thời truyền đến cảm giác đau đớn như kim đâm. Tống Thư Hàng lập tức ngừng vận chuyển Tam thập Tam thú Tiên Thiên nhất khí công. Nhưng nếu không chống lại áp lực của Thái Sơn phong ấn thì cái phong ấn nặng nề kia sẽ tiếp tục đè lên thân thể của Tống Thư Hàng. Làn da trên người hắn bắt đầu khô nứt, xuất hiện những vết thương giống như vết nứt trên đồ gốm, trong chốc lát đã nhuộm Tống Thư Hàng thành một người máu. Nào, há miệng ra uống chút thuốc đi. Giọng nói của Ngư Kiều Kiều vang lên. Trong phong ấn ngũ phẩm, hành động của Ngư Kiều Kiều cũng bị ảnh hưởng. Có điều cô đỡ hơn Tống thư hàng nhiều, chỉ cảm thấy thân thể nặng nề hơn một chút, chứ phong ấn không thể gây nên bất kỳ tổn thương nào cho cô. Trong khoang không gian ở bên cạnh, trên khoang không gian đó có trận pháp phòng ngự mà Lưu Huỳnh Tiên tử đã bố trí từ trước, nên ảnh hưởng mà Thái Sơn phong ấn gây nên cũng không lớn. Tu vi của Lý Âm Trúc cũng ở cảnh giới tứ phẩm, cô cũng không sợ áp lực của phong ấn này. Sở Sở cũng bị áp lực của phong ấn đè lên không thể nhúc nhích nổi, có điều có khoang không gian bảo vệ nên cô chỉ cảm thấy thân thể không thể động đậy được, chứ không hề lo lắng sẽ bị thương. Ngư Kiều kiều nhét một viên thuốc vào trong miệng của Tống Thư Hàng. Loại đan dược chữa thương này rất tốt, vừa vào miệng là tan ngay, dược lực của đan dược nhanh chóng tản đến mọi chỗ trong cơ thể của Tống Thư Hàng, hồi phục lại thương thế của hắn. Tống Thư Hàng cười khổ nói, trong thời gian bị phong ấn có phải ta phải liên tục dùng thuốc để chống đỡ không? Ngư Kiều Kiều trả lời, tạm thời cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Thái Sơn phong ấn đẻ bị thương uống thuốc thương thế dần dần khôi phục. Cứ thế lặp đi lặp lại. Bây giờ Tống Thư Hàng cảm thấy miệng mình đắng vô cùng, bởi vì thuốc đắng dã tật. Cho dù là đan dược của tu sĩ, các loại thuốc trị thương đều cực kỳ đắng. Ta thấy mình chẳng khác gì một con khô cả, Tống Thư Hàng nói phải làm chút gì đó mới được. Kim cương căn bản quyền pháp, không thi triển được bởi vì bây giờ đến một ngón tay hắn cũng chẳng nhúc nhích nổi. Chân ngã minh tưởng kinh, và tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cũng không thể vận chuyển được, bởi vì một khi vận chuyển sẽ khiến hắn tự bảo. Nếu như vậy thì bây giờ chỉ còn lại một môn công pháp có thể làm. Bất động kim cương thân. Đây là một môn công pháp rèn luyện thân thể dạng phụ trợ, giúp cường hóa lực phòng ngự của cơ thể. Khi tu luyện không cần phải mở ra hợp lại như quyền pháp, mà có thể duy trì trạng thái bất động, thông qua công pháp bất động kim cương thân, tự chủ hấp thu năng lượng trong cơ thể để cường hóa thân thể của mình. Đây là chuyện duy nhất Tống Thư Hàng có thể làm bây giờ. Ba tiếng tiếp theo lại trôi qua, Tống Thư Hàng cảm giác thể chất của mình rõ ràng tăng lên rất nhiều. Dưới áp lực mà Thái Sơn Phong ấn mang lại, thân thể hắn không ngừng vỡ ra, hồi phục cộng thêm hiệu quả tôi luyện thân thể của bất động kim cương thân, thể chất của hắn tăng vọt lên cao. Có lẽ trong mấy ngày ở trong Thái Sơn phong ấn này, hắn có thể liên tục nâng cao thể chất của mình cho đến khi thích ứng được với chân khí và tinh thần lực trong cơ thể bây giờ, thoát khỏi nguy cơ bạo thể. Có áp lực mới có động lực. Áp lực càng lớn thì tiềm lực của con người mới càng được bộc phát ra. Có lẽ, chưa biết chừng lần này mình lại nhân họa đắc phúc ấy chứ. Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng trong khi đang suy tư, bên tai Tống Thư Hàng truyền đến giọng nói nhắc nhở của Lý Âm Trúc. Cẩn thận, có người đang đến gần đấy. Thư Hàng lập tức thoát khỏi trạng thái, bất động kim cương thân, đưa mắt nhìn ra phía xa. Chỉ thấy từ xa có một ánh sáng màu lửa đỏ đang nhanh chóng đến gần. Tốc độ của ánh sáng màu lửa đỏ kia rất nhanh, chỉ sau vài giây đã xuất hiện trước mặt Tống Thư Hàng. Đó là một người đàn ông dâu tóc đỏ rực, hơn nữa trên người cũng khoác một chiếc áo khoác màu đỏ, trong tay cầm theo con dao phay màu đỏ thấm. Cả người từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu đỏ. Linh lực trên người đối phương cuộn trào, hắn không hề che giấu tu vi của mình, đó là một tên linh hoàng kim đan ngũ phẩm. Tìm thấy rồi, người đàn ông tóc đỏ cười ha ha, sau đó hắn đặt tay lên thái sơn phong ấn trên người tống thư hàng, trầm giọng quát một tiếng. Mở, nguồn linh lực cuồn cuộn trào ra, đánh vào thái sơn phong ấn pháp không ngờ hắn bắt đầu giúp Tống Thư Hàng giải trừ Thái Sơn phong ấn. Ngư Kiều Kiều hỏi, Thư Hàng, bạn ngươi à? Không biết, Tống Thư Hàng trả lời, hắn cũng cảm thấy rất nghi hoặc, từ trước đến nay hắn chưa từng gặp người đàn ông tóc đỏ này bao giờ, tại sao đối phương lại không màng xa xôi đến đây giải trừ Thái Sơn phong ấn cho hắn chứ? Rất rõ ràng, đối phương không phải vô tình đi ngang qua mà là đặc biệt tìm đến vị trí của hắn không biết người đàn ông tóc đỏ này muốn làm gì. Trong tình huống không biết đối phương là địch hay bạn, tốt nhất vẫn nên phòng bị trước. Tống Thư Hàng lặng lẽ đưa tay đến cái túi thu nhỏ một tấc. Ngư Kiều Kiều cũng âm thầm chuẩn bị pháp thuật phòng ngự, chờ đợi thời cơ phát động. Một phút sau, phanh, thuật Thái Sơn phòng ấn pháp nổ tung một cách dã man. Tống Thư Hàng nhất thời cảm thấy cả người nhẹ nhõm, loại cảm giác này thật sự là vô cùng tốt đẹp, Đáng tiếc hắn không có thời gian để hưởng thụ điều tốt đẹp này. Thư Hàng nhanh chóng thò tay vào trong cái túi thu nhỏ một tấc, nắm bắt được con rối ngân long. Ngư Kiều Kiều cũng nhìn người đàn ông tóc đỏ kia đầy cảnh giác. Hắc hắc, cảnh giác ghê nhỉ. Người đàn ông tóc đỏ cười ha ha, vung bàn tay to về phía Tống Thư Hàng. Nhưng có cảnh giác đến mấy thì cũng có tác dụng gì chứ? Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được sao? Sau khi người đàn ông tóc đỏ kia vung tay, trong hư không hiện ra một bàn tay màu đỏ thấm, bao phủ cả người Tống Thư Hàng ở bên trong. Hiển nhiên đây là thủ đoạn của người đàn ông tóc đỏ này. Uông Dương Vi Phòng, Ba Đào Hóa Thuẫn, Ngư Kiều Kiều trầm giọng quát lên, hai cái móng vuốt nhỏ nhắn vung lên như múa. Một tầng lá chắn bảo vệ màu xanh nhạt xuất hiện trước người Tống Thư Hàng, chặn bàn tay đỏ thấm kia lại. Khi tiếp xúc với bàn tay đó, tầng lá chắn bảo vệ màu xanh lập tức vỡ vụn. Chính là bây giờ, đi mau. Ngư Kiều Kiều kêu lên. Đối phương là linh hoàng ngũ phẩm, nếu đối kháng chính diện thì phần thắng sẽ là không. Tống Thư Hàng nhanh chóng ném con rối ngân long ra, kích hoạt nó trong chớp mắt. Đồng thời, hắn nắm chặt khoang không gian, nhảy lên trên lưng rồng. Tốc độ nhanh nhất, Tống Thư Hàng thúc giục con rối ngân long. Cặp mắt của con rối ngân long lóe sáng, hóa thành một đạo ngân long, nhanh chóng bay về phía xa tẩu thoát. Chương 510, có thể nể mặt lão phu không? Linh Hoàng tóc đỏ nắm lấy khảm đao màu đỏ, ngự đao phi hành, đuổi theo Tống Thư Hàng. Tư thế ngự đao phi hành của hắn khá kỳ quặc, không dẫm lên mặt đao như những tu sĩ khác mà là hai tay nắm chặt thân đao, thân thể treo ở phía sau đao, sử dụng thuật ngự đao. Khảm đao màu đỏ bay vèo ra xa, tên Linh Hoàng tóc đỏ nắm lấy dao phay, bắn đi như tên lửa. Cái tư thế này do chính hắn nghiên cứu ra, là tư thế ngự đao phi hành có tốc độ nhanh nhất, phù hợp với các loại học thuyết như động lực học không khí, tính toán lưu thể một cách hoàn mỹ. Trong khi đuổi theo Tống Thư Hàng, khóe miêng của tên linh hoàng tóc đỏ này khẽ nhếch lên, lầm bầm nói. Quả nhiên ta cảm ứng không hề sai, trên người tiểu tử này có cùng khí tức với đạo kiếm quang kia. Tên linh hoàng tóc đỏ này là một trong số những tu sĩ đuổi theo phệ hồn yêu hồ lúc trước. Chính mắt hắn nhìn thấy quá trình lão giả tu sĩ kia dùng thái sơn phong ấn, chụp tống thư hàng lại. Trong khoảnh khắc phong ấn pháp rơi xuống, tên linh hoàng tóc đỏ này nhạy bén phát hiện ra trên người tống thư hàng có luồng khí tức giống hệt khí tức trên đạo kiếm quang kia. Thiếu niên này có quan hệ với kiếm quang kia ư? Có lẽ đạo kiếm quang kia bay một vòng, gặp phải tên tiểu tử đó không phải là chuyện tình cờ, mà là trên người hắn có bảo vật gì đó có liên quan đến kiếm quang kia, nên đạo kiếm quang mang theo phệ hồn yêu hồ kia mới chủ động đến gần thiếu niên này. Linh hoàng tóc đỏ âm thầm suy đoán, có lẽ nếu muốn đoạt được vệ hồn yêu hồ, có thể ra tay từ trên người thiếu niên này. Thế là vị linh hoàng tóc đỏ này lặng lẽ rời khỏi đội ngũ tu sĩ đuổi theo phi kiếm. Sau khi bay qua bay lại mấy vòng, hắn đi đến bên cạnh Tống Thư Hàng, cởi bỏ thái sơn phong ấn pháp trên người Tống Thư Hàng. Hắn muốn đoạt lấy bảo vật có khí tức giống với khí tức trên kiếm quang từ trên người Tống Thư Hàng. Tên kia đuổi tới rồi, tốc độ của con rối ngân long không đá hắn đi được, rất nhanh sẽ bị hắn đuổi kịp thôi. Tống thư hàng quay đầu ra phía sau nhìn một cái. Ngư Kiều Kiều, ngươi còn có tuyệt kỹ gì nữa không? Ta có một ít phù khí, nhưng đều là cấp bậc tứ phẩm thôi. Tống thư hàng cười khổ nói, dùng phù khí tứ phẩm để đối phó với linh hoàng ngũ phẩm không có mấy tác dụng. Ngư Kiều Kiều, hay là chúng ta đầu hàng? Ha ha, sau lưng, tên linh hoàng tóc đỏ kia cười ha ha, khoảng cách giữa hai bên ngày càng kéo gần lại sau đó, tên linh hoàng tóc đỏ kia cong ngón tay lại bắn ra hai đạo đao khí. Ngư kiều kiều nhanh chóng thi pháp, khởi động lá chắn bảo vệ. Từ lúc nhảy lên lưng con rối ngân long, cô luôn tích góp pháp thuật hộ thuẫn. Lớp lá chắn bảo vệ của cô đỡ được một trong hai đạo đao khí. Đạo đao khí còn lại vẫn thuận thế chém về phía tống thư hàng. Tống thư hàng cắn chặt răng, lấy bảo đao bá toái ra. Nghịch lân đao pháp, long lân thức. Đao vừa xuất ra, đao khí hóa thành chân long, vây xung quanh bảo vệ nhóm người Tống Thư Hàng. Cùng lúc đó, Tống Thư Hàng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Khi thi triển, long lân đao pháp cần phải tập hợp chân khí. Mà trạng thái bây giờ của hắn đang ở ranh giới tự bạo, vừa chém ra một đao lập tức bị phản phệ lại. Xoẹt! Long lân thức đụng độ với đao khí của tên linh hoàng tóc đỏ. Ngay lập tức, long lân thức bị đao khí đánh tan. Thực lực của hai bên chênh lệch nhau quá lớn, không còn là khoảng cách có thể dùng đao pháp để bù đắp nữa. Sau khi đánh tan long lân thức, đao khí của linh hoàng tóc đỏ thừa thế sông lên, chém vào người tống thư hàng. Lúc này, bộ quần áo không gian trên người tống thư hàng lóe lên tầng ánh sáng phòng ngự trói mắt. Tầng phòng ngự lực đẩy được mở ra. Vừa đụng vào bộ quần áo không gian, đao khí lập tức bị bắn ngược trở lại. Đây là tầng phòng ngự mà Lưu Huỳnh Tiên Tử bày ra, chủ yếu là đề phòng sau khi bị bắn vào vũ trụ, Tống Thư Hàng sẽ đụng vào thiên thạch gì đó. Tầng phòng ngự lực đẩy này đã giúp Tống Thư Hàng đỡ được một đao vào lúc mấu chốt. Tiết kiệm được một tấm giáp phù rồi, Tống Thư Hàng lầm bầm nói. Đinh linh linh, đinh linh linh, lúc này, điện thoại của Tống Thư Hàng reo lên. Ngư kiều kiều, Thư Hàng, có điện thoại kia. Bây giờ làm gì có thời gian mà nghe điện thoại, Tống Thư Hàng điên cuồng thúc giục con rồi ngân long tiếp tục chạy thoát thân. Dư Quang ở khóe mắt luôn chú ý tên linh hoàng tóc đỏ ở phía sau. Xác suất có thể trốn khỏi đối phương, không đến 10%. Tương lai mờ mịt quá. Tiểu tử này nhiều bảo vật nhỉ?" Tên linh hoàng tóc đỏ nhếch miệng nói. Lực công kích của hai đạo đao khí hắn vừa bắn ra chỉ ở cấp bậc tứ phẩm. Hắn không muốn giết mà muốn bắt sống Tống thư hàng. Thật không ngờ hai đạo đao khí tứ phẩm của mình lại bị cản lại. Nếu như bình thường gặp được tên tiểu tử thú vị như vậy chắc chắn hắn sẽ đùa giỡn với đối phương một hồi. Nhưng bây giờ, bổn tọa không có thời gian chơi với người nữa. Linh hoàng tóc đỏ thúc giục giao phay một lần nữa, tốc độ ngự đao phi hành tăng lên gấp 3. Chớp mắt một cái, hắn đã xuất hiện ở trước mặt con rối ngân long của Tống Thư Hàng. Người không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa đâu, thằng nhóc. Tên linh hoàng tóc đỏ trầm giọng quát lên, lần nữa vung tay chộp tới. Đối phó với Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều cấp bậc tứ phẩm, thậm chí đến cả đạo thuật Linh Hoàng tóc đỏ cũng không cần dùng đến mà chỉ giơ tay ra chộp một cái là được. Lần này, Tống Thư Hàng không còn cách nào chặn bàn tay của Linh Hoàng tóc đỏ lại nữa, cả người lẫn con rối lẫn khoang không gian đều bị bắt lại. Bị bắt làm tù binh rồi. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng bị kẻ địch bắt làm tù binh đấy, cảm giác rất mới mẻ. Ha ha ha, ta đã nói rồi, người không thoát được đâu. Sau khi bắt được Tống Thư Hàng, Linh Hoàng tóc đỏ nhe răng ra cười. Sau đó, hắn lấy ra một pháp khí kết giới hình cầu, nhốt Tống Thư Hàng vào bên trong. Trong kết giới của pháp khí hình cầu đó vẫn có không khí. Vì thế, tiếng chuông của chiếc điện thoại treo trên người Tống Thư Hàng vẫn truyền ra ngoài. Đinh linh linh, đinh linh linh, vị tiền bối này, tại sao ngươi lại muốn bắt ta? Tống Thư Hàng đã bình tĩnh lại, lên tiếng hỏi. Dù sao cũng đã bị bắt, vậy thì nhân cơ hội hỏi sao đối phương phải ra tay bắt hắn vậy? Cũng không thể là lý do nhìn hắn ngứa mắt quá nên muốn bắt hắn chơi đấy chứ. Tống thư hàng không hề lo lắng đến sự an toàn của tính mạng mình, bởi vì bản Vạn Lý Phi Độn Thuật đã được cải tạo của Bạch Tôn Giả là vật bảo vệ hắn an toàn. Linh Hoàng tóc đỏ cười một cách quái dị, nói: "Ha ha, ta cần một món đồ." Đinh linh linh, đinh linh linh. Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của Linh Hoàng tóc đỏ. Linh Hoàng tóc đỏ dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Ta cần một món đồ trên người ngươi, đó chính là..." Đinh linh linh, đinh linh linh. Linh Hoàng tóc đỏ gạch nối: "Hay là tiền bối cho ta nghe điện thoại trước đã nhé." Tống thư hàng vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Số điện thoại hiển thị trên màn hình là của thất tu tiền bối. Là thất tu tôn giả gọi đến trước khi tiến vào vũ trụ thất tu tôn giả cũng đã nói sẽ liên lạc với Tống Thư Hàng bất cứ lúc nào để hỏi thăm về ngôi mộ của lục tu tôn giả. Hắn còn cho Tống Thư Hàng số điện thoại của mình để Tống Thư Hàng có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào nữa. Không ngờ nhanh như vậy đã gọi đến rồi. Xin chào thất tu tiền bối. Tống Thư Hàng bắt máy nói. Còn tưởng Linh Hoàng tóc đỏ sẽ bắt hắn cúp điện thoại. Không ngờ hắn lại cho phép mình nghe máy. Từ trong điện thoại truyền đến giọng nam chững chạc. Thư Hàng tiểu hữu à, người tiến vào không gian rồi à? Đúng vậy, tiền bối, hôm nay Lưu Huỳnh tiên tử đã đưa ta vào trong vũ trụ rồi. Tống Thư Hàng trả lời. Thất tu tôn giả nói tiếp. Bây giờ ngươi đang ở đâu đấy? Đã đến mặt trăng chưa? Nếu đến rồi thì đến tìm ta đi, ta đang ở tọa độ sao trên mặt trăng. Cái đó, tiền bối, bây giờ e là không tiện lắm, ta bị người ta bắt rồi. Tống Thư Hàng trả lời. Thất tu tôn giả. Gạch nối thất tu tôn giả. Người bắt ngươi là ai? Ta cũng không biết, là một vị linh hoàng tóc đỏ, dâu đỏ, áo khoác đỏ. Tống Thư Hàng nói, chưa từng nghe thấy linh hoàng nào như thế cả. Thất tu tôn giả nói, Thư Hàng tiểu hữu người mở loa ngoài đi, để lão phu nói chuyện với hắn một chút. Vâng, tiền bối, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía vị linh hoàng tóc đỏ kia, sau đó mở loa ngoài điện thoại ra giọng nói của thất tu tôn giả truyền ra từ trong điện thoại. Đạo hiếu đạo hiệu của lão phu là thất tu, tiểu hữu nhà ta đã đắc tội ngươi chỗ nào sao? Tống Thư Hàng cướp lời. Ta căn bản chưa từng gặp hắn, sao có thể đắc tội hắn được? Linh Hoàng tóc đỏ suy tư một lát rồi nói. Đúng là thiếu niên này không hề đắc tội ta. Thất tu tôn giả. Nếu đã như thế thì đạo hữu có thể nể mặt lão phu, thả tiểu hữu nhà ta ra không? Nếu như thế, ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Hừ, linh hoàng tóc đỏ cười lạnh một tiếng. người nghĩ ngươi là ai hả? tại sao ta phải nể mặt ngươi chứ? vừa rồi linh hoàng tóc đỏ nghĩ mãi cũng không ra trong giới tu chân có vị cao nhân nào tên là thất tu cả. một tên hắn chưa từng nghe thấy bao giờ lại dám ra oai trước mặt hắn sao? còn nói gì mà ta có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra nữa chứ? lời này khiến người khác nghe thấy cực kỳ khó chịu. hơn nữa. Cho dù đối phương có là lão tiền bối trong giới tu sĩ, linh hoàng tóc đỏ cũng không sợ. Chỉ cần cướp được Vệ Hồn Yêu Hồ, vũ trụ lớn như thế chẳng lẽ không có chỗ cho hắn ẩn thân sao? Đến lúc đó, tìm một chỗ ẩn nấp 80, 100 năm, đợi khi hắn tu luyện lên chân quân lục phẩm, thiên hạ rộng lớn như thế, đi đâu mà chẳng được. Tống thư Hàng cười ha ha nói: "Thất tu tiền bối, đối phương nói là, mặt mũi của ngươi là cái thá gì, tại sao hắn phải nể mặt ngươi?" Thất Tu Tôn Giả hắng giọng một cái. "Ngươi không biết lão phu sao?" Linh Hoàng tóc đỏ trực tiếp ngó lơ đến Thất Tu Tôn Giả, nói với Tống Thư Hàng. "Tiểu tử, cúp máy đi." Tống Thư Hàng. "Vậy Thất Tu tiền bối, tạm biệt ngươi." Sau đó hắn lập tức nghe lời tắt điện thoại đi. Sau đó, Tống Thư Hàng ngẩng đầu tiếp tục nhìn vào Linh Hoàng tóc đỏ. Lần này, sâu trong ánh mắt của thư hàng ánh lên vẻ thương hại. Người này coi như là đã đắc tội với thất tu tôn giả rồi nhỉ. Tiểu tử, không cần biết lai lịch của ngươi là gì, nhưng bây giờ, mau giao bảo vật kia ra đi." Linh Hoàng tóc đỏ trầm giọng xuống nói. Mặc dù hắn không sợ tiền bối của đối phương, nhưng có chút phiền phức có thể tránh được thì nên tránh. Tiền bối của đối phương đang ở trên mặt trăng, ở cách đây rất gần, chưa biết chừng sẽ nhanh chóng đuổi đến đây. Thời gian không còn nhiều nữa. "Bảo vật gì cơ?" Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi trên người hắn có không ít bảo vật, ai mà biết thứ đối phương muốn là gì chứ? Đừng giả ngu nữa, sao bảo vật có thể dẫn dụ phệ hồn yêu hồ kiếm quang ra thì ta có thể tha chết cho ngươi. Linh hoàng tóc đỏ nói với giọng điệu lạnh lùng, hắn không phải là loại người thích giết chóc, vì thế nếu Tống Thư Hàng phối hợp với hắn, cùng lắm hắn chỉ đánh Tống Thư Hàng trọng thương thôi. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 510